Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 431. Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt, Hiên Viên Mặc Tà, Hồng Thiên Kinh, các ngươi đi qua giúp Huyền gia lão tổ trấn áp luân hồi chi chủ. Lục Hư trầm giọng quát lên. Ưm, Lục trưởng lão. Vậy bốn cái võ giả cung kính đáp dạ, lập tức phi thân tiến lên, đem Diệp thần vây quanh. Diệp thần là hoàn toàn ngây ngẩn, bởi vì bốn người này tướng mạo, hắn là quen thuộc. Chính là Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt, Hiên Viên Mặc Tà, Hồng Thiên Kinh bốn người, đều là hắn đã từng chiến thắng qua kẻ địch. Lục Hư gọi bọn họ tên chữ, cũng là độc nhất vô nhị. Nhưng, từ nơi này bốn trên người, Diệp thần nhưng không cảm giác được ngày xưa nhân quả. Nếu như nhắm mắt lại, chỉ là cảm thụ hơi thở, cái này bốn người chính là hoàn toàn người xa lạ, là huyền cung bên trong đệ tử bình thường. Thoáng chốc tới giữa, Diệp thần liền biết rõ, cái này bốn cái võ giả, là từ Thương Huyền Đại Đế trong ảo tưởng đản sanh ra. Thương Huyền Đại Đế ảo tưởng, cùng thế giới hiện thật dung hợp, tất nhiên sẽ dính thực tế hơi thở, từ trong ảo tưởng sản sinh ra người, rất có thể cùng thế giới hiện thật người nào đó, tướng mạo giống nhau như đúc, nhưng võ đạo thần thông. Tính cách đức hạnh, đời người trải qua, hoàn toàn không cùng, cũng chỉ có bên ngoài tên chữ giống nhau. Ví dụ như cái này Lục Hư, tên chữ tướng mạo và tổ thần vương giống nhau như đúc, nhưng là hai người, không có một chút quan hệ. Cái này bốn cái võ giả, tự nhiên cũng cùng đã từng là Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt, Hiên Viên Mặc Tà, Hồng Thiên Kinh các người, không có bất kỳ liên quan. Ngày xưa nhân quả, Diệp Thần đã sớm giải quyết hết, sẽ không có hậu hoạn lưu lại. Nhưng dù vậy, Diệp thần thấy cái này bốn người dung mạo, nội tâm vẫn là vô cùng là chấn động, tựa như ngày xưa cường địch, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình. Đến nơi này một khắc, Diệp thần đại khái rõ ràng Lục Hòa Thiền tâm tình. Lục Hòa Thiền cam tâm tình nguyện đi theo Lục Hư đi, coi như biết rõ cái này Lục Hư, không phải ra ra nàng tổ thần vương, nhưng tinh thần còn là ký thác đi qua, như vậy rơi vào ma chướng, không thể tự cầm. Luân hồi chi chủ, người phân tâm. Đấu chữ quyết, cho ta trấn áp. Huyền Thiên Kiêu thấy Diệp thần tinh thần xuất hiện hoảng hốt, hắc cười lạnh một tiếng, lập tức một trưởng bạo giết ra. Đấu chữ quyết khí thức cuồng bạo, còn có vô lượng cảnh hậu kỳ nổ uy áp, từ bàn tay hắn gào thét ra, một trưởng đánh phía Diệp thần ngực. Cao thủ đánh nhau, tối kỵ phân tâm. Diệp thần bởi vì Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt đám người xuất hiện, tinh thần một cái hoảng hốt, liền bị Huyền Thiên Kiêu chộp được cơ hội. Vô lượng cảnh hậu kỳ cao thủ, ra tay hạng nhanh mạnh. Diệp thần mất tiên cơ, nhất thời rơi xuống hạ phong, không cách nào chống đỡ, chỉ có thể lui về phía sau. Hắn miễn cưỡng tránh Huyền Thiên Kiêu một trưởng, thế nhưng cổ cuồng bạo trưởng phong, vẫn là đè được hắn hô hấp có chút nghẹt thở, gương mặt hơi một trắng. Diệp đại ca, Lục Hòa Thiền rất nóng nảy cùng ân cần, lật đật đi tới trước, đỡ Diệp thần, ánh mắt vừa nhìn về phía Lục Hư, kêu lên. Ra ra, không phải, Lục trưởng lão, các ngươi đừng đánh, có chuyện gì, mọi người ngồi xuống thương lượng xong sao. Lục Hư gặp Lục Hòa Thiền trở lại Diệp thần bên người, ánh mắt lướt qua một chút che lấp, nói, Lục cô nương, ngươi trở về, tổ huyền đồ còn ở trên mình ngươi, ngươi nói qua muốn cứu ta huyền cung, cũng không thể lại đem cái này tổ huyền đồ, giao cho một cái người ngoài. Lục Hòa Thiền nhìn xem Diệp thần, lại nhìn xem cùng ra ra mình lớn lên giống nhau như đúc Lục Hư. Nội tâm tràn đầy nóng nảy, không biết làm sao, vùng vẫy, mâu thuẫn tâm trạng, cấp nhanh hơn khóc lên. Đi! Diệp thần lại không có cho nàng quá nhiều do dự thời gian, lập tức nắm tay nàng cổ tay, lắc người một cái, lui về phía sau phi độn đi. Nơi này là huyền cung địa bàn, Diệp thần lại mất tiên cơ, từ sẽ không có chút nào ham chiến. Muốn chạy! Huyền Thiên Kiêu hừ một tiếng, bỗng nhiên sử dụng phạm thiên thần công bên trong chữ lâm quyết. Một tôn ma thần bóng mờ, từ trên trời hạ xuống sắp, đạp chết hướng Diệp thần. Hắn bên người rất nhiều vạn khư cường giả, còn có huyền cung cái này bốn cái võ giả, Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt, Hiên Viên Mặc Tà, Hồng Thiên Kinh các người, cũng là ngang nhiên đuổi giết hướng Diệp thần. Ta muốn đi, các ngươi còn không ngăn được. Diệp thần hừ một tiếng, đột nhiên hồi vung tay lên, sấm sét hơi thở nổ. Lôi thần nói, thiên điểu phi kiếm lưu. Từng cái tím màu trắng điện mang, từ Diệp thần trong tay hội tụ, chợt bộc phát ra, hóa thành ngàn đạo phi kiếm dòng điện, giết phá không khí, biến dạng ăn gian chim hót kêu vậy tiếng vang. Phi kiếm dòng điện xuyên qua, chỉ là một cái chớp mắt,
liền đem Huyền Thiên Kiêu gọi ra ma thần bóng mờ, xé thành mảnh vỡ. Vậy rất nhiều vạn khư cường giả, gặp phải phi kiếm dòng điện đánh giết, cũng là rối rít kêu thảm thiết, bị thương tê liệt ngã xuống đất. Tu vi hơi yếu, lại là bị mất mạng tại chỗ. Huyền cung vậy bốn cái võ giả, đặc biệt nhạy bén, lập tức lui về phía sau, không có bị thương tổn. Huyền Thiên Kiêu gặp Diệp Thần xuất thủ khí thế, sấm sét nổ tung, bá đạo như vậy, gương mặt cũng là hơi biến sắc. Hắn biết nếu như không phải là mình chiếm tiên cơ, hơn nữa còn đứng ở Huyền cung trên địa bàn, rất có thể phải thua ở Diệp Thần dưới quyền. Ngay chớp mắt, Diệp Thần đánh lui truy binh, tự nhiên rời đi. Lục Hư nhất thời có chút luống cuống, nói Huyền gia lão tổ, thằng nhóc này chạy, hắn còn cầm cô đó mang đi, tổ Huyền đồ còn ở trên người nữ nhân kia, nhà ta đạo sư nhưng mà kêu ta người mang về, hiện tại có thể như thế nào cho phải. Diệp Thần đi không sao cả, nhưng hắn mang đi Lục Hòa Thiền, tổ Huyền đồ còn ở Lục Hòa Thiền trên mình. Đây chính là mở ra tầng bên trong chìa khóa bảo tàng, cũng là cứu Huyền cung chỗ mấu chốt. Huyền Thiên Kiêu sắc mặt thâm trầm, nói, không cần lo lắng, ngày mai di thất chi cảnh mở cửa, vậy tiểu tử nhất định sẽ tiến vào bên trong tầng tìm bảo, chúng ta trông nom là được. Lục Hư lo lắng, nói, nhưng mà, di thất chi cảnh cũng không phải là ta Huyền cung địa bàn, không có đất mạch gia trì, chúng ta sợ là không đè ép được vậy tiểu tử. Mới vừa gặp qua Diệp Thần ra tay, Lục Hư là rõ ràng Diệp Thần lợi hại. Coi như Huyền Thiên Kiêu ra tay, thật công bằng đánh, Diệp Thần phần thắng ngược lại muốn lớn một chút. Nếu như có địa mạch gia trì, đó còn dễ nói, nhưng di thất chi cảnh, hư không mờ mịt, không hề bị địa mạch ảnh hưởng. Có ta ra tay, vậy tiểu tử lật trời không được. Huyền Thiên Kiêu ánh mắt che lấp, nhìn xem quanh người mấy cái hộ pháp dạ xoa, trong đầu nghĩ, nếu như chuyện tới khẩn cấp, cũng chỉ có thể hy sinh mấy cái này dạ xoa. Những thứ này hộ pháp dạ xoa, là từ không không lúc nào không bên trong xuống cường giả, giá trị chiến lược không phải chuyện đùa. Dựa hết vào Huyền Thiên Kiêu một người, hắn không chắc chắn áp chế Diệp Thần, nhưng cộng thêm mấy cái này dạ xoa, như vậy là đủ rồi. Không không lúc nào không bên trong, cũng không phải nói tất cả người, đều là nghịch thiên vậy khủng bố, cũng có tầng dưới chót tồn tại. Ví dụ như mấy cái này hộ pháp dạ xoa, ở không không lúc nào không, ở Đà Đế Thiên trong tông mặt, coi như là tầng dưới chót nhân vật, nếu không, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không khả năng ung dung triệu hoán xuống. Tuy là tầng dưới chót nhân vật, dẫu sao xuất thân không không, sau lưng ẩn chứa quy luật năng lượng, nếu như toàn bộ nổ, Huyền Thiên Kiêu có lòng tin, coi như giết không chết Diệp Thần, tổn thương nặng là đủ rồi. Quyết nghị đã định, Huyền Thiên Kiêu và Lục Hư, lập tức mang theo nhóm lớn cường giả, đi di thất chi cảnh, coi giữ mấu chốt nhất lối vào. Di thất chi cảnh, ở thất vực trung ương nhất, không cách nào hình dạng cái này phiến địa giới hình mạo, bởi vì cái gọi là di thất chi cảnh. Bản thân chính là một cái khái niệm tồn tại, rất khó dùng lời nói đi miêu tả. Cho dù cùng thế giới hiện thật xung hợp, cái này phiến di thất chi cảnh, vậy phơi bày ra tất cả loại ly kỳ cổ quái biến hóa. Bầu trời cùng mặt đất, khi thì điên đảo, khi thì bình thường. Cái này mảnh đất giới, có lúc biến thành núi cao, có lúc biến thành bình nguyên, có lúc mặt đất sụp đổ, thế giới biến thành từng ngọn hư phù đảo nhỏ. Tóm lại, cái này phiến di thất chi cảnh. Chính là không ngừng biến hóa, dị thường cổ quái. Chỉ có thể xác định, chính là ở Đông Nam Tây Bắc bốn phương hướng, có một cái rõ ràng an toàn lối vào. Từ nơi này chút an toàn lối vào đi vào, sẽ không gặp phải vặn vẹo nguy hiểm, có thể rất thuận lợi đến bảo tàng bên trong. Nếu như là từ chỗ khác tiến vào, thì có thể rơi vào vặn vẹo, dính không rõ, gặp gỡ quái vật. Huyền Thiên Kiêu và Lục Hư, mang đại lượng huyền cung cường giả. Trông nom những thứ này an toàn lối vào. Chỉ an toàn hơn lối vào cầm nắm được, Diệp Thần muốn tiến vào di thất chi cảnh mà nói, chỉ có thể từ cái khác phương hướng mạo hiểm tiến vào. Một khi Diệp Thần gặp nạn, đó chính là bọn họ cơ hội. Trước kia di thất chi cảnh vậy từng mở cửa, Huyền cung không hề tử thủ, cũng không cùng Thần Lam Tông, Quỷ Đạo Môn mâu thuẫn. Dẫu sao Huyền cung không có căn cơ, là ảo nghĩ tạo vật, bất kỳ nhân quả mâu thuẫn cũng có thể nhiễu loạn bọn họ tồn tại cơ sở. Hôm nay tử thủ lối vào, Lục Hư trong lòng có chút bất an, hướng Huyền Thiên Kiêu nói, ngày mai di thất chi cảnh mở cửa, Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn người, nhất định tới tìm bảo. Chúng ta chỉ chặn đánh luân hồi chi chủ, đoạt lại tổ huyền đồ, không muốn ngăn trở người ngoài tìm bảo, chỉ cần bọn họ không tiến vào bên trong tầng vùng.
Bất quá, tầng bên trong vùng khép kín, cần dùng tổ huyền đồ thành tựu chìa khóa mở ra, bọn họ vậy không vào được. Huyền Thiên Kiêu hừ một tiếng, hắn biết Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn, đều là Diệp Thần dưới quyền thế lực. Chỉ chặn đánh Diệp Thần, bỏ mặc Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn, đó không phải là dối gạt mình lấn hiếp người sao. Nhưng, hắn cũng biết Lục Hư cố kỵ, huyền cung bề ngoài thế lực tuy mạnh lớn, nhưng căn cơ chân thực thái hư phù, quá mạnh mẽ nhân quả mâu thuẫn, rất có thể đưa đến bọn họ tiêu diệt. Oan có đầu, nợ có chủ, ta biết, Lục trưởng lão mời yên tâm. Huyền Thiên Kiêu nói, vậy thì tốt, đa tạ. Lục Hư âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, Diệp Thần mang đi Lục Hòa Thiền sau đó, đi tới một cái tĩnh lặng trong núi rừng. Hai người đối lập nhau im lặng, cũng không nói gì. Diệp Thần cũng không có mang nàng hồi Thần Lam Tông, dẫu sao nàng mang đi tổ huyền đồ, phỏng đoán vậy không mặt mũi trở về. Thật xin lỗi. Đang trầm mặc sau một lúc lâu, Lục Hòa Thiền nhẹ nhàng khẽ cắn răng, cúi đầu hướng Diệp Thần nói xin lỗi. Diệp đại ca, ta không nên mang đi tổ huyền đồ, là ta quá nhớ nhung gia gia ta, cầm huyền cung cái đó Lục Hư, coi thành gia gia ta. Ta nhập ma chướng. Nói xong, nàng tay run run, cầm ra tổ huyền đồ, trả lại cho Diệp Thần. Ta rõ ràng lòng ngươi, ta không trách ngươi. Diệp Thần thu hồi tổ huyền đồ, thở dài một cái. Huyền cung từ trong ảo tưởng ra đời ra, có dũng khí loại chỗ cổ quái. Liên liên Diệp Thần, khi nhìn đến và Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt các người, tướng mạo tên chữ hoàn toàn giống nhau như đúc người sau đó, mình đạo tâm vậy xuất hiện lay động, chớ nói chi là Lục Hòa Thiền. Ngươi thật tốt lưu lại ở bên người ta, ngày mai như ta bắt được bảo tàng, phân ngươi một nửa. Diệp Thần cười nói. Đa tạ. Lục Hòa Thiền trong mắt ẩn mang lệ quang, nhưng nghe đến Diệp Thần mà nói, tâm tình cũng là thoáng bình phục. Diệp Thần truyền ra ý chí, cho biết Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn, nói mình đã tìm được Lục Hòa Thiền, cũng lần nữa lấy lại tổ huyền đồ, kêu bọn họ không muốn lo lắng. Lục Hòa Thiền tuy nhập ma chướng, đem huyền cung cái đó Lục Hư, nhận thành ra ra mình, nhưng vẫn duy trì một chút lý trí, từ đầu đến cuối không có đem tổ huyền đồ giao ra, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ cần tổ huyền đồ còn ở Diệp Thần trong tay, Diệp Thần liền chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Diệp Thần, ngày mai ngươi đi tìm bảo, lấy ngươi đại khí vận, nhất định có thể tìm được bảo tàng, khôi phục nhục thân của ta. Huyền Hàn Ngọc cũng là hơi có chút kích động. Huyền Thiên Tử, ngươi muốn bảo tàng, rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi. Ta còn không biết, nhưng ta có một loại đặc biệt dự cảm mãnh liệt, ta thân xác khôi phục thời cơ, sẽ ở đó trong bảo tàng mặt, không có sai. Huyền Hàn Ngọc nói. Được, ta sẽ giúp ngươi tìm. Diệp Thần gật đầu, Huyền Hàn Ngọc từng giúp qua hắn rất nhiều lần, nếu như lần này hắn có thể giúp được Huyền Hàn Ngọc, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn bên kia. Diệp Thần vậy cùng Lữ Thấm Huyên và Quỷ Tiên Sinh thương lượng xong, mọi người chia nhau hành động. Diệp Thần là muốn đi tầng bên trong bảo tàng, quá nhiều người mà nói, ngược lại không tốt hành động, dẫu sao hắn đã bị huyền cung theo dõi. Còn như Lữ Thấm Huyên và Quỷ Tiên Sinh bọn họ, bên ngoài tầng tìm bảo là đủ rồi. Thương Huyền Đại Đế lưu lại bảo tàng, coi như là tầng ngoài, vậy đủ phong phú. Dẫu sao đã từng là Quỷ Tiên Sinh, nhưng mà bên ngoài tầng bên trong, lấy được một trang kỷ nguyên đạo thư. Có thể gặp tầng ngoài bảo tàng, cũng có không thiếu bảo bối. Diệp Thần Thiên Cơ thấy rõ dưới, cũng rất rõ ràng huyền cung cố kỵ, không dám cầm sự việc nháo được quá lớn. Bọn họ chỉ là hướng về phía tự mình tới mà thôi, cũng không muốn cùng Thần Lam Tông, Quỷ Đạo Môn mâu thuẫn. Một ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Đến được sáng sớm hôm sau, di thất chi cảnh rốt cuộc mở ra. Cái này phiến di thất bảo tàng, thất vực bên ngoài, cơ hồ không có ai biết, dẫu sao thái thần bí, chỉ có Vũ Hoàng Cổ Đế, không biết dùng thủ đoạn gì, điều tra được liền nơi đây, phái Huyền Thiên Kiêu tới đây tìm bảo. Không người biết, vậy thì đại biểu, sẽ không có quá nhiều người, cùng Diệp Thần cướp đoạt bảo tàng. Hắn phải đối phó, cũng chỉ có Huyền Thiên Kiêu và Huyền Cung, Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn đều là người hắn. Diệp Thần đi tới di thất chi cảnh ra. Liền thấy cái này phiến không ngừng biến ảo địa giới, vào giờ khắc này, trực tiếp cố quyết định. Không ngừng biến hóa di thất chi cảnh, cố định thành một phiến tiên sơn núi lớn thế giới, trên thế giới không lơ lửng một tòa thiên cung, lại có thể cùng huyền cung sơn môn chính giữa nhất cung điện, giống nhau như đúc,
Trên mặt đất, Lục Hư và rất nhiều huyền cung cường giả, nhìn chỗ tòa này thiên cung, đều là ngây dại. Ấn tượng bên trong, bọn họ còn không gặp qua di thất chi cảnh hiển hiện ra như vậy tình cảnh. Diệp Thần ánh mắt híp lại, thấy di thất chi cảnh cố quyết định, cũng biết bây giờ là tiến vào cơ hội. Di thất chi cảnh thời thời khắc khắc biến ảo, rất khó xác định bảo núp ở bên trong vị trí nào, nhưng chỉ cần hoàn cảnh cố quyết định, liền có thể tìm. Làm di thất chi cảnh hoàn cảnh cố định thời điểm, thật ra thì chính là cởi mở thời điểm. Diệp Thần liền thấy, Lữ Thấm Huyên và Quỷ Tiên Sinh, mang rất nhiều Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn đệ tử, đi tới di thất chi cảnh, chỉ nộp đơn giản một chút chi phí, liền trực tiếp từ an toàn lối vào tiến vào, huyền cung cũng không có ngăn trở. Diệp đại ca, chúng ta làm thế nào? Lục Hòa Thiền hỏi. Nàng thấy vậy mấy cái an toàn lối vào, toàn bộ có cường giả canh giữ, huyền thiên kiêu lại là trấn giữ trước. Người bình thường đi vào, bọn họ không ngăn trở. Nhưng nếu là Diệp Thần xuất hiện, sợ rằng không tránh được một tràng huyết chiến. Từ chỗ khác đi vào. An toàn lối vào không đi được, Diệp Thần sớm có dự liệu, từ chỗ khác tiến vào, vậy có thể vào tìm bảo, chỉ là muốn nguy hiểm một ít, rất có thể rơi vào vặn vẹo, dính không rõ. Lục Hòa Thìa ừ một tiếng, cũng là hoàn toàn nghe Diệp Thần nói. Diệp Thần mang nàng, dọc theo một cái vắng vẻ lối vào, bước vào di thất chi cảnh bên trong. Từng cái thiên tiên cá chép, quanh quẩn ở hai bọn họ thân người chu. Diệp Thần vận chuyển thuật pháp, để ngừa dính không rõ. Đồng thời, Diệp Thần vậy sử dụng Tiêu Diêu Du Đạo Thư, tiến một bước tăng lên phòng vệ. Cái này Tiêu Diêu Du Đạo Thư, là thần tích tụng đời điển bên trong chương 2, có tuyệt thế tiêu giao đại lộ hai uẩn, có thể dùng để chúc phúc tự thân, tự do tự tại, không chịu hắc ám cùng không rõ ảnh hưởng. Diệp Thần tiến vào di thất chi cảnh sau đó, không đi an toàn lối vào, quả nhiên vừa tiến đến liền gặp nạn, trong không khí khắp nơi đều là hắc ám cổ quái vặn vẹo chập chờn. Thật may, hắn có Tiêu Diêu Du cùng thiên tiên cá chép sao bảo vệ, những thứ này hắc ám không có ăn mòn đến hắn. Chúng ta đi tầng bên trong. Diệp Thần hướng Lục Hòa Thiền vẫy vẫy tay, lặng lẽ hướng tầng bên trong vùng đi tới. Hắn đổ mong muốn, hoàn chỉnh kỳ nguyên đạo thư, còn có lôi thần thiên tôn tóc, khẳng định không có ở đây tầng ngoài, chỉ có thể là ở bên trong tầng cốt lõi nhất vùng. Hai người không ngừng tiến về phía trước, ở Tiêu Diêu Du đạo thư dưới bảo vệ, lại là không có gặp phải chút nào nguy hiểm. Diệp Thần trong lòng mừng thầm, đã có thể mơ hồ thấy tầng bên trong giải đất tinh bích cột. Rất nhiều hơn lộng lẫy sặc sỡ thiên tài địa bảo, cũng xuyên thấu qua tầng này tinh bích hệ, hiện ra ở hắn trước mắt. Thương Huyền Hậu Duệ, là ngươi sao? Ngay tại Diệp Thần lấy là có thể thuận buồm xuôi gió thời điểm, đột nhiên một đạo âm trầm thanh âm, truyền tới lỗ tai hắn bên trong, để cho hắn trong thoáng chốc có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy không gian vặn vẹo, một đầu cổ quái ma vật xuất hiện. Đầu này ma vật. Nửa người nửa thú, nửa ngồi, ngắm nhìn Diệp Thần. Nó trên mặt dài bạch tuộc vậy xúc tu, không ngừng ngọa nguậy, sau lưng lại có con rơi vậy cánh, số đo to lớn, thể hình như núi cao, quanh thân ma khí lăn lăn, hình dáng đặc biệt quái dị, vừa thấy liền biết không phải là thế giới hiện thật sinh vật, chỉ có thể là đến từ không không quái vật. Nó con ngươi là màu xanh đậm, đang nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần cảm giác được, đầu này dáng vóc to quái vật. Cũng không phải là ở cùng mình nói chuyện, mà là ở cùng Huyền Hàn Ngọc nói chuyện. Nó lại gọi Huyền Hàn Ngọc là Thương Huyền Hậu Duệ. Chẳng lẽ nói, Huyền Hàn Ngọc lại cùng Thương Huyền Đại Đế có liên quan? Thương Huyền Đại Đế Hậu Duệ, người tại sao không dám đi ra gặp ta? Quái vật kia nhìn chằm chằm Diệp Thần, vẫn là ở cùng Diệp Thần trong cơ thể Huyền Hàn Ngọc nói chuyện. Nó lại có thể cảm nhận được Huyền Hàn Ngọc tồn tại. Huyền Hàn Ngọc bóng người, trôi nổi lên. Nhìn cái này con quái vật, mày liễu khẽ nhíu một cái, nói, ngươi biết ta thân thế. Quái vật kia ha ha cười nhạt, nói, ngươi là Thương Huyền Đại Đế Hậu Duệ, là rớt xuống huyết mạch. Năm đó Thương Huyền Đại Đế chém hết 3.000 cựu thần, kiệt lực bỏ mình, cử tộc chết theo. Nhưng hậu duệ của hắn bên trong, cũng có không dám chết theo, tham sống sợ chết phế vật. Những phế vật kia, là rớt xuống huyết mạch, là chân chánh tội nhân, ví dụ như ngươi. Tội nhân, ngươi còn có mặt mũi bước vào Thương Huyền Đại Đế nơi chôn cất. Huyền Hàn Ngọc nghe nói như vậy, chân mày nếp nhăn được sâu hơn, nói, lúc đầu ta là Thương Huyền Đại Đế Hậu Duệ. Ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá,
một người chết, thì phải tất cả tộc nhân, cũng là hắn chết theo, không khỏi quá bá đạo tàn khốc một ít. Như thế xem ra, cái này Thương Huyền Đại Đế, cũng không phải người tốt lành gì. Diệp Thần trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, hắn đã sớm đã đoán Huyền Hàn Ngọc thân phận, nhưng vẫn không có xác thực chân tướng. Hắn cũng biết, đã từng bản thân có một đời bố trí cũng cùng Huyền Hàn Ngọc có liên quan. Bây giờ nhìn lại, Huyền Hàn Ngọc lại chính là Thương Huyền Đại Đế hậu duệ, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đã từng mấy đời mình đã biết được? Nếu quả thật là như vậy, Huyền Hàn Ngọc thân xác khôi phục bí mật, sẽ ở đây di thất chi cảnh bên trong, bởi vì nơi này chính là Thương Huyền Đại Đế chỗ giấu bảo vật, cũng là hắn nơi chôn cất. Quái vật kia nghe được Huyền Hàn Ngọc mà nói, nhất thời tức giận, quát lên, một mình ngươi tội nhân, còn dám làm nhục Thương Huyền Đại Đế. Tự tìm cái chết. Tiếng nói rơi xuống, quái vật kia lông xù bàn tay, đột nhiên giết ra. Nó trên cánh tay, tất cả đều là thiết vậy dày đặc đen nhánh miếng vảy cùng vảy khe hở lúc đó, nhưng mọc đầy màu đen lông dài, đặc biệt quái đản. Vậy lông xù bàn tay, không có chút nào xinh đẹp, chính là mang thuần túy cương mãnh lực lượng, đánh giết hướng Huyền Hàn Ngọc thần hồn thân thể. Cổ lực lượng này, tựa hồ mang một cổ huyết mạch áp chế, lại làm được Huyền Hàn Ngọc không thể nhúc nhích chút nào. Cái này cổ áp chế, tựa hồ là đến từ cổ xưa Thương Huyền Đại Đế lực lượng. Trong chỗ U Minh Thương Huyền Đại Đế, tựa hồ cũng ở đây trách cứ Huyền Hàn Ngọc, không cho mình chết theo. Chú ý! Mắt gặp Huyền Hàn Ngọc nguy hiểm, Diệp Thần lập tức một quyền cách không đánh ra. Thần tượng băng thiên đụng. Cương mãnh vô cùng lực lượng, từ Diệp Thần trên nắm tay bùng nổ, hung hăng cùng quái vật kia lông xù bàn tay to lớn, đụng vào nhau. Cứng trọi cứng giao kích. Kích thích ngút trời đợt khí, Diệp Thần chút nào không rơi hạ phong, trên nắm tay tự nhiên làm theo mang thiết ngai vàng cùng nham thần kim trương năng lượng, uy lực to lớn. Hiện tại Diệp Thần quanh thân tất cả pháp bảo, còn có tất cả loại huyết mạch lực lượng, đều là vận chuyển tự nhiên. Ồ, thằng nhóc, có chút lực đạo, không hổ là luân hồi chi chủ. Quái vật kia lui về phía sau hai bước, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thần lực lượng sẽ lớn như vậy. Một người một quái kịch liệt va chạm, đưa tới to lớn đợt khí cùng thanh âm, nhưng để cho được canh giữ ở an toàn lối vào người, tất cả đều cảm giác được. Vậy tiểu tử tới. Lục hư con người co rúc lại, nhìn một chút Huyền Thiên Kiêu. Nếu đã tới, vậy thì đừng thả hắn đi ra ngoài. Huyền Thiên Kiêu thanh âm lạnh lùng, lỗ tai giật giật, lập tức bắt được Diệp Thần vị trí, vung tay lên, mang mấy cái hộ pháp giả xoa, còn có rất nhiều vạn khư cường giả xông tới. Lục hư trần chờ một chút, cũng là mang người thủ hạ đuổi theo. Hắn trước đây đi Thần Lam Tông bái phỏng thời điểm, liền dò xét qua Diệp Thần lai lịch. Ngày hôm qua gặp Diệp Thần ra tay, thực lực càng hơn trước kia, hắn liền biết không tốt đối phó. Ở nơi này phiến di thất chi cảnh bên trong, muốn áp chế Diệp Thần, hiển nhiên không phải chuyện dễ. Diệp Thần cùng quái vật kia rằng co, quái vật kia nghe được tiếng người, cười lạnh một tí, nói. Luân hồi chi chủ, xem ra có người tới thu thập ngươi, người bao che chở Huyền Hàn Ngọc tội kia người, người cũng nên chết. Dứt lời, quái vật kia vỗ tay một cái, Diệp Thần dưới chân mặt đất, đột nhiên toát ra từng đạo màu xanh trận mang. Một cái phong tỏa cấm chế trận pháp, lập tức đem Diệp Thần khốn ở bên trong. Ở bên cạnh hắn Lục Hòa Thiền, cũng bị trận pháp khó khăn. Trận pháp này, hiển nhiên là Thương Huyền Đại Đế đã từng bày ra cấm pháp. Quái vật kia hiểu được lợi dụng. Dùng trận pháp vây khốn Diệp Thần sau đó, quái vật kia lập tức chui vào trong hư không, bóng người biến mất không thấy. Nó tựa hồ không hề muốn ở trước mặt người ngoài, bại lộ mình. Diệp Thần trận pháp tu vi tinh thâm, trận pháp này dĩ nhiên là mệt không ở hắn. Hắn bóp một cái pháp quyết, hao tổn bộ phận linh khí, lập tức mang Lục Hòa Thiền phá trận ra. Hai người mới vừa phá trận đi ra, Huyền Thiên Kiêu, Lục Hư, liền mang theo một đám tinh nhuệ cường giả, nhanh chóng chạy tới, vây quanh đem hai người vây quanh. Thằng nhóc, người ngày hôm nay không chạy thoát. Người đâu, giết hắn. Huyền Thiên Kiêu hừ một tiếng, quyết đoán thật nhanh, vung tay lên, sau lưng mấy cái hộ pháp giả xoa, lập tức như bướm bay dập lửa vậy, tựa như điên đánh về phía Diệp Thần. Rắc rắc, ở đánh về phía Diệp Thần trên đường, bọn họ hơi thở cổn đáng, ngay cả mặt mũi cái cũng vỡ vụn. Lộ ra từng tờ một giết hại khuôn mặt dữ tợn. Diệp Thần gặp bọn họ bắp thịt nổi lên, huyết mạch căng phồng,
không khỏi trong lòng rét một cái. Hắn biết, nếu như mấy cái này hộ pháp dạ xoa, thật nhào tới trên người hắn, bọn họ lập tức liền sẽ tự bạo, liều mạng ngọc đá cùng vỡ, cũng phải hắn chôn theo. Nếu như là người bình thường tự bạo, Diệp Thần tự nhiên không sợ. Nhưng cái này chút hộ pháp dạ xoa, đến từ không không lúc nào không, trong cơ thể tất hàm chứa một ít đặc thù quy luật năng lượng. Nếu như bọn họ tự bạo, đến từ không không quy luật năng lượng, đánh vào đến Diệp Thần trên mình, hắn thì phiền toái. Oanh! Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quanh thân gió bão nổ, mở ra tự do rực, kéo lục hòa thiền bay đến trên bầu trời. Tự do rực khai triển bạo gió, cũng đem vậy mấy cái hộ pháp dạ xoa thổi bay. Một phiến phiến trắng tinh vũ rực, phía trên lưu chuyển tiêu diêu đạo sách phù văn, đặc biệt nguy nga. Huyền Thiên Kiêu thấy Diệp Thần mở ra tự do rực, sắc mặt cũng là đổi rất khó khăn xem. Thằng nhóc, lăn xuống tới, chúng ta đường đường tránh tránh quyết chiến một tràng. Liền để cho ta xem, ta cái này thiên quân lão tổ, cùng ngươi viên này mới quật khởi tinh thần, ai thắng ai thua. Bi rơi mắt. Huyền Thiên Kiêu bóp một cái pháp quyết, quát to một tiếng, tại chỗ thi triển ra hồng hoang tám cấm bên trong bi rơi mắt. Hắn ban đầu chính là bởi vì thi triển bi rơi mắt, đưa đến ánh mắt hoàn toàn mù hết. Mù mắt, lại thường xuyên sử dụng bi rơi mắt cái loại này cấm thuật, thì sẽ đưa đến lòng vậy mù hết, đến cuối cùng biến thành hoàn toàn người mù, cái gì cũng không cảm giác được. Nhưng, thời khắc này Huyền Thiên Kiêu, hiển nhiên cũng không lo hậu quả gì. Hắn vừa thi triển ra bi rơi mắt, thân thể liền xuất hiện quỷ dị biến hóa. Mặt hắn bàng, hắn cánh tay, hắn cả người mỗi một chỗ, cũng nứt ra sinh ra từng viên con ngươi, không ngừng khép mở, nhìn như vô cùng khủng bố. Bầu trời bên trong, cũng có trăm ngàn đôi máu đỏ ánh mắt, bỗng nhiên dương ra, ác diệu mở mắt, bộc phát ra kinh khủng hơi thở. Một cổ đau buồn rơi, đại phá diệt năng lượng ba động, ngay tức thì tràn ngập thiên địa. Diệp Thần triển động trước tự do rực, trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhưng làm Huyền Thiên Kiêu bi rơi mắt thi triển ra, hắn nhất thời cảm thấy một cổ vô cùng áp lực kinh khủng. Một cổ đau buồn rơi áp lực. Ở trên trời trăm ngàn đôi huyết nhãn đưa mắt nhìn hạ, hắn cánh, thật giống như mất đi khống chế, từ bầu trời rơi xuống vậy. Diệp Thần biết, chỉ cần hắn một rơi xuống, vậy chờ đợi hắn, tuyệt đối không phải là đường đường tránh tránh quyết đấu. Những cái kia không sợ chết hộ pháp dạ xoa, sẽ lập tức xông tới cũng tự bạo, đến lúc đó hắn không chết vậy sẽ lột ra. Long đấu chi thương, phá cho ta. Diệp Thần một tiếng hét điên cuồng, tay một chiêu, trong cơ thể nham thần máu cháy, long khí nổ. Một cán phong cách cổ xưa chiến thương, mang hồng hoang giết hại chập chờn, xuất hiện ở bàn tay hắn trên. Vô số long ảnh, ở trên thân súng quấn quanh, ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng chấn thiên. Suy, Diệp Thần hất tay một cái này cần long đấu chi thương, liền phá giết ra, xông thẳng lên thiên. Hàng tỷ đạo long ảnh thương mang, ở ngay tức thì nổ tung, đem phân bố bầu trời trăm ngàn đôi huyết nhãn, toàn bộ bắn thủng. Huyền Thiên Kiêu bị cắn trả, sắc mặt hơi một trắng. Nhưng hắn không hổ là vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, linh khí nội tình 10 phần hùng hậu, lập tức điều động linh khí, tiếp tục thúc giục bi rơi mắt. Diệp Thần mới vừa bắn thủng huyết nhãn, lại từng viên nhô ra, cực kỳ khủng bố. Huyền Thiên Kiêu, người muốn đánh, trước cầm những cái kia hộ pháp dạ xoa rút lui hết nói sau, ngày hôm nay ta cũng không phụng bồi. Diệp Thần thấy vậy, biết Huyền Thiên Kiêu là có lòng muốn quyết chiến. Nhưng, hắn chỉ muốn tìm bảo tàng, cũng không có ham chiến ý. Huống chi, có những cái kia hộ pháp dạ xoa tồn tại, thật muốn khai chiến, Diệp Thần tuyệt đối là thua thiệt. Diệp Thần thừa dịp trên bầu trời huyết nhãn, còn không hoàn toàn khôi phục, lập tức vỗ tự do rực, mang lục hòa thiền đi về trước phương bay đi. Phía trước không xa, chính là bảo tàng tầng bên trong vùng, một phiến to lớn tinh bích hệ, đã khoảng cách gần xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Tầng này tinh bích hệ, cả ngày tiếp, tạo thành một tầng nghiêm mật phong tỏa, ngăn cách người bước chân. Xuyên thấu qua tầng này tinh bích hệ, có thể thấy tầng bên trong giải đất hoàn cảnh. Vậy thì thật là tiên hà nhô lên, kim quang vần quanh, khắp nơi mọc đầy kỳ chân linh quả, tất cả loại thiên tài địa bảo, còn có từng cái nguyên mỏ ngọc mạch, tài nguyên vô cùng là phong phú, một phiến tiên gia thánh cảnh khí tượng. Làm người khác chú ý nhất, là trôi lơ lửng trên bầu trời tòa cung điện kia, nhìn như tựa hồ là Thương Huyền Đại Đế ngày xưa đạo cung, tràn ra các loại khoáng đạt hơi thở, lại mang một cổ cực hạn bể dâu.
Đó là thần minh rơi xuống bể dâu. Tổ huyền đồ, cho ta mở ra. Diệp thần như vậy phúc tới tâm linh vậy, lập tức sử dụng tổ huyền đồ, linh khí bơm vào đi vào. Vù vù. Tổ huyền đồ chấn động, thả ra một cổ linh quang, đánh vào ở đó tầng tinh bích cột lên mặt. Rào. Nửa trong suốt tinh bích hệ, nứt ra một cái khe hở, hào hùng thiên địa nguyên khí chập chờn, từ cái khe này lộ ra, làm người ta tâm thần sảng khoái. Đi, đi vào. Diệp thần kéo Lục Hòa Thiền, lắc người một cái, liền dọc theo cái khe này, tiến vào di thất chi cảnh tầng bên trong vùng. Truy đuổi. Huyền Thiên Kiêu phản ứng thật nhanh, lập tức mang mấy cái hộ pháp dạ xoa, ở kẽ hở lối vào đóng cửa trước, bay vào. Lục Hư phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng, phá không tiến vào. Ở hắn sau khi tiến vào, sau lưng kẽ hở liền đóng cửa. Rất nhiều huyền cung cường giả, bị ngăn cách bên ngoài, một phiến kinh ngạc. Mà bên ngoài tầng vùng, Thần Lam Tông và Quỷ Đạo Môn người, Lữ Thấm Huyên, Quỷ Tiên Sinh, Cưu Ma La Vân. Vân, xa xa thấy Diệp Thần tiến vào bên trong tầng, lại bị Huyền Thiên Kiêu, Lục Hư đuổi giết, cũng là một mặt kinh ngạc. Quỷ Tiên Sinh, Diệp Đại Ca gặp nguy hiểm, chúng ta làm thế nào? Lữ Thấm Huyên thật sâu lo âu. Quỷ Tiên Sinh sờ một cái râu, than thở một tiếng, nói, luân hồi cùng vạn khư tranh đấu, cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay, ta tin tưởng luân hồi chi chủ thực lực, hắn có thể bị Lôi Thần Thiên Tôn nhìn chúng, tuyệt không phải chính là một cái Huyền Thiên Kiêu có thể đối phó, trừ phi Vũ Hoàng Cổ Đế đích thân tới. Lữ Thấm Huyên thở dài nói, hy vọng như vậy. Diệp Thần tiến vào bên trong tầng vùng, người vừa tiến đến, liền cảm thấy mảnh thiên địa này, không gian vặn vẹo, từ bên ngoài xem cũng không lớn, nhưng thực nội bộ thế giới, mênh mông như tinh không vũ trụ, vô biên vô tận. Không khí bên trong, nổi lơ lửng từng cục lưu ly vậy mảnh vỡ, theo gió phiêu lãng trước. Đó là mảnh vỡ, là thần minh chết sau đó, lưu lại quy luật mảnh vỡ. Năm đó Thương Huyền Đại Đế, tàn sát vô số cựu thần, những cái kia cựu thần quy luật mảnh vỡ, trải qua năm tháng bể dâu, như cũ có rất nhiều tàn lưu lại nơi này phiến nơi chôn cất bên trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Những thứ này quy luật mảnh vỡ, đối với người không dùng, nhưng đối với thần minh có tăng thêm hiệu quả, có thể bồi bổ thần cách. Diệp Thần bàn tay một chiêu, đem từng cục quy luật mảnh vỡ thu thập tới đây. Hắn tuy không dùng được, nhưng có thể đưa cho Dạ Mẫu và Lôi Thần. Diệp Đại Ca, bọn họ đuổi tới. Lục Hòa Thiền kéo kéo Diệp Thần ống tay áo, quay đầu nhìn mới vừa cửa vào địa phương, có chút khủng hoảng nói. Chỉ gặp Huyền Thiên Kiêu và Lục Hư, đã mang mấy cái hộ pháp dạ xoa truy đuổi giết vào. Thật là âm hồn không tiêu tan. Bất quá, chỗ này cũng khá lớn, chúng ta trước bỏ rơi bọn họ. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tự do rực vỗ, kéo Lục Hòa Thiền, ngự gió đi về trước bạo cướp, trong chớp mắt, liền không thấy bóng dáng. Hắn cũng không có hứng thú, cùng Huyền Thiên Kiêu loạn chiến. Việc cần kíp, là tìm bảo tàng. Thật may cái này phiến tầng bên trong không gian, mênh mông vô biên, Diệp Thần muốn tránh chiến chui đi, cũng là dễ dàng. Ngay lập tức tới giữa, hắn liền đem Huyền Thiên Kiêu và Lục Hư các người, vùng ở phía sau. Đáng chết! Huyền Thiên Kiêu thần sắc đặc biệt khó khăn xem, cái này mảnh không gian đặc biệt đặc thù, không cách nào bắt thiên cơ, Diệp Thần một tí bỏ chạy, hắn liền không cảm ứng được Diệp Thần sở tại. Huyền gia lão tổ, làm thế nào? Lục Hư thấy Diệp Thần chạy, trong lòng cũng là bất an. Nơi này là Thương Huyền Đại Đế nơi chôn cất, nếu là quấy nhiễu liền Thương Huyền Đại Đế trật tự, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huyền cung từ Thương Huyền Đại Đế trong ảo tưởng ra đời, một khi Thương Huyền Đại Đế trật tự bị quấy nhiễu, Huyền cung tùy thời đều có thể sụp đổ, thậm chí vô căn cứ biến mất. Huyền Thiên Kiêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng ánh mắt nhìn về trôi lơ lửng ở trên trời tòa cung điện kia, nói, vậy tiểu tử là muốn tìm bảo, nhà ta Vũ Hoàng bệ hạ suy tính đến, hắn muốn phải tìm Kỷ Nguyên Đạo Thư. Vậy Kỷ Nguyên Đạo Thư, khẳng định ở nơi này tòa trên thiên cung mặt, chúng ta bay lên, há miệng chờ sung dụng chính là. Tòa kia thiên cung, là Thương Huyền Đại Đế ngày xưa tu luyện sân, là cốt lõi nhất đạo cung. Thương Huyền Đại Đế còn để lại bảo tàng bên trong, nhất vật chân quý, khẳng định liền gửi ở đó thiên cung bên trong. Lập tức. Huyền Thiên Kiêu lập tức mang thủ hạ hộ pháp dạ xoa, hướng ngày trước cung bay đi. Lục Hư cười khổ một tí, cũng chỉ có thể đuổi theo. Ngày trước cung trôi lơ lửng ở trên trời,
nhìn như xúc tu có thể đụng, thực thì như vũ trụ tinh nguyệt vậy xa xôi. Lấy Huyền Thiên Kiêu và Lục Hư Tu Vi, cũng là ước chừng bay hơn nửa ngày, mới bay đến thiên cung vùng lân cận. Thiên cung chung quanh phủ đầy cấm pháp, muốn tiến vào cũng không phải là chuyện dễ, cũng là cần dùng tổ huyền đồ thành tựu chìa khóa, mới khá ung dung mở ra. Huyền Thiên Kiêu cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ thủ tại thiên cung vòng ngoài, chờ Diệp Thần tới đây, há miệng chờ sung dụng. Diệp Thần ở bỏ chạy sau đó, ánh mắt nhìn về phía ngày trước cung, cũng là cảm thấy trong cơ thể một trang kỷ nguyên đạo thư chấn động. Hoàn chỉnh kỷ nguyên đạo thư, khẳng định ngay tại ngày trước cung bên trong. Nhưng, Huyền Thiên Kiêu sẽ không bỏ qua ta, hắn nói không chừng liền tại thiên cung chung quanh muốn mai phục ta. Diệp Thần trong lòng tính toán, hắn đặc biệt cẩn thận, cũng không có lập tức liền bay đi thiên cung. Diệp đại ca, chúng ta làm thế nào? Là muốn đi trên trời tòa cung điện kia sao? Lục Hòa Thiền không có chủ ý, hơi có chút hoang mang bất an. Đi là muốn đi, nhưng không phải hiện tại. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, cẩn thận cảm ứng mảnh thế giới này hơi thở, mơ hồ tới giữa, nhưng tại thế giới trung ương, bắt được một cổ quen thuộc hơi thở. Cổ khí tức kia, cùng Lôi Thần tương thông. Lôi Thần tóc, nói không chừng liền tại thế giới trung ương. Nơi đây thiên cơ khép kín, nhưng thần linh nhân quả, cũng không phải tốt như vậy che giấu. Nếu như Diệp Thần đoán không lầm, Lôi Thần tóc, đã hóa thành một cái lôi đao, cắm tại thế giới trung ương trên vùng đất. Cùng ta tới. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, vẫy vẫy tay, lập tức mang Lục Hòa Thiền, đi trên thế giới ương đi tới. Hắn tới di thất chi cảnh, chủ yếu là tìm kỷ nguyên đạo thư và lôi đao. Kỷ nguyên đạo thư tại thiên cung trên, bây giờ còn chưa phải là tìm kiếm thời điểm. Hắn chuẩn bị trước thu lấy lôi đao, lại làm dự định. Một đường đi trên thế giới ương đi tới, theo dọc đường, Diệp Thần cũng nhìn thấy không thiếu kỳ chân linh quả, thiên tài địa bảo. Hắn đối những bảo bối này, không có hứng thú chút nào, toàn bộ cho Lục Hòa Thiền. Lấy trước mắt hắn võ đạo nội tình, giống vậy thiên tài địa bảo, đã không cách nào cho hắn mang đến bất kỳ tiền lời. Theo dọc đường, còn có chút nguyên mỏ ngọc mạch. Diệp Thần đem quặng mỏ đào ra, được nguyên ngọc, thì cùng Lục Hòa Thiền một người một nửa. Và phổ thông thiên tài địa bảo không cùng, nguyên ngọc là ngoại tệ mạnh, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Nơi này chính là Thương Huyền Đại Đế nơi chôn cất sao. Thiên tài địa bảo quả nhiên là phong phú. Huyền Hàn Ngọc thấy dọc đường như thế nhiều thiên tài địa bảo, cũng là hơi có chút cảm trong lòng, thần sắc lại mang một chút nhớ lại. Huyền Tiên Tử, Thương Huyền Đại Đế thật sự là ngươi tổ tiên sao? Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Trước bên ngoài tầng vùng. Đầu kia dài bạch tuộc xúc tu, cánh rơi quái vật, từng nói qua, Huyền Hàn Ngọc là Thương Huyền Đại Đế hậu duệ, hơn nữa còn là tội nhân. Năm đó Thương Huyền Đại Đế rơi xuống thời điểm, Huyền Hàn Ngọc cái này một chi tộc nhân, cũng không có chết theo. Huyền Hàn Ngọc mày liễu hơi cao lại, thần sắc hơi có chút phức tạp, lắc lắc đầu nói, ta không biết, cũng không muốn lời nói, ta thân thế, theo những chuyện này phát sinh, liền chính ta cũng không biết và hoài nghi. Một mặt. Là ta đã từng là tộc nhân đang giấu giếm ta. Mặt khác, là ta trải qua năm tháng quá rất lâu, trí nhớ mài mòn quá nhiều, có rất nhiều sự việc, ta cũng không nhớ gì cả. Nhưng, trong sâu thẳm, ta cảm giác được, cái này Thương Huyền Đại Đế, có thể thật là ta tổ tiên, ta thân xác khôi phục mấu chốt, cũng ở đây hắn trên mình. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, xem ra Huyền Hàn Ngọc thân thế, so hắn tưởng tượng, còn muốn thần bí rất nhiều. Cùng bước lên tòa kia thiên cung, trên mình người bí mật, có lẽ là có thể giải khai. Diệp Thần chỉ bầu trời cung điện, nói. Huyền Hàn Ngọc im lặng ngừ một tiếng, nàng vốn là vội vàng muốn khôi phục mình thân xác, nhưng chuyện tới ập lên đầu, nhưng cũng không nóng nảy, ngược lại có dũng khí vô hình khiếp ý. Giống như xa cách từ lâu cố hương kẻ lãng tử, trải qua bể dâu, rốt cuộc trở về lại cố hương như vậy tình khiếp. Diệp Thần cố kỵ Huyền Thiên Kiêu. Tự nhiên không có lập tức bước lên thiên cung, tiếp tục hướng trên thế giới ương chạy đi. Cái này phiến tầng bên trong thế giới, thật sự là lớn lạ thường, mênh mông không có bờ bến, Diệp Thần ước chừng xài 3 ngày thời gian, mới rốt cục đi tới mảnh thế giới này trung ương. Bên kia, Huyền Thiên Kiêu và Lục Hư các người, mai phục ở ngoài thiên cung, tựa hồ đợi không được Diệp Thần, đều có điểm chờ không nổi nữa. Huyền gia lão tổ, vậy tiểu tử còn không xuất hiện. Có thể hắn cũng biết chúng ta đang mai phục. Lục Hư cẩn thận nói.
Luân hồi chi chủ bực nào nhân vật, điểm này mắt thường là có thể đoán được mai phục, muốn bẫy hại hắn, nơi nào có như thế đơn giản. Huyền Thiên Kiêu thần sắc âm trầm, nói ta cũng không tin hắn không đến. Lục Hư có chút tim đập rộn lên, nói ta Huyền Cung có thể dây dưa không nổi nữa, một khi xảy ra điều gì bất ngờ, ta Huyền Cung tùy thời đều có thể tiêu diệt. Tình hình bây giờ, chỉ có mời ta đạo sư Tôn Cửu Tinh ra tay, hắn tinh thông xem bói tính toán, nhất định có thể tra được luân hồi chi chủ rơi xuống. Hiện tại Lục Hư chỉ muốn mau sớm tìm được Diệp Thần, sau đó cướp đoạt tổ huyền đồ. Chỉ có đem tổ huyền đồ cầm ở trong tay, mới có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Có tổ huyền đồ, là có thể ung dung tiến vào chỗ tòa này thiên cung, thu lấy chân quý nhất bảo tàng. Mời các ngươi đại tế ti ra tay, vạn nhất hắn linh khí có cái gì hao tổn, há chẳng phải là gai gâu. Huyền Thiên Kiêu chau mày. Lục Hư đạo sư Tôn Cửu Tinh, cũng là huyền cung bên trong đại tế ti, địa vị nhất phi tôn sùng. Vạn Khư cùng huyền cung có hợp tác. Vạn Khư là huyền cung cung cấp nhất định che chở cùng tài nguyên, huyền cung cũng phải giúp Vạn Khư làm một ít chuyện tình, trong đó Tôn Cửu Tinh chính là mấu chốt. Tôn Cửu Tinh tinh thông xem bói diễn toán thuật, Vũ Hoàng cổ đế muốn dựa vào hắn, đẩy là thứ gì rơi xuống. Cụ thể chi tiết, Huyền Thiên Kiêu vậy không phải rất rõ. Nhưng hắn lại biết, Tôn Cửu Tinh địa vị vô cùng trọng yếu, vậy đặc biệt mấu chốt, không cho sơ thất. Lục Hư nói, chuyện cho tới bây giờ. Vậy không có biện pháp, nếu như chậm chạp không tìm được luân hồi chi chủ, chỉ sợ sẽ xảy ra đổi. Huyền Thiên Kiêu trong đầu nghĩ cũng vậy, đành phải gật đầu nói, vậy mời hắn ra tay đi. Lục Hư vậy gật đầu một cái, tùy thời sử dụng từng tờ một linh phù, bốc cháy, nhắm mắt lẩm bẩm niệm chú, tựa hồ ở câu thông chút gì. Nhưng linh phù cháy hết sau đó, trong hư không liền truyền ra một giọng nói. Luân hồi chi chủ tại thế giới trung ương, lôi đao đất phong ấn. Nghe được cái này thanh âm, Huyền Thiên Kiêu và Lục Hư, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lúc đầu thằng nhóc này, vẫn luôn trên mặt đất. Huyền Thiên Kiêu cắn răng nghiến lợi, mai phục mấy ngày cũng đợi không được người, hắn tâm lý một hồi tức giận, hiện tại chỉ muốn phát tiết. Xem ra hắn muốn nhận lấy năm đó lôi thần thiên tôn vật lưu lại, vậy lôi đao, là lôi thần một cái tóc biến thành, có thần lực, uy thế không phải chuyện đùa, tuyệt không phải hắn có thể tùy tiện rút ra. Lục Hư nói, đi, lại xem, thằng nhóc này, ta nhất định phải làm thịt hắn. Huyền Thiên Kiêu tức giận dưới, cả người tràn ngập sát cơ, lập tức liền mang theo dưới quyền, đi trên thế giới ương phương hướng bay đi. Diệp Thần đang đứng ở chính giữa chi địa, trước mắt mặt đất, khắp nơi toát ra sấm sét, giữa không trung nổi lên một tầng lôi vân phong bạo, ùng ùng vang dội, rung động người ở tâm thần. Một cái ám tử sắc đao ta chi, đổ cắm ở mặt đất bên trong. Thân đao không biết có nhiều ít trượng cao, trực thấu trong mây bưng, vô số tử điện mũi nhọn, sấm sét chói lọi, ở nơi này cầm đao ta chi quanh thân không ngừng nổ tung, khí tượng đặc biệt nguy nga. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền cảm thấy cái này cầm đao ta chi, cùng lôi thần thiên tôn nhân quả tương thông. Đây chính là lôi thần tóc biến thành binh khí. Lôi thần thân xác đã sớm vẫn diệt, cái này cầm lôi đao, là nàng một cái tóc, là nàng thân xác ở nơi này thế gian. Duy nhất bảo tồn được dấu vết, giá trị ý nghĩa không phải chuyện đùa. Diệp đại ca, chỗ này, thật là khủng khiếp sấm sét uy áp. Lục Hòa Thiền nhìn đổ cắm trên đất lôi đao, cũng có chút tủng sợ hãi, lui về sau một khoảng cách, không dám quá mức đến gần. Diệp Thần ngắm nhìn lôi đao, cũng là cảm thấy từng cơn mãnh liệt sấm sét uy áp hơi thở, không ngừng đánh vào tới đây, làm ra đầu tê dại. Muốn nhận lấy lôi đao, cần trước đem thân đao rút ra. Nhưng xem vậy lôi đao khí voi như vậy khốc mãnh liệt hình dáng, rút ra đao hiển nhiên không phải chuyện dễ. Ngươi không nên lộn xộn, ta đi qua rút ra đao. Diệp Thần hít sâu một hơi, rút ra đao tuy khó khăn, nhưng vậy không làm khó được hắn. Lấy hắn võ đạo nội tình, chỉ cần hắn chịu để tâm, rút ra cái này cầm lôi đao, cũng không là chuyện không thể nào. Diệp Thần chấn định tâm thần, sải bước hướng lôi đao đi tới. Càng đến gần lôi đao, hắn càng cảm thấy vậy cổ sấm sét nổ tung khủng bố khí tượng. Lôi đao cao ngàn trượng, nguy nga như núi. Diệp Thần thân hình, cùng thanh đao này so sánh, cũng là như con kiến hôi nhỏ bé. Chiêu võ linh vũ, hóa giáp. Diệp Thần đi tới lôi đao trước, vận chuyển linh khí, ngăn cản đập vào mặt sấm sét đánh vào, cũng gọi ra chiêu võ linh vũ, hóa thành từng cục kim trương giáp phiến,
bao trùm ở mình trên tay phải. Triều võ linh vũ là nham thần tổ khí, có thể biến hóa muôn vàn, có mặt đất vừa dày vừa nặng khí tức trầm ổn, có thể ngăn cản sấm sét đánh vào. Thiết ngai vàng, ngự. Diệp thần lại điều động thiết ngai vàng năng lượng, bơm vào đến chiêu võ tay giáp bên trong. Bàn tay hắn trên bao trùm giáp phiến, nhất thời nhiều hơn sắt thép lực lượng, đổi được càng vững chắc. Ngay sau đó, Diệp thần ánh mắt, ngưng mắt nhìn cái này cầm lôi đao, đột nhiên khiến cho cái pháp thiên tượng địa thần thông, bàn tay hóa thành che trời vậy to lớn, đằng thiên xuyên vân, bắt được lôi đao cán đao. Một chảo ở cán đao, Diệp thần lập tức cảm thấy, một cổ dòng điện mãnh liệt, ngay tức thì đánh tới đây. Thật may bàn tay hắn, che lấp chiêu võ giáp phiến và thiết ngai vàng năng lượng, nếu không, nhất định phải bị thương. Cái này cầm lôi đao, không hổ là lôi thần vật lưu lại, quả nhiên là cường hãn. Diệp thần trong lòng ngần than thầm, thần minh tóc biến thành binh khí, ở thế giới hiện thật, đều có thể coi như là siêu nhất lưu thần binh lợi khí, một khi chấp trưởng, sát phạt to lớn. Hắn toàn bộ tinh thần chăm chú, thử nghiệm dùng sức đem lôi đao rút ra. Nhưng, lôi đao đổ cắm ở trên vùng đất, cùng địa mạch tương liền, căn cơ đặc biệt vững chắc, nhưng cũng không phải là tốt như vậy rút ra. Diệp thần cũng không có nổi giận, mà là tiếp tục dùng sức, chậm rãi rút ra đao. Dùng sức dưới, trán hắn cũng toát ra mồ hôi. Lục Hòa Thiền ở phía xa, vô cùng khẩn trương nhìn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Nửa giờ, hai tiếng, bốn tiếng. Nửa ngày, một ngày. Ở Diệp thần không ngừng nếm thử một chút, vậy cầm lôi đao, rốt cuộc bị hắn rút ra chút. Theo lôi đao bị chậm rãi rút ra, mặt đất bản khối cũng là chấn động kịch liệt đứng lên, mặt đất xuất hiện từng cái nứt nẻ khe hở. Diệp thần cắn chặt hàm răng, duy trì lực lượng. Hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết là mình gân cốt truyền tới một chút mệt mỏi ý. Lấy hắn võ đạo nội tình, lại có thể vậy cảm thấy mệt mỏi, có thể gặp cái này cầm lôi đao, có bao nhiêu khó khăn rút ra. Lại là một ngày trôi qua, Diệp thần đã đem lôi đao rút ra hơn phân nửa. Vừa lúc đó, hắn lại nghe được mấy đạo thanh âm xé gió, cấp tốc truyền tới. Ngẩng đầu vừa thấy, nhưng gặp Huyền Thiên Kiêu, Lục Hư hai người, bay đến trung ương mặt đất. Mấy cái hộ pháp dạ xoa, đi theo bọn họ phía sau. Huyền Thiên Kiêu và Lục Hư, thấy Diệp thần rút ra đao tình cảnh, đều là một hồi kinh ngạc cùng rung động. Diệp thần toàn bộ tinh thần chăm chú rút ra đao, bàn tay pháp thiên tượng địa, to lớn đến che khuất bầu trời bước. Ở hắn lực lượng hạ, vậy cầm lôi đao, đang bị chậm rãi rút ra, cuồng bạo sấm sét, như con chăn cự long vậy khắp nơi tản mát, mặt đất đang chấn động, thật giống như sụp đổ. Đây là, lôi thần thiên tôn lưu lại binh khí. Huyền Thiên Kiêu ánh mắt quấn vải trắng, hơi run rẩy run đứng lên, hắn mắt thường tuy không thấy được, nhưng lòng động minh hết thảy, có thể rõ ràng cảm nhận được thanh đao kia đáng sợ. Là lôi thần sợi tóc biến thành thần binh, không nghĩ tới cái thằng nhóc này, lại có thể thật muốn thu lấy cái này cầm lôi đao. Lục Hư cũng là rung động không dứt, lôi đao mang lôi thần thân thể còn sót lại uy lực, ở di thất chi cảnh bảo tàng bên trong, giá trị đứng sau kỷ nguyên đạo thư. Nếu là Diệp thần rút ra lôi đao, thậm chí mang đi, rất có thể gián tiếp ảnh hưởng đến huyền cung căn cơ ổn định, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Làm thịt hắn. Một bên Huyền Thiên Kiêu, ngược lại là không có bất kỳ nói nhảm, vung tay lên, sau lưng mấy cái hộ pháp dạ xoa, lập tức bạo xông lên ra, hướng Diệp thần nhào tới giết, lại muốn tự bạo, cùng Diệp thần lấy mạng đổi mạng. Diệp thần đang rút ra đao, đây không thể nghi ngờ là bọn họ xuất thủ thật tốt cơ hội. Một đám ruồi phiền người, cho ta chết. Diệp thần ánh mắt lạnh lùng, hít sâu một hơi, luân hồi huyết mạch trực tiếp bốc cháy, cả người lực lượng nổ, đột nhiên dùng một chút lực, rắc rắc sát vang dội, rốt cục thì đem lôi đao hoàn toàn rút ra. Ngàn trượng dài to lớn lôi đao, bị Diệp thần nắm trong tay, cuồng bạo sấm sét uy quang, chấn nhiếp thiên địa, khí tượng khủng bố vô cùng. Chấp trưởng lôi đao, Diệp thần cảm thấy thập phương sấm sét lực lượng cuồng bạo, ở trong nháy mắt hoàn toàn quy thuận mình. Sấm sét đánh vào tới đây, hắn lại nữa cảm thấy có bất kỳ tê liệt, ngược lại có dũng khí gió xuân quất vào mặt thoải mái cảm giác. Giờ khắc này hắn, giống như là lôi thần hóa thân. Hơn nữa, trong tay lôi đao, uy thế mãnh liệt dưới, lại mang một chút nhu tình. Đây là lôi thần tóc biến thành binh khí. Giờ khắc này, Diệp thần nắm thanh đao này, hình như là đang vuốt ve lôi thần sợi tóc,
trong lòng cũng là dâng lên một cổ nhu tình, sau đó hóa thành một cổ cương nhu tịnh tể lực lượng, toàn bộ bơm vào nhập lôi đao bên trong. Ung ung, vô tận sấm sét ở lôi trên đao nổ lên, thanh thế lăn lăn, ẩn chứa trong đó thần linh uy nghiêm, không không hơi thở. Suy rồi, Diệp Thần một đao vung chém ra, một cái kinh khủng sấm sét đao mang phá vỡ thế giới uy lực, cuồng như vậy chém chết ra. Một đao này uy lực, sau lưng có thần linh lực lượng gia trì, sợ rằng sẽ không so nhân hoàng thánh đao kém nhiều ít, thanh thế cực kỳ bá đạo. Huyền Thiên Kiêu và Lục Hư, thấy một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ tự hỏi, trực diện cái này một đao, bọn họ không có tuyệt đối chắc chắn, có thể nhận hạ. Cái này một đao, tượng trưng cho cực hạn sấm sét uy quang, giống như là lôi thần đích thân tới, trên đời gian hiện ra võ đạo trình độ cao nhất. Vậy mấy cái hộ pháp giả xoa, cũng là hoàn toàn bối rối. Bọn họ vốn là muốn đến gần Diệp Thần, lại tự bạo lấy mạng đổi mạng. Nhưng, Diệp Thần một đao chém xuống, cuồng như vậy vô địch. Bọn họ liền đến gần Diệp Thần không làm được, ở đó ngàn trượng vạn trượng đao mang dưới, như con kiến hôi nhỏ yếu. Chỉ là một đao. Diệp Thần liền đem vậy mấy cái hộ pháp giả xoa, toàn bộ chém chết, bọn họ thân thể, ở sấm sét huy quang nổ hạ, hóa thành kiếp bụi. Trong cơ thể ẩn chứa không không cách nào thì năng lượng, cũng là toàn bộ tan thành mây khói, căn bản không tổn thương được Diệp Thần. Diệp Thần nhìn một đao này uy lực, trong lòng cũng là một hồi rung động. Thần linh lực lượng, quả nhiên là khủng bố mà mạnh mẽ. Một đao này lực sát thương, hoàn toàn không thua gì nhân hoàng thánh đao. Hơn nữa, Diệp Thần không bị nửa điểm cắn trả, vẫn là long tinh hổ mãnh hình dáng. Duy nhất giá phải trả, chính là lôi đao ánh sáng, ảm đạm chút. Cái này cầm lôi đao, là lôi thần sợi tóc biến thành, phía trên ẩn chứa thần lực, cũng không phải là vô hạn, mỗi dùng một lần, thì phải hao tổn một phần. Một khi thần lực hoàn toàn hao hết, lôi đao vậy sẽ hóa thành cho tàn. Đây là lôi thần đồ, ta cũng không thể tùy tiện loạn dùng. Diệp Thần trong lòng rét một cái này cầm lôi đao, coi như là lôi thần thân xác, trên đời gian duy nhất dấu vết lưu lại, nếu là hóa thành cho tàn, vậy thì phiền toái. Hắn đã đáp ứng lôi thần, bắt được lôi đao sau đó, phải thật tốt giữ, tuyệt không thể lạm dụng. Lập tức, Diệp Thần liền đem lôi đao thu, ánh mắt ngưng mắt nhìn Huyền Thiên Kiêu cùng Lục Hư. Lục Hư cả người phát run, mắt thấy Diệp Thần như vậy cuồng phách một đao, đã mất đi tất cả chiến ý. Chỉ cảm thấy Diệp Thần uy mãnh vô địch, không thể chiến thắng. Huyền Thiên Kiêu thân thể, cũng ở đây hơi run rẩy run. Hắn mang tới hộ pháp giả xoa, toàn bộ chết hết sức, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Mấu chốt là, giả xoa chết hết sức, còn không làm bị thương Diệp Thần một cái lông, đây quả thực là đòi mạng. Hắn một thân một mình, đối mặt Diệp Thần, cũng không có nắm chắc tất thắng. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên là vô địch. Ta coi như là phục ngươi. Thôi, ta Huyền Thiên Kiêu hôm nay, liền cháy hết máu tươi tánh mạng, cùng ngươi quyết tử chiến một trận chính là. Huyền Thiên Kiêu quyết đoán cực nhanh, một tiếng thê lương than thở, sau đó cả người máu tươi, mệnh tính năng tính, toàn bộ bốc cháy, hóa thành một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, bao trùm hắn toàn thân. Hắn gặp Diệp Thần lợi hại, nhưng cũng không có lùi bước, ngược lại quyết định cháy máu tươi tánh mạng, tình nguyện tự mình hy sinh. Cũng phải kéo Diệp Thần chôn theo. Oanh! Máu tươi tánh mạng cháy dưới, Huyền Thiên Kiêu lực lượng, đổi được cực kỳ khủng bố. Hắn một bước tuôn ra, chỉ là ngay tức thì, liền bạo giết tới Diệp Thần trước mặt, già nua quả đấm không có chút nào xinh đẹp, hung hăng đánh phía Diệp Thần mặt. Diệp Thần hơi kinh hãi, vội vàng nghiêng người tránh thoát, nhìn Huyền Thiên Kiêu liều mạng như vậy hình dáng, da mặt cũng không khỏi run lên, nói, đến nỗi vậy. Huyền Thiên Kiêu lạnh lùng nói, dùng mạng ta, đổi mạng ngươi, là ta kiếm nhiều, coi như ngươi không chết, đem ngươi tổn thương nặng, ta cũng không thua thiệt. Trong lúc nói chuyện, hắn từng quyền cuồng oanh ra, dùng nguyên thủy nhất, dã man nhất lực lượng, không ngừng đánh Diệp Thần. Người điên! Diệp Thần khẽ cắn răng, cũng không nghĩ tới Huyền Thiên Kiêu điên cuồng như vậy. Hắn cũng không muốn đem tánh mạng giao ở chỗ này, hắn còn muốn mang kỷ nguyên đạo thư trở về. Giao! Diệp Thần mở ra tự do rực, quanh thân gió bão gầm thét, tránh Huyền Thiên Kiêu mãnh công, sau đó mang Lục Hòa Thiền, đi trên thiên cung bay đi. Không dám cùng ta đánh sao? Huyền Thiên Kiêu thanh âm lạnh lùng, cũng là phóng lên cao. Diệp Thần không có trả lời,
chỉ là tự do dực cấp tốc vỗ. Hắn mượn tự do dực, tốc độ phi hành cực nhanh, rất nhanh liền cùng Huyền Thiên Kiêu kéo ra khoảng cách, cùng Thiên Cung khoảng cách càng ngày càng gần. Bất quá ngày này cung cao treo ở thương khung, trên đường tầng tầng không gian vặn vẹo cách trở, Diệp Thần cũng là ước chừng bay nửa ngày, mới rốt cục bay đến Thiên Cung bên ngoài. Trôi lơ lửng ở ngoài Thiên Cung, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, Thiên Cung nội bộ truyền ra bể dâu ý, đó là kỷ nguyên bể dâu. Huyền Hàn Ngọc thần hồn thân thể, bay ra, ngắm nhìn chỗ tòa này Thiên Cung, ánh mắt cũng là hoảng hốt xuất thần, nhẹ giọng dù gì nói, ta tổ tiên thương Huyền Đại Đế hài cốt, đang ở bên trong. Diệp Thần tim vô hình một hồi co rút nhanh, sau đó sử dụng tổ huyền đồ, hóa giải Thiên Cung chung quanh cấm pháp. Thiên Cung cấm pháp phá vỡ, cung điện cửa ùng ùng một hồi vang, từ từ mở ra. Diệp Thần, Lục Hòa Thiền, Huyền Hàn Ngọc ba người, mang khẩn trương lại tâm tình mong đợi, bước vào Thiên Cung bên trong. Làm ba người sau khi tiến vào không lâu, Huyền Thiên Kiêu vậy đuổi theo. Nhưng lúc này, Diệp Thần đã tiến vào, hơn nữa thu hồi tổ huyền đồ. Tổ huyền đồ vừa thu lại dậy, Thiên Cung cấm pháp, lần nữa khởi động. Ở từng tầng một cấm pháp ngăn trở hạ, Huyền Thiên Kiêu lại không pháp tiến vào, chỉ khí được cặp mắt trợn tròn, hét lớn, luân hồi chi chủ, người cho ta cút ra đây. Diệp Thần cười một tiếng, chỉ làm không nghe được. Tiến vào Thiên Cung bên trong, Diệp Thần liền thấy từng phòng đền, mở ra vừa thấy, rất nhiều đền bên trong căn phòng, tất cả bầy không thiếu binh khí pháp bảo, bí tịch võ đạo, hiển nhiên là thương Huyền Đại Đế lưu lại bảo bối. Nhưng, Diệp Thần vừa đẩy cửa ra, những binh khí này pháp bảo, bí tịch võ đạo, liền toàn bộ gió hóa thành cho tẫn. Năm tháng quá rất xưa, thời gian mài mòn vậy quá nghiêm trọng, thương Huyền Đại Đế thời đại vật lưu lại, cơ hồ không thể nào gìn giữ đến ngày hôm nay. Dẫu sao trăm triệu tỷ vạn thế kỷ nguyên mài mòn, chân thực quá mức đáng sợ. Bên ngoài những cái kia kỳ chân linh quả, thực cây thổ nhưỡng, héo tàn phồn vinh không ngừng luân hồi, còn có bảo tồn có thể, nhưng giống vậy binh khí pháp bảo, chỉ có thể gió hóa thành cho. Đáng tiếc, Diệp Thần thấy cái này rất nhiều bảo bối, đều hóa thành cho tàn, trong lòng từng cơn thương tiếc. Diệp đại ca, điện vũ này bên trong, tựa hồ có đồ. Lục Hòa Thiền chỉ về phía trước một tòa thiền điện, chỗ tòa này thiền điện, ở toàn bộ Thiên Cung bên trong, đều là 10 phần vắng vẻ tồn tại. Nhưng ở cái này thiền điện bên trong, nhưng hết lần này tới lần khác truyền ra một cổ khí tức cường đại đến vượt qua thời gian 5 tháng, vạn kiếp cũng không từng mài mòn. Ta cũng cảm giác được, ta thân xác khôi phục bí mật, tựa hồ đang ở bên trong. Huyền Hàn Ngọc nói, Diệp Thần trong lòng động một cái. Nhưng cảm thấy trong cơ thể một trang kỷ nguyên đạo thư, truyền ra mãnh liệt nhất đồng tình. Hoàn chỉnh kỷ nguyên đạo thư, rất có thể ở nơi này đền bên trong. Lập tức, Diệp Thần nhẹ nhàng đem đền đẩy cửa ra. Két một tiếng. Cửa đẩy ra sau đó, xuất hiện ở Diệp Thần, Huyền Hàn Ngọc, Lục Hòa Thiền ba trước mặt người, là một phiến đổ nát hoang vu cảnh tượng. Cái này tòa cung điện nội bộ hoàn cảnh, đặc biệt cũ nát, thậm chí còn hiện đầy mạng nhện. Một phiến bụi bặm. Ở một tấm phủ đầy bụi bặm trên bàn, để hai cái hộp gỗ. Chung quanh khắp nơi là bụi bặm, hai cái hộp gỗ này, nhưng là không nhiễm một hạt bụi, lộ vẻ được đặc biệt cổ quái. Chuyến này cơ duyên lớn nhất, hẳn ngay tại hai cái hộp gỗ này bên trong. Huyền Hàn Ngọc nói. Diệp Thần tim cũng là tăng tốc độ nhảy lên, đi lên phía trước, lấy trước dậy một cái hộp gỗ, từ từ mở ra. Hắn cẩn thận một chút. Đề phòng có cái gì cơ quan, nhưng thật may cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ, hộp gỗ rất thuận lợi mở ra, bên trong đựng một phiến màu vàng kim ngọc giản. Trên ngọc giản mặt, khắc sử xanh đạo dấu 4 chữ. Từng tia thần bí, vĩ đại nguyên khí, từ nơi này phiến trên ngọc giản tràn ngập ra. Nháy mắt tới giữa, Diệp Thần đã thấy rõ rõ ràng, cái này phiến ngọc giản, phía trên lại là ghi lại một môn thần thuật, tên là sử xanh đạo dấu, là tam thập tam thiên thần thuật một trong. Sơ lược điều tra, Diệp Thần nhưng là phát hiện, cái này sử xanh đạo cất giữ nội tình, đặc biệt thâm hậu, muốn tu luyện, cần thu thập văn minh 5 tháng tàn phiến. Vô tận xuân thu sử xanh, 5 tháng văn minh hơi thở hội tụ, liền có thể diễn hóa thành mạnh mẽ nhất thần thông, có sử xanh 5 tháng phong phú thần uy, sát phạt vô địch. Cửa này sử xanh đạo giấu thần thuật, cũng là đã từng thương Huyền Đại Đế nắm giữ thần thuật. Ngày xưa thương Huyền Đại Đế, lấy sử xanh hóa kiếm. 5 tháng hóa đao, chém chết chư thần. Hắn tột cùng nhất thời đại,
từng xưng bá một cái kỷ nguyên, giết tới thế gian không người còn dám phong thần. Lại là tam thập tam thiên thần thuật. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới ở Thương Huyền Đại Đế bảo tàng bên trong, lại có thể cất giấu một môn tam thập tam thiên thần thuật. Hắn lại mở ra một cái khác hộp gỗ, cái này cái hộp gỗ bên trong, đựng một bản đặc biệt cổ xưa sách, mong mỏng một bản, chỉ có một tấc dày. Sách phong bì trên, in Xuân Thu Kỷ Nguyên bốn chữ. Quyển sách này, chính là Diệp Thần muốn tìm Kỷ Nguyên Đạo Thư, Thần Tích Tụng Đời Điển chương 5. Đây chính là Kỷ Nguyên Đạo Thư. Diệp Thần con người hơi co rúc lại, nhẹ nhàng vạch trần phong bì, mở ra trang sách, chỉ cảm thấy mỗi một phiến trang sách, đều là vô cùng nặng nề, như một cái vũ trụ đại thế giới. Trên trang sách có vô số ngôi sao ánh sáng, thiên địa quý tích, tràn ngập ra, rung động người tâm thần. Rõ ràng chỉ là một tấc dày cuốn sách, bên trong trang sách, nhưng là trăm triệu tỷ vạn phiến, chưa có hoàn toàn cuối. Từ thực tế suy luận trên nói, một quyển sách vô luận dày nữa, trang sách cuối cùng là có hạn. Nhưng cái này Kỷ Nguyên Đạo Thư, nhưng là đặc biệt thần kỳ, nhìn như rất mỏng, trên thực tế trang sách có vô hạn hơn trang. Thế giới hiện thật và không không lúc nào không, đã từng là kỷ nguyên, cũng sẽ thu ghi đến cái này bản đạo bên trong sách. Cái này bản đạo thư, nguyên ra chân lý đại lộ, là đại đạo hiển hóa. Chỉ cần đại lộ bất diệt, cái này đạo thư cũng chưa có cuối, sẽ vĩnh hằng ghi lại vạn thế bể dâu. Diệp Thần tùy tiện lật xem một tí, hắn tiện tay bay qua một phiến trang sách, bên trong thật ra thì liền ghi lại một cái thời đại lớn, một cái vũ trụ sao sao sao, ngân hà sinh diệt, tạo hóa bí ẩn, cũng ở trong đó. Nhâm Tiền Bối nói, cái này Kỷ Nguyên Đạo Thư, là Thần Tích Tụng Đời Điển ở thế giới hiện thật cuối cùng một quyển, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Diệp Thần cảm nhận được Kỷ Nguyên Đạo Thư bí ẩn, cũng là khen ngợi rung động không dứt. Kỷ Nguyên Đạo Thư là chương 5, phía sau còn có 4 chương, đều không ở thế giới hiện thật, mà là ở không không lúc nào không bên trong. Chỉ là chương 5, giống như này thần bí mênh mông, thật không biết phía sau 4 chương đạo thư, lại hội thần bí đến cái gì bước. Lục cô nương, chúng ta nói qua, như có duyên, một người một nửa. Cái này tam thập tam thiên thần thuật, sử sanh đạo cất giữ bí tịch, ngươi cầm. Cái này Kỷ Nguyên Đạo Thư, liền quay về ta. Diệp Thần đem sử sanh đạo cất giữ tu luyện ngọc giản, giao cho Lục Hòa Thiền, tự cầm Kỷ Nguyên Đạo Thư. Tam thập tam thiên thần thuật, ở thế giới hiện thật, đặc biệt khó tu luyện. Hắn coi như đoạt vào tay, thật ra thì vậy không có ích gì. Huống chi, hắn đã từng cùng tổ thần vương ước định qua, nếu như đạt được tổ huyền đồ sau lưng cơ duyên, liền phân một nửa cho Lục Hòa Thiền, hắn sẽ không nuốt lời. Cho ta. Lục Hòa Thiền ngẩn ngơ, nàng biết tam thập tam thiên thần thuật chân quý, không nghĩ tới Diệp Thần thật chịu giữ lời hứa, đem cơ duyên phân cho nàng. Ừ, cầm đi. Diệp Thần đem ngọc giản nhét vào Lục Hòa Thiền trong tay. Sự chú ý lại lần nữa đặt ở Kỷ Nguyên Đạo Thư phía trên. Cái này Kỷ Nguyên Đạo Thư, phía trên thu lục từ chân lý đại lộ ra đời tới, ở giữa thiên địa, nơi sinh ra hàng tỷ đời vũ trụ kỷ nguyên, vô số thời đại bí ẩn. Mỗi một phiến trang sách, sau lưng cũng đại biểu một cái vũ trụ sao sao sao, phồn vinh cùng biến mất, hỗn loạn cùng trật tự, chiến tranh cùng hòa bình, cũng ở trong đó, các loại vĩ đại thần bí, mênh mông đến không thể tưởng tượng nổi bước. Diệp Thần, ta tổ tiên Thương Huyền Đại Đế hài cốt, liền núp ở cái này đạo bên trong sách. Huyền Hàn Ngọc mắt đẹp ngưng luyện, nhìn chằm chằm đạo thư, tựa hồ cảm giác được cái gì. Ngươi nói gì sao? Diệp Thần một hồi ngạc nhiên. Thương Huyền Đại Đế năm đó chết sau đó, vì phòng ngừa mình hài cốt, bị năm tháng mài mòn thành tro, đặc biệt đem hài cốt ký thác vào cái này đạo bên trong sách, chính là một trang này. Huyền Hàn Ngọc ngón tay khều một cái. Kỷ Nguyên Đạo Thư trăm triệu tỷ vạn phiến trang sách bên trong, liền bay ra một trang, lơ lửng ở giữa không trung. Cái này phiến trang sách, ghi lại một cái cổ xưa kỷ nguyên, có thể gọi là đồ thần kỷ nguyên. Ở đồ thần kỷ nguyên bên trong, Thương Huyền Đại Đế hùng bá vô địch, chu diệt vô số cựu thần, xưng bá một cái thời đại. Cái này đồ thần kỷ nguyên, vậy thu ghi ở Kỷ Nguyên Đạo Thư bên trong. Hắn chết sau đó, lại có thể đem mình hài cốt. Cũng núp ở trang sách này bên trong. Huyền Hàn Ngọc linh khí bơm vào đến trang sách bên trong, quả nhiên liền thấy trang sách linh quang bung ra, mơ hồ buộc vòng quanh một cái cổ sự uy nghiêm hài cốt khí tượng. Chỉ cần dung hợp cái này hài cốt, nhục thân của ta, là có thể hoàn toàn khôi phục. Huyền Hàn Ngọc ngạc nhiên mừng rỡ nói.
Nàng thân xác khôi phục bí ẩn, quả nhiên liền ở chỗ này, hơn nữa bí mật liền che giấu ở kỷ nguyên đạo thư bên trong. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thần sửng sốt một tí, hắn còn lấy là Huyền Hàn Ngọc muốn khôi phục thân xác, sẽ đặc biệt phiền toái, không nghĩ tới chỉ cần dung hợp Thương Huyền Đại Đế hải cốt là được rồi. Nàng là Thương Huyền Đại Đế hậu duệ, muốn dung hợp tổ tiên hải cốt, tự nhiên không cần sợ hãi cái gì bài dị phản ứng. Cái này thật không đơn giản, Thương Huyền Đại Đế chính là chủ cường giả thần cấp, ta coi như là hậu duệ của hắn, muốn dung hợp hắn hải cốt, vậy hung hiểm rất, một cái sơ sẩy, chính là vẫn diệt kết quả. Ta hiện tại dung hợp, người thay ta hộ pháp, không muốn để cho người tới quấy rầy ta. Huyền Hàn Ngọc bắn ra chỉ, trong tay đồ thần kỷ nguyên trang sách bay ra, rơi xuống đất hóa thành một cái kỷ nguyên đại trận. Vù vù, cái này kỷ nguyên đại trận rơi xuống, nguyên bản cũ nát u tối thiền điện, trong thoáng chốc đổi được sáng ngời huy hoàng đứng lên, tựa như cổ xưa kỷ nguyên thần uy, ở nơi này phiến chật hẹp không gian hồi phục, trong hư không thậm chí có tinh thần có lưu chuyển, nhật nguyệt chiếu sáng, đặc biệt nguy nga. Huyền Hàn Ngọc ngồi xếp bằng ở trong đại trận, đôi mắt khép lại, trong tay nặn quyết, không ngừng hấp thu trong chỗ u minh khí tức thần bí. Nàng thần hồn thân thể, lại có thể tràn vào một cổ thần máu, biến thành đỏ tươi, muốn dần dần nảy sinh gân cốt bắp thịt. Diệp Thần thấy một màn này, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ. Xem ra vào giờ phút này Huyền Hàn Ngọc, thật sự có thể khôi phục thân xác. Nàng nếu là dung hợp Thương Huyền Đại Đế hài cốt, đây chẳng phải là có thần cách, muốn lột xác thành thần minh. Nếu là luân hồi trận doanh, có thể nhiều hơn một tôn thần minh, vậy cũng tốt. Thay ta hộ pháp, Huyền Hàn Ngọc lại cảnh kỳ Diệp Thần một câu, sau đó tiến vào trạng thái vong ngã, toàn tâm toàn ý khôi phục mình thân xác. Bây giờ là khẩn yếu nhất giây phút, nàng ở dung hợp ngày xưa Thương Huyền Đại Đế hài cốt, nếu như thành công, nàng có thể lột xác thành thần minh. Nhưng một khi thất bại, nàng đem hoàn toàn tan thành mây khói. Diệp Thần trong lòng rét một cái, cũng là cảm thấy chuyện trọng yếu. Hắn ra đền, bay đến trên thiên cung, liền thấy Huyền Thiên Kiêu đang phía ngoài cung điện. Chỉ chốc lát sau, Lục Hư cũng tới. Hai người ở cung điện bên ngoài, mắt lom lom, chỉ là bởi vì có cấm pháp cách trở, bọn họ không thể vào. Huyền Thiên Kiêu thấy Diệp Thần xuất hiện, căm hận dị thường, cắn răng nghiến lợi, hét lớn, thằng nhóc, có bản lãnh cút ra đây, cùng ta đường đường tránh tránh quyết chiến một tràng. Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi còn không tư cách cùng ta quyết chiến, kêu các ngươi Vạn Khư lão tổ tới đi. Huyền Thiên Kiêu khí được thất khiếu bốc khói, Vũ Hoàng cổ đế bị Nhâm Phi Phàm gây thương tích, tuy nói nội tình thâm hậu, hiện tại thương thế đã khỏi bệnh, nhưng nguyên khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, từ không thể dễ dàng rời đi. Diệp Thần gặp Huyền Thiên Kiêu không có cách nào đi vào, nội tâm cũng là an ổn rất nhiều. Chỉ nếu không có ai quấy rầy Huyền Hàn Ngọc, vậy thì vạn sự đại cát. Nhưng, không cần thiết đã lâu, Diệp Thần liền cảm thấy không được bình thường. Bởi vì hắn phát hiện, thiên cung bên ngoài cấm pháp, đang không ngừng yếu bớt. Cái này một tí phát hiện, hắn nội tâm nhất thời bộ dạng sợ hãi. Không chỉ là thiên cung cấm pháp, liền xa xa tinh bích hệ, cũng đang yếu bớt. Cái này di thất chi cảnh, cùng Thương Huyền Đại Đế chặt chẽ tương liên. Huyền Hàn Ngọc ở dung hợp Thương Huyền Đại Đế hài cốt, Thương Huyền Đại Đế nhân quả hơi thở, đang nhanh chóng tiêu tán. Cái này phiến di thất chi cảnh, cũng có sụp đổ có thể. Một khi Huyền Hàn Ngọc hoàn toàn dung hợp hài cốt, cái này phiến di thất chi cảnh, thậm chí có thể hoàn toàn tiêu diệt, liền khái niệm đều sẽ không lại tồn tại. Ồ! Huyền Thiên Kiêu vậy phát hiện cấm pháp đang yếu bớt, trong lòng kinh nghi không chừng. Lục Hư nhưng cảm thấy vô hình khủng hoảng, hướng về phía Diệp Thần kêu lên, thằng nhóc, ngươi làm cái gì? Ngươi bốc lên độc Thương Huyền Đại Đế hài cốt. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám xúc phạm Thương Huyền Đại Đế, ngươi nhất định phải chết. Hắn trong lòng khủng hoảng tâm trạng, càng ngày càng đậm hơn. Một khi Thương Huyền Đại Đế hài cốt, xảy ra điều gì bất ngờ, toàn bộ huyền cung, đều có thể đi theo tiêu diệt. Diệp Thần sắc mặt nặng nề, không nói gì, chậm rãi rút ra luân hồi thiên kiếm, yên lặng bảo vệ. Một khi cấm pháp tan vỡ, Huyền Thiên Kiêu giết tiến vào, hắn vô luận như thế nào, đều phải ngăn trở đối phương. Huyền Hàn Ngọc đang bế quan nguy cấp, hắn tuyệt đối không sẽ cho người quấy rầy. Nhưng mà, thiên cung cấm pháp đang yếu bớt, xa xa tinh bích thắt ở nhạt đi, toàn bộ di thất chi cảnh, ùng ùng vang dội, tựa như tùy thời muốn sụp đổ.
Huyền Thiên Kiêu mắt gặp cấm pháp yếu bớt, trong mắt lướt qua ý định giết người, cả người linh khí nổ, máu tươi tánh mạng lần nữa cháy, từng cây một tóc trắng tung bay. Thằng nhóc, ta muốn ngươi chết. Chính là lấy mạng đổi mạng, ta cũng muốn ngươi chết. Ngươi hại chết Cơ Tháng, ta muốn ngươi chôn theo. Huyền Thiên Kiêu giận dữ, bước chân đạp một cái, thân như sấm, hướng Diệp Thần bạo xông tới. Hắn giọng bên trong, mang cừu hận thấu xương. Cái này cổ cừu hận, cũng không phải là bởi vì luân hồi cùng vạn khư tranh đấu. Mà là bởi vì Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt là người Huyền gia, nếu như nàng không chết, Huyền gia có thể được vận mệnh phép tắc che chở, tương lai cử tộc phi thăng không không, cũng là có khả năng lớn sự việc. Nhưng, Huyền Cơ Nguyệt chết ở Diệp Thần trong tay, Huyền gia tất cả quật khởi hy vọng, lúc này tống táng. Từ Huyền Cơ Nguyệt rơi xuống bắt đầu từ ngày đó, Huyền Thiên Kiêu đời này, định trước chỉ có thể là Vũ Hoàng cổ đế con cờ, sẽ không lại có bất kỳ quật khởi có thể. Một tiếng nổ, Huyền Thiên Kiêu không sợ chết, trực tiếp chọc thủng tầng tầng cấm pháp, xông vào thiên cung bên trong. Những thứ này cấm pháp tuy yếu bớt, nhưng vẫn lưu lại có uy lực, từng cái quy luật mang khí, chém chết ở Huyền Thiên Kiêu trên người. Trên người hắn khôi giáp, nhất thời bị chém rách, phơi bày ở ngoài da thịt, cũng là phủ đầy dữ tợn vết máu. Nhưng, hắn hồn nhiên không cảm giác, hơi thở như cũ bá đạo, mãnh liệt, tràn đầy cừu hận. Vù vù, một cán trường kích, từ Huyền Thiên Kiêu trên tay hiển hóa ra, hắn giống như là xưa nhất chiến tướng, cả người thấm ra chinh chiến khí sát phạt, một kích hướng Diệp Thần cuồng quét tới. Đấu chữ quyết, cuồng bạo đấu khí ánh sáng, ở kích thân trên nổ tung, như nước thủy triều như biển. Diệp Thần hô hấp nhất thời nghẹt thở. Huyền Thiên Kiêu là vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, hắn phải liều mạng, dĩ nhiên là vô cùng khủng bố. Diệp Thần đã không có đường lui, hắn nếu như lui về phía sau nói, vậy Huyền Hàn Ngọc liền phải gặp tai ương. Đấu chữ quyết, ta cũng sẽ. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, không nói hai lời, vung ra luân hồi thiên kiếm, phía trên cũng là nổ lên đấu khí huy quang, cùng Huyền Thiên Kiêu hung hăng đụng vào nhau. Phịch, kiếm kích va chạm, tung lên ngất trời đợt khí. Thiên cung bên trong, từng ngọn đền, đều bị hai người va chạm đợt khí, oanh được nghiền. Xa xa tinh bích hệ, cũng là vỡ vụn. Ở di thất chi cảnh tầng ngoài người, Thần Lam Tông, Quỷ Đạo Môn, Huyền Cung các võ giả, đều có thể rõ ràng, thấy Diệp Thần và Huyền Thiên Kiêu chiến đấu. Lấy bách ra cảnh khu, độc chiến vô lượng cảnh hậu kỳ, Diệp Thần lại có thể chút nào không rơi hạ phong. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, không người sẽ tin tưởng. Ác Diệu mở mắt, hồng hoang kỷ nguyên, đại lộ thêm thân, sát 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 sát. Huyền Thiên Kiêu như muốn điên cuồng, trực tiếp thi triển ra cấm thuật bi rơi mắt, hoàn toàn không để ý tự thân tiêu hao. Trận chiến này, hắn đã ôm phải chết quyết tâm. Bi rơi mắt trình độ cao nhất bùng nổ, trên bầu trời, ngay lập tức tới giữa, nứt ra trăm ngàn chỉ màu máu con ngươi, trong con ngươi lưu chuyển hồng hoang kỷ nguyên, cổ xưa phù văn, hào hùng uy áp bao phủ xuống. Huyền Thiên Kiêu câu thông trong chỗ u minh lực hồng hoang, lực lượng chợt tăng, cả người bắp thịt nổ tung vậy nổ lên, thậm chí căng bể khôi giáp. Hắn đầu tóc bạc trắng tung bay, cổ đồng sắc bắp thịt cầu kết, như hồng hoang cuộc chiến thần, trường kích càn quét hư không, dễ như bớn, lần nữa đánh phía Diệp Thần. Đây là không có chút nào xinh đẹp công kích, biểu dương nguyên thủy nhất, dã man nhất lực lượng, bá đạo cuồng thả. Đối mặt như vậy lực lượng bá đạo, chỉ cần Diệp Thần có lùi bước chút nào, hắn khí thế lập tức sẽ bị áp chế, chỉ có thể đối mặt cái chết. Võ Tổ nói, thần tượng băng thiên đụng. Diệp Thần ngực thiên đế cốt nóng bỏng, mơ hồ có kim quang phù văn tách thả ra, huyết mạch lực lượng dâng trào, hội tụ đến tay trái trên nắm tay. Oanh! Một quyền tuôn ra, viễn cổ thần tượng hư ảnh hiện lên, như vậy muốn trả đạp vũ trụ, không thể nhất thế. Diệp Thần không có chút nào lùi bước, ngược lại là man lực đụng nhau, cũng là hung mãnh nhất lực lượng, đối kháng Huyền Thiên Kiêu. Bành! Thần tượng kinh thiên một quyền, cùng Huyền Thiên Kiêu hồng hoang trường kích, hung hăng đụng, bộc phát ra thanh âm, đủ để xuyên qua màng nhĩ của người ta linh hồn. Ở vòng chiến cách đó không xa Lục Hư, tại chỗ liền hộc máu, căn bản không chịu nổi. Thật may, Diệp Thần tuy cuồng dã, nhưng lực lượng khống chế được vừa vặn khắp nơi, cũng không có để cho nơi này chiến đấu, ảnh hưởng đến Huyền Hàn Ngọc. Bất quá, các loại cung điện bể tan tành, Huyền Hàn Ngọc bóng người, đã lộ ra ở trước mặt mọi người. Huyền Hàn Ngọc ngồi xếp bằng,
dưới người là đồ thần kỷ nguyên đạo thư biến thành trận pháp, hắc ám thâm thúy, lại lưu chuyển cổ xưa ánh sao. Núp ở trang này đạo thư bên trong Thương Huyền Đại Đế hài cốt, đã dần dần cùng nàng dung hợp. Ở sau lưng nàng, hiển hóa ra Thương Huyền Đại Đế hư ảnh. Thương Huyền Đại Đế ánh mắt khép lại, mang nhu hòa vẻ mặt, tựa hồ cũng không có kháng cự cùng Huyền Hàn Ngọc dung hợp. Hắn hài cốt lực lượng, dần dần dung nhập vào Huyền Hàn Ngọc thần hồn bên trong. Huyền Hàn Ngọc thân xác, dần dần khôi phục, máu thịt xương cốt đã rõ ràng có thể gặp, từng cái trong kinh mạch, mang cổ thần văn ấn, huyền ảo và thần bí. Thần Lam Tông, Quỷ Đạo Môn, Huyền Cung mọi người, đều có thể thấy rõ Huyền Hàn Ngọc bóng người. Theo Thương Huyền Đại Đế hài cốt, dần dần cùng nàng dung hợp, di thất chi cảnh sụp đổ dấu hiệu, vậy càng ngày càng rõ ràng. Bầu trời ở sụp đổ, quy luật hóa thành mưa hoa bay xuống, không gian ở than súc, nguyên bản vô biên vô tận tầng bên trong thế giới, giờ khắc này ở không ngừng thu nhỏ lại. Không gian than súc dưới, tạo thành từng cái lỗ xoáy đen, tựa như có thể chiếm đoạt hết thảy, làm người ta sợ hãi. Diệp Thần và Huyền Thiên Kiêu chiến đấu, cũng là rơi vào ác liệt. Hai người liều chết tương bác, tự nhiên ra vô số võ đạo cùng phép tắc lực lượng, thậm chí liền chung quanh không gian, cũng hóa thành bọn họ giết hại thủ đoạn. Từng cái lỗ xoáy đen, rất miễn cưỡng bị hai người làm viên đạn vậy, ném hướng đối phương. Không gian không ngừng than súc dưới, chiến đấu chỗ trống, vậy đang không ngừng thu nhỏ lại, đã sắp ảnh hưởng đến Huyền Hàn Ngọc. Diệp Thần con người hơi đông lại một cái, vội vàng sử dụng Hoàng Tuyền Đồ, mở ra một cái suối vàng thế giới. Rất miễn cưỡng đem không gian phát triển mở ra. Người kia, chính là người muốn bảo vệ tồn tại sao? Huyền Thiên Kiêu đặc biệt nhạy bén, ánh mắt nhìn về Huyền Hàn Ngọc, lập tức liền phát hiện đầu mối. Liệt tự quyết, phá cho ta. Hạ một sát, Huyền Thiên Kiêu trường kích nổ bắn ra ra, liệt tự quyết ánh sáng nổ tung, tan vỡ hư không, bắn chết hướng Huyền Hàn Ngọc. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, nguy cấp bên trong, vậy không kịp suy nghĩ nhiều. Trực tiếp dùng mình thân thể, ngăn cản Huyền Thiên Kiêu trường kích. Phốc xích, Huyền Thiên Kiêu trường kích, hung hăng xuyên qua Diệp Thần đầu vai. Một hồi dây rất đau nhức, truyền khắp Diệp Thần toàn thân. Ta phải bảo vệ người, còn chưa tới phiên ngươi tới quấy nhiễu. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, huyết mạch sôi trào, trong con người có thần long đồ đằng tách thả ra, liền chuẩn bị mở long đằng mệnh tinh, liều chết ngăn trở Huyền Thiên Kiêu. Huyền Thiên Kiêu thấy Diệp Thần chuẩn bị bùng nổ lá bài tẩy, nội tâm cũng là khó hiểu lướt qua một chút sợ hãi. Trận chiến này, hắn tuy ôm phải chết quyết tâm, nhưng giờ phút này cảm nhận được Diệp Thần khí thế, hắn vẫn là dâng lên một chút bản năng run rẩy. Hắn biết, chỉ cần Diệp Thần long đằng mệnh tinh mở, hắn nhất định phải chết. Đủ rồi, dừng tay đi. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị bùng nổ lá bài tẩy thời điểm, một giọng già nua, từ trong hư không vang lên. Đó lại là Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm. Diệp Thần nghe được Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm, cũng là lớn là ngạc nhiên. Bệ hạ, Huyền Thiên Kiêu một hồi run rẩy. Hắn đối Vũ Hoàng Cổ Đế cảm tình, có thể nói đặc biệt phức tạp. Một mặt, hắn sợ hãi Vũ Hoàng Cổ Đế mạnh mẽ. Mặt khác, hắn lại không cam lòng cả đời khuất phục dưới người. Nhưng bất kể như thế nào, Huyền Cơ Nguyệt chết sau đó, hắn cũng biết. Huyền gia không thể nào phản kháng nữa Vũ Hoàng Cổ Đế. Coi như hắn tâm lý có ủy khuất, vậy phải tuân theo Vũ Hoàng Cổ Đế ý chí, hay không thì chỉ có cả nhà bị tiêu diệt kết quả. Không cần đánh, luân hồi chi chủ, là ngươi thắng. Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không có phát hiện thân, chỉ là thanh âm hạ xuống, trong giọng nói mang vô tận bể dâu, còn có một chút mệt mỏi cùng không biết làm sao. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể nhanh như vậy. Là được vừa được tình cảnh này. Liền ngày xưa Thiên Quân lão tổ, được gọi là Kiêu Vương Thiên Quân Huyền Thiên Kiêu, cũng không cách nào đè thêm chế Diệp Thần, thậm chí có thể bị giết ngược. Dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, có thể đè ép được Diệp Thần người, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vũ Hoàng Cổ Đế, người muốn như thế nào? Diệp Thần ngưng thần phòng bị, không biết Vũ Hoàng Cổ Đế có cái gì dự định. Chớ khẩn trương, chúng ta còn chưa tới quyết chiến thời điểm. Ta chỉ là muốn nói với ngươi một khoản giao dịch. Vũ Hoàng Cổ Đế giọng như cũ mang không biết làm sao, hiện tại quyết chiến, hắn không có tuyệt đối chắc chắn, có thể thắng nổi Diệp Thần. Coi như có thể thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Đến lúc đó, Vạn Khư Thần Điện tổn thương nguyên khí nặng nề,
chỉ sẽ tiện nghi Tử Hoàng Thiên Cung và Tử Thần Giáo Đoàn, còn có Thiên Nữ và Ma Tổ Vô Thiên. Nói chuyện gì? Diệp Thần như cũ ở phòng bị. Ta muốn một trang kỷ nguyên đạo thư. Vũ Hoàng Cổ Đế nói ngay vào điểm chính. Ngươi muốn kỷ nguyên đạo thư? Diệp Thần lông mày khều một cái, nhất thời cảnh giác. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, đừng hiểu lầm, ta không phải muốn chỉnh quyển sách, ta chỉ cần một trang là đủ rồi. Ta muốn một phiến cựu nhật kỷ nguyên trang sách, dùng để khôi phục nguyên khí. Cựu nhật kỷ nguyên, chính là đã từng thiên võ tiên môn hùng bá thái thượng thế giới, võ giao phụ thân cựu nhật chi chủ, xưng bá hiện thế kỷ nguyên. Cái này kỷ nguyên đã qua, hơn nữa theo võ giao khôi phục, cựu nhật nhân quả vậy căn bản coi là thanh. Hôm nay thời đại, là luân hồi cùng vạn khư tranh đấu thời đại, cùng cựu nhật không liên quan. Cựu nhật kỷ nguyên trang sách, có thể nói là vô dụng nhất trang sách, chỉ có đơn thuần linh khí, coi như đạt được luyện hóa, tối đa cũng chỉ là tăng bổ tự thân nguyên khí, không cách nào dùng để cảm ngộ đạo tâm, tăng tiến tu vi. Vũ Hoàng Cổ Đế chỉ cần cái này phiến trang sách, hiển nhiên cũng là vì hạ xuống Diệp Thần định ý, biểu thị mình giao dịch thành ý. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, ngươi lấy cái gì tới trao đổi? Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, ta dùng thân độ Uyển Nhi mẫu thân, thành tựu tiền đặt cuộc, cùng ngươi trao đổi như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, một cái già nua bàn tay, xé rách hư không. Hư không kẽ hở bên trong, một cái cô gái trẻ tuổi, áp giải một nữ nhân khác, hạ xuống. Vậy cô gái trẻ tuổi, nhưng là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong tay áp giải người phụ nữ, chính là thân đồ Uyển Nhi mẫu thân đồ Thiên Âm, cả người buộc chặt xích sắt không xiềng, hình dáng 10 phần chật vật. Thân đồ Thiên Âm thấy được Diệp Thần, trong con người dâng lên đặc biệt phức tạp thần sắc, không biết làm sao, như đưa đám, quẫn bách, trông đợi, nóng nảy vân. Vân. Diệp Thần thấy thân đồ Thiên Âm, nội tâm cũng là lớn chấn động. Ngạo Tuyết tiểu thư. Huyền Thiên Kiêu thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, cả người khẽ run. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết mắt lạnh nhìn Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, như thế nào, chịu trao đổi sao? Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm vậy truyền ra, nói, đây chính là ta tiền đặt cuộc, đóng hay không đổi, quyền quyết định ở ngươi. Diệp Thần trong lòng vùng vẫy, đang cân nhắc tự định giá. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên là một chút chỗ tốt, cũng không muốn cho Vũ Hoàng Cổ Đế. Nhưng, Vũ Hoàng Cổ Đế dùng để giao dịch tiền đặt cuộc, là trọng đại như vậy, hắn rất khó cự tuyệt. Thân đồ Thiên Âm bị tống giam ở Vạn Khư, đây là một cây gai. Nếu như có thể cầm thân đồ Thiên Âm đổi trở về, vậy có thể giải quyết một cái phiền phức. Chí ít, có thể để cho thân đồ Uyển Nhi, và nàng mẫu thân đoàn viên. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn là quyết định giao dịch, mở ra trong tay kỷ nguyên đạo thư. Đem cựu nhật kỷ nguyên một trang xé xuống tới, ném cho Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết chán vui mừng, nhận lấy nói sách, bàn tay đẩy một cái, liền đem thân đồ Thiên Âm đẩy cho Diệp Thần. Thân đồ Thiên Âm lảo đảo, trở lại Diệp Thần bên người. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều có rất nhiều lời nói, không biết như thế nào kể lể. Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, mấy đạo đao gió chém ra, đem nàng xích sắt trên người gông xiềng, toàn bộ chặt đứt. Thân đồ Thiên Âm rốt cuộc khôi phục tự do, im lặng không tiếng động, cúi đầu một tiếng thở dài. Rất tốt, luân hồi chi chủ, thật sảng khoái. Vũ Hoàng Cổ Đế tiếng cười, từ trong hư không truyền ra. Giao dịch xong, Diệp Thần nhớ tới Tiêu Tinh Hà, hỏi, Vũ Hoàng Cổ Đế, Tiêu Tinh Hà tiền bối hiện tại thế nào? Vũ Hoàng Cổ Đế dừng một chút, cười nói, yên tâm, hắn còn chưa có chết, ta còn muốn hắn là ta đúc vỏ kiếm. Ha ha. Còn có người tiện nghi đồ đệ Vũ Hoàng Giã, là ta hậu duệ, hắn lại có thể bái ngươi làm thầy, lầm vào đường rẽ, thật là đáng xấu hổ. Bất quá, ta sẽ để cho hắn trở lại chánh đạo, trên người hắn mang theo Thiên Khải Chí Tôn nhân quả, là đúc vỏ kiếm nhân vật then chốt, ta có thể phải cảm ơn ngươi, cầm hắn đưa về ta trên tay. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, hắn cũng biết Vũ Hoàng Giã lưng đeo nhân quả, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Nếu như không phải là Vũ Hoàng Giã, hắn cũng không khả năng như thế thuận lợi, hãy cầm về Tu La kiếm hồn. Coi như học trò ta phản bội ta, ta cũng không trách móc hắn. Diệp Thần cũng không có bị Vũ Hoàng Cổ Đế kích thích, thanh âm như cũ bình tĩnh. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, chờ đi, chờ ta vỏ kiếm đúc đi ra,
có thể chứa thiên tội cổ kiếm, chính là ngươi ngày rỗ. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng cổ đế ý chí, hoàn toàn tiêu tán đi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ngoắc tay, vậy mang Huyền Thiên Kiêu rời đi. Lần này Di Thất Chi Cảnh tìm bảo, nàng thật ra thì cũng muốn nhúng tay, nhưng Vũ Hoàng cổ đế cũng không cho phép. Trước nàng bị thương sắp chết, cũng làm Vũ Hoàng cổ đế bị dọa sợ, cuối cùng vẫn là phải giết chết Lâm gia lão tổ rừng khiếu không, lấy máu tươi là nàng chữa thương. Hiện tại, nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, Vũ Hoàng cổ đế là không dám để cho nàng tùy tiện ra tay. Nàng thừa kế băng máu thần, sau này còn có vô cùng trọng yếu tác dụng. Hiện tại bắt được một trang kỷ nguyên đạo thư, có thể khôi phục nguyên khí, Vũ Hoàng cổ đế mục đích đã đạt thành. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng không thua thiệt. Chí ít, thân đồ thiên âm là chuộc đi ra. Tiền bối. Diệp Thần nhìn thân đồ thiên âm, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Đi ra ngoài trước rồi nói. Thân đồ thiên âm ngắm nhìn bốn phía, liền gặp Di Thất Chi Cảnh không ngừng sụp đổ, bầu trời có vẫn thạch rơi xuống, mặt đất rạn nứt, lòng đất nham thạch nóng chảy phun ra, giống nhau là một phiến thế giới ngày tận thế. Lại đợi một chút. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, vậy cảm đến chỗ này nguy hiểm, nhưng Huyền Hàn Ngọc còn đang khôi phục, thân thể nguy cấp, hắn vẫn không thể rời đi. Thiên địa sụp đổ, tòa kia thiên cung vậy hoàn toàn hủy diệt. Thật may, Huyền Hàn Ngọc sớm có chuẩn bị, nàng dưới người trang sách, từ đái thủ bảo vệ, tạo thành một cái vòng bảo vệ, đem nàng bảo vệ ở bên trong. Lục Hòa Thiền vậy canh giữ ở bên cạnh nàng, là nàng ngăn cản đá rơi, còn có một chút quy luật năng lượng đánh vào. Huyền cung rất nhiều cường giả, mắt xem thương Huyền Đại Đế hài cốt, muốn cùng Huyền Hàn Ngọc dần dần dung hợp, đều là vô cùng hoảng sợ. Bọn họ muốn ngăn trở, nhưng Diệp Thần thủ ở nơi đó, ai dám trực diện Diệp Thần mũi nhọn. Thương Huyền Đại Đế hài cốt, dần dần thành Huyền Hàn Ngọc thân thể chất dinh dưỡng, cái trước lưu lại ở thế gian dấu vết, vậy đang không ngừng nhạt đi, đi về phía biến mất. Dấu vết này biến mất, nhưng liên lụy đến Huyền Cung. Huyền Cung rất nhiều cường giả, phát ra kêu thảm thiết. Bọn họ kinh hoàng phát hiện, mình thân thể, đang thay đổi được trong suốt. Tại chưa có gặp phải bất kỳ công kích nào dưới tình huống, bọn họ thân thể ở dần dần biến mất. Bọn họ từ thương Huyền Đại Đế trong ảo tưởng ra đời, cũng không có phát hiện thật căn cơ. Một khi thương Huyền Đại Đế dấu vết biến mất, vậy chờ đợi bọn họ, cũng chỉ có im hơi lặng tiếng biến mất kết quả, giống như là ảo muốn tan biến, hết thảy quy về hư không. Lục Hư vậy phát hiện mình thân thể, ở không bị khống chế tràn vào đổi trong suốt, kinh hoàng được ra đầu tê dại, hướng về phía Diệp Thần hét lớn. Thằng nhóc, dừng lại cho ta. Hắn cũng không lo thực lực chênh lệch, một trường hướng Diệp Thần cuồng chụp đi. Diệp Thần mặt không đổi sắc, vậy nhẹ nhàng vung ra một trường, liền đem Lục Hư đánh được hộc máu, thân thể như bãi cỏ vậy bay ra. Lục Hòa Thiền tại tim không đành lòng, bước ra một bước, muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói gì. Nàng biết, cái này Lục Hư, cũng không phải là gia gia nàng tổ thần vương. Lục Hư răng cắn nát, cặp mắt đỏ tươi, biết mình thực lực, và Diệp Thần chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không thể nào ngăn cản. Đạo sư, hạ xuống đi, chỉ có ngươi có thể ngăn cản luân hồi chi chủ. Lục Hư hai tay cao kình, lớn tiếng ngâm sướng lên tới. Rào! Bầu trời bên trong, bỗng nhiên tiên quang đại tác, thủy hà vạn trượng. Hư không tan vỡ, một phiến hùng vĩ thế giới, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Đó chính là Huyền Cung Sơn Môn thế giới. Toàn bộ Huyền Cung Sơn Môn, ngàn trăm tòa cung điện, lại có thể toàn bộ hạ xuống, xuất hiện ở nơi này. Theo Thương Huyền Đại Đế dấu vết biến mất, những thứ này cung điện, cũng ở đây từng ngọn sụp đổ, bên trong truyền ra từng cơn kêu thảm thiết, có rất nhiều huyền cung cường giả, vô duyên vô cớ liền hóa thành ánh sáng trắng bốc hơi hết, thật giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Ở chính giữa nhất cung điện phía trên, đứng một cái tóc bạc mặt hồng hào ông già, cầm trong tay quạt lông, trong mắt mang động trời tức giận cùng tủng sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Thần. Hắn chính là Huyền Cung Đại Tế Ti, Lục Hư Đạo Sư, Tôn Cửu Tinh. Thật ra thì không cần Lục Hư triệu hoán, đang cảm thụ đến Huyền Cung sắp tiêu diệt sau đó, Tôn Cửu Tinh thì phải dốc toàn bộ ra, hạ xuống ngăn cản Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Tôn Cửu Tinh, liền cảm thấy hắn hơi thở, khá là mạnh mẽ, nhưng cũng không thể áp chế mình. Nếu như đỉnh cấp tỷ thí, ưu thế ở Diệp Thần bên này. Luân hồi chi chủ, ngươi lại dám bốc lên độc thương Huyền Đại Đế hài cốt.
đây là độc thần. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Tôn Cửu Tinh tức giận vô cùng, nếu là Thương Huyền Đại Đế hài cốt, cứ như vậy bị luyện hóa dung hợp hết, vậy Huyền Cung liền hoàn toàn xong đời. Hắn ngang nhiên ra tay, bàn tay hội tụ động trời linh khí, pháp thiên tượng địa, hóa thành vạn trượng to lớn, lăng không bạo giết xuống. Nhưng, hắn cũng không có công kích Diệp Thần, mà là trực tiếp công kích Huyền Hàn Ngọc. Hắn biết, Diệp Thần võ đạo nội tình, vô cùng mạnh mẽ, lấy hắn thực lực, tuyệt đối không thể nào trấn áp. Nghịch chuyển cục diện hy vọng duy nhất, chính là ngăn cản Huyền Hàn Ngọc khôi phục thân xác, cứu vãn Thương Huyền Đại Đế hài cốt. Thậm chí, nếu như có thể cướp được Thương Huyền Đại Đế hài cốt, để cho Huyền Cung dung hợp, Huyền Cung là có thể thừa kế cổ thần ý chí, hoàn toàn cắm rễ thực tế, hùng bá một phương. Oanh! Tôn Cửu Tinh cuồng bạo bàn tay, ép phá tầng tầng hư không, thì phải nghiền ép đến Huyền Hàn Ngọc trên mình. Hắn không phải chiến đấu một mình, toàn bộ Huyền Cung, tất cả cường giả hơi thở, cũng hội tụ ở trên người hắn, thề phải chấn áp Huyền Hàn Ngọc, đoạt lại Thương Huyền Đại Đế hài cốt. Diệp Thần sắc mặt nhất thời chấn động, hiện tại di thất chi cảnh thiên địa sụp đổ, không gian than xúc, đã không có chỗ trống quay về. Hắn muốn bảo vệ Huyền Hàn Ngọc, nhất định phải lấy thế lôi đình, đánh bại Tôn Cửu Tinh, đánh bại Huyền Cung tất cả người. Long đằng mệnh tinh, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, lập tức mở long đằng mệnh tinh. Cuồng bạo luân hồi lực lượng, long đằng hơi thở, ngay tức thì nổ tung ra. Một phiến thật lớn luân hồi thiên quốc, ở giữa không trung mở ra. Thiên đường bên trong, hàng tỷ rồng thần gầm thét bay vút lên, nguy nga tới cực điểm. Tôn Cửu Tinh vạn trượng tay khổng lồ, nghiền đè xuống, trực tiếp bị cái này phiến luân hồi thiên quốc chặn lại. Phịch đích một tiếng, tay khổng lồ đánh vào luân hồi thiên quốc trên, thiên đường khắp nơi sụp đổ tan vỡ, nhưng căn cơ cũng không có bị tổn thương. Một đạo huyết long kiếm khí, từ thiên đường chỗ sâu nổ bắn ra ra, suy đích một tiếng, liền chém ra Tôn Cửu Tinh bàn tay. Tôn Cửu Tinh máu tươi phun ra ở trong hư không, hắn vành mắt hết sức nứt ra, tức giận mà sợ hãi. Luân hồi chi chủ, ta chính là chết, cũng không thể để cho Huyền Cung hủy ở bên trong tay ngươi. Tôn Cửu Tinh tức giận, cắn răng, cả người khí huyết căng phồng, lại là chuẩn bị muốn tự bảo, liều chết vậy muốn ngăn cản Diệp Thần, gìn giữ Thương Huyền Đại Đế hài cốt. Không tốt. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, nếu là Tôn Cửu Tinh tự bảo, vậy thì nguy hiểm. Hắn tuy sẽ không bị thương, nhưng vô lượng cảnh cường giả tự bạo đợt khí, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Huyền Hàn Ngọc. Tính mạng ngươi tới không dễ, cần gì phải như vậy nhẹ hạ thấp mình. Đột nhiên, một đạo nhu hòa thanh âm, ở trong hư không vang lên. Chỉ thấy một cái phong tư tuyệt thế cô gái, chậm rãi từ phía dưới bay lên, như chí cao vô thượng nữ thần, trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, ánh mắt như u tuyền vậy rừng rưng, quanh người tầng tầng tiên khí nhô lên. Diễn hóa ra thần thánh thế giới, bên trong có vô số tiên linh ở màng bái ngâm sướng. Người phụ nữ này, chính là Huyền Hàn Ngọc. Vào giờ phút này Huyền Hàn Ngọc, thân xác đã hoàn toàn khôi phục. Nàng trên mình, thấm ra một cổ thần thánh chói lọi, đó là thần minh có 102 khí tượng. Nàng thành công dung hợp Thương Huyền Đại Đế hài cốt, trực tiếp thừa kế bộ phận thần cách, lột vỏ thành thần minh. Tôn Cửu Tinh sợ ngây người, chỉ cảm thấy một cổ gió mát từ trên mặt mình phất qua. Hắn tất cả sao động khí huyết, cũng yên lặng đi xuống. Thân xác sau khi khôi phục Huyền Hàn Ngọc, quá ngang ngược, thật là vô địch. Ở Huyền Hàn Ngọc thần thánh huy hoàng nổi bật hạ, liền Tôn Cửu Tinh cái loại này vô lượng cảnh cường giả, cũng là con kiến hôi nhỏ bé tồn tại. Diệp Thần ngắm nhìn Huyền Hàn Ngọc, cũng là khiếp sợ. Hắn đã hoàn toàn không nhìn thấu Huyền Hàn Ngọc tu vi, chỉ cảm thấy nàng vô cùng cường đại, hơn nữa có thần cách. Coi như tiên đế hạ xuống, cũng không thể đánh bại nàng. Nàng có đối kháng tiên đế tư cách. Thương Huyền Đại Đế hài cốt, hoàn toàn bị Huyền Hàn Ngọc dung hợp. Không có bất kỳ bài xích phản ứng, nàng đặc biệt thuận lợi, liền thừa kế Thương Huyền Đại Đế đạo thống. Bởi vì, nàng chính là Thương Huyền Đại Đế hậu duệ, phải thừa kế tổ tiên đạo thống, tự nhiên sẽ không có cái gì cản trở. Thương Huyền Đại Đế hài cốt bị dung hết, dấu vết thật ra thì không có tiêu tán. Đạo thống nhân quả đều chuyển tới Huyền Hàn Ngọc trên mình. Chỉ bất quá, đối Huyền Cung mà nói, đây cũng là tai họa ngập đầu. Huyền Cung các võ giả, từng cái thân thể bắt đầu nhạt đi, phải đổi được trong suốt biến mất. Bao gồm Tôn Cửu Tinh và Lục Hư, bọn họ thân thể cũng ở đây nhạt đi, phải biến mất.
Quy thuận ta đi, sau này các ngươi huyền cung, chính là ta người làm. Các ngươi gia nhập luân hồi trận doanh, ta có thể đảm bảo các ngươi không chết. Huyền Hàn Ngọc thanh âm nhàn nhạt nói, tự có một cổ ngạo nghễ khí thế bức người. Tôn Cửu Tinh cả người cũng đang phát run, chỉ cảm thấy thời khắc này Huyền Hàn Ngọc, chính là ngày xưa Thương Huyền Đại Đế hóa thân, thần thánh vĩ đại đến không thể ngưỡng mộ bước, sáng rực như nhật nguyệt. Đại đế ở trên cao, ta huyền cung nguyện ý quy thuận. Tôn Cửu Tinh lật đật quỳ xuống, nơi nào còn dám phản kháng. Lục Hư và rất nhiều huyền cung cường giả, cũng là cung kính quỳ xuống, quỳ bái, cùng kêu lên, bái kiến đại đế. Huyền Hàn Ngọc hé miệng cười một tiếng, nói ta không phải Thương Huyền Đại Đế, ta chỉ là thừa kế hắn đạo thống, tên ta kêu Huyền Hàn Ngọc. Dừng một chút, nàng vừa quay đầu nhìn Diệp Thần, nói, Diệp Thần, không bằng ngươi cho ta lên một cái pháp danh, ta cũng muốn lấy được ngươi sắc phong. Diệp Thần sửng sốt một tí, suy nghĩ một chút, sau đó liền nói, ngươi vừa dung hợp Thương Huyền Đại Đế hài cốt, sau này làm giòn liền thừa kế hắn đế hiệu thôi, ngươi liền kêu Thương Huyền Nữ Đế. Huyền Hàn Ngọc cười nói, được, ta sau này thì kêu Thương Huyền Nữ Đế. Tôn Cửu Tinh, Lục Hư cùng huyền cung cường giả, rối rít bái nói, Nữ Đế uy vũ, chúng ta thể chết theo. Huyền Hàn Ngọc cười một tiếng, quyến rũ sinh tư, nói các ngươi không phải muốn đi theo ta, mà là đi theo luân hồi chi chủ, biết không? Huyền cung đám người mạnh cùng kêu lên kêu, cẩn tuân Nữ Đế dạy bảo. Bọn họ vốn là kế cận biến mất thân thể, giờ phút này lại lần nữa khôi phục bình thường, hơn nữa ở thế giới hiện thật, cũng có căn cơ, không còn là ảo tưởng hư vô hình dáng. Căn cơ của bọn họ, ngay tại luân hồi trận doanh. Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm giác được, mình một cái ý niệm, liền có thể khống chế huyền cung tất cả mọi người sống chết. Hắn biết, là Huyền Hàn Ngọc đem huyền cung đại quyền sanh sát, chuyển giao cho ở trên tay hắn. Huyền tiên tử. Diệp Thần ngơ ngác nhìn Huyền Hàn Ngọc, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ cảm trong lòng đồng thời xuất hiện. Đa tạ ngươi, Diệp Thần. Nếu như không phải là ngươi, ta thân xác cũng không khả năng khôi phục. Huyền Hàn Ngọc mỉm cười nói. Luân hồi uy vũ. Huyền cung rất nhiều cường giả, cũng là cùng kêu lên tán tụng. Một bên thân đồ thiên âm, thấy một màn này, thần sắc đặc biệt phức tạp. Ngày xưa Diệp Thần, ở vực ngoại thời điểm, thân phận hèn mọn như con kiến hôi, bất kỳ cấp trên nào, đều có thể nghiền ép hắn. Nhưng thời khắc này Diệp Thần, đã trưởng thành đến nghịch thiên bước, hàng tỷ tín đồ màng bái, một lời tới giữa quyết đời người chết. Dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, có thể áp chế Diệp Thần người, đã không nhiều lắm. Đi thôi. Diệp Thần cười một tiếng, nội tâm cũng là tương đương hân duyệt. Lần này di thất chi cảnh tìm bảo, hắn thuận lợi lấy được rồi kỷ nguyên đạo thư, còn để cho Huyền Hàn Ngọc khôi phục thân xác, thậm chí cứu ra thân đồ thiên âm, có thể nói là công đức viên mãn. Lập tức, Diệp Thần chính là mang đám người rời đi. Hiện tại huyền cung vậy quy thuận luân hồi trận doanh, toàn bộ thất phực, từ nay về sau, đều là Diệp Thần địa bàn. Diệp Thần mang đám người, ra di thất chi cảnh, nhưng gặp di thất chi cảnh bên ngoài, một cây đại thụ hạ, một người mặc lê hoa quần dài cô gái, ôm kiếm đón gió đứng, thần sắc bi thảm ảm đạm, lại là thân đồ Uyển Nhi. Uyển Nhi. Diệp Thần thấy thân đồ Uyển Nhi xuất hiện ở chỗ này, tim mãnh liệt giật mình. Thân đồ thiên âm thấy con gái mình tới, cũng là kinh ngạc, lại mang một chút quẫn bách xấu hổ. Hiển nhiên, thân đồ Uyển Nhi là biết nàng bị phóng thích, cảm ứng được thiên cơ thay đổi, cho nên hạ xuống ở chỗ này. Đám người thấy thân đồ Uyển Nhi bóng người, cũng là một hồi kinh ngạc. Người người đều biết, thân đồ Uyển Nhi là tương lai ma thần chủ, thân phận không phải chuyện đùa. Các ngươi tới trước phía trước chờ ta. Diệp Thần hướng Huyền Hàn Ngọc, Lục Hòa Thiền, Tôn Cửu Tinh, Lữ Thấm Huyền đám người nói. Đám người gật đầu, liền đi trước đến phía trước chờ đợi. Trong sân, chỉ còn lại Diệp Thần, thân đồ Uyển Nhi, thân đồ Thiên Âm ba người. Nương thân. Thân đồ Uyển Nhi chạy qua tới, cặp mắt mang nước mắt, cùng thân đồ Thiên Âm ôm nhau. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, không khỏi thổn thức. Uyển Nhi, thật xin lỗi, nương thân liên lụy ngươi. Thân đồ Thiên Âm vuốt ve Uyển Nhi tóc, bi thương nói. Không có sao, nương thân, ngươi không có sao liền tốt, ta rất thấp thỏm ngươi. Thân đồ Uyển Nhi nói. Lần này nương thân có thể thoát khốn, thật phải cảm ơn luân hồi chi chủ. Thân đồ Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, vẻ mặt cảm kích,
lại có rất nhiều phức tạp hơn tâm trạng. Trước kia nàng, hết sức phản đối Diệp Thần và con gái nàng chung một chỗ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng là rõ ràng, chỉ có Diệp Thần mới là con gái của nàng cao nhất bạn lữ. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Thân Độ Uyển Nhi mắt đẹp nhìn Diệp Thần, nhẹ giọng nói. Không có sao. Diệp Thần vẻ mặt cũng là hơi có chút phức tạp cười một tí. Thân Đồ Thiên Âm kéo Diệp Thần tay, lại kéo Uyển Nhi tay, đem hai người bàn tay chồng lên nhau, nói, Luân Hồi Chi Chủ, thật xin lỗi, trước kia là ta trách lầm ngươi, từ nay về sau, ngươi muốn cùng Uyển Nhi chung một chỗ, ta lại cũng không ngăn trở các ngươi. Ta chỉ hy vọng, ngươi không nên cô phụ Uyển Nhi, không muốn để cho nàng biến thành một cái vu yêu khô lâu. Nói xong lời cuối cùng, Thân Đồ Thiên Âm giọng lại có chút nghiêm túc. Nàng biết Thân Đồ Uyển Nhi tương lai thân, chính là vu yêu vương, là ma thần chủ, một cái bộ xương trắng. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, cầm Thân Đồ Uyển Nhi tay, trịnh trọng nói, tiền bối mời yên tâm, ta tuyệt không phụ lòng Uyển Nhi. Thân Đồ Thiên Âm vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, nói, như vậy quá tốt, nhà ta Uyển Nhi, có thể so với cái gì đó đảm nhiệm thiên nữ tốt hơn nhiều. Đảm nhiệm thiên nữ thời thời khắc khắc đều nhớ giết ngươi, nhưng nhà ta Uyển Nhi, là thật tâm vì ngươi tốt, các ngươi tìm một người thích hợp thời gian, là được cưới đi. Thân Đồ Uyển Nhi gò má một đỏ, kêu lên, nương thân. Diệp Thần cũng là một hồi lúng túng, ho khan một tí, nói, lập gia đình chuyện, ngược lại cũng không cần gấp nhất thời, hôm nay phải làm sự việc, còn có rất nhiều. Thân Đồ Uyển Nhi nói, đúng vậy, nương thân, hôm nay đại địch không định. Lập gia đình vậy quá sớm. Lại hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta thành lập một thế lực, kêu ma thần cung, lệnh bài kia ngươi cầm, tùy thời có thể triệu hoán ma thần cung bên trong cường giả. Sử dụng một tấm lệnh bài, giao cho Diệp Thần. Ma thần cung. Diệp Thần nhận lấy lệnh bài, chỉ gặp phía trên chạm trổ một cái chữ ma, phía sau là thiên ma tinh hải đồ đằng điêu khắc, toàn thân hắc phụ tràn ngập, khá là thần bí. Đúng vậy, ta cùng ta tương lai thân. Liên là càng ngày càng bí dày cắt, ta dần dần chấp trưởng không không lúc nào không ma thần nhất mạch quyền bính. Ta đã nói, ta muốn thành lập ma thần cung, cùng luân hồi kết minh. Ma thần nhất mạch bên trong, có nửa số đồng ý, nửa số phản đối. Đồng ý người, ta sẽ đem bọn họ thu vào ma thần cung. Người phản đối, tất cả tàn sát. Thân Độ Uyển Nhi con người bên trong, lướt qua dọn ra sát khí. Tràn đầy một cổ trước kia cho tới bây giờ không có hiện ra qua uy nghiêm. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, nửa số phản đối, ngươi toàn bộ tàn sát, há chẳng phải là sẽ để cho ma thần nhất mạch, tổn thương nguyên khí nặng nề. Thân Độ Uyển Nhi nói, không sao, ma thần từ trong bóng tối ra đời, chết liền nhiều ít, ta có thể lần nữa triệu hoán nhiều ít, nhưng muốn lần nữa đào tạo, cần phải hao phí không thiếu tài nguyên, ta lần này tới đây, chính là muốn nói với ngươi nói. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói ta có tài nguyên, sợ rằng không giúp được ngươi. Hắn tài nguyên, ở thế giới hiện thật, vậy có thể nói là vô cùng phong phú. Nhưng thả vào không không lúc nào không bên trong, tất nhiên nghèo rất mồng tơi. Muốn chống đỡ Thân Độ Uyển Nhi ma thần cung phát triển, tuyệt đối là không đủ. Thân Độ Uyển Nhi nói, ngươi hiện tại tài nguyên không đủ, nhưng chỉ cần có thể bắt được thiên bia, tài nguyên là đủ rồi. Thiên bia năng lượng cực kỳ dư thừa, nếu là ngươi có thể chấp trưởng, ta có thể để cho ta thủ hạ ma thần, ký thác vào ngươi thiên bia bên trong, không ngừng sinh sôi sinh trưởng, tu luyện lớn mạnh. Diệp Thần khẽ chấn động, nói thiên bia sao? Đáng tiếc, hôm nay ta, cũng không biết thiên bia ở nơi nào. Thân Độ Uyển Nhi nói, mau sớm tìm đi, thiên bia đối với chúng ta mà nói, vô cùng trọng yếu, ta ma thần cung, vậy sẽ giúp ngươi tìm đầu mối. Diệp Thần nói, đa tạ. Hắn cũng biết thiên bia trọng yếu, tương lai muốn đối kháng thiên nữ mà nói, thiên bia cũng là mấu chốt đồ, có thể nghịch chuyển tương lai chiến cuộc, tránh đáng sợ kia bi kịch phát sinh. Thân Độ Uyển Nhi dừng một chút, về phía trước bên Lục Hòa Thiền vẫy tay kêu lên, vị cô nương kia, mời ngươi tới đây. Lục Hòa Thiền nghe được Thân Độ Uyển Nhi kêu gọi, sửng sốt một tí, không rõ cho nên, đi tới. Diệp Thần cũng là sững sờ. Không biết Thân Độ Uyển Nhi muốn làm những gì. Ma thần chủ, có chuyện gì không? Lục Hòa Thiền nhìn Thân Độ Uyển Nhi, giọng mang một chút kính sợ. Thân Độ Uyển Nhi nói, ngươi là tổ thần vương tôn nữ. Lục Hòa Thiền nói, ừ.
Thân Độ Uyển Nhi cười nói, muốn gặp Gia Gia ngươi sao? Lục Hòa Thiền ngạc nhiên, à liền một tiếng. Thân Độ Uyển Nhi nói, nếu như ngươi muốn gặp Gia Gia ngươi, ta có thể dùng đặc thù thủ đoạn, đưa ngươi đi không không lúc nào không, dẫu sao ngươi vậy từng đến từ không không lúc nào không, muốn trở về không khó lắm. Lục Hòa Thiền ngạc nhiên mừng rỡ kinh ngạc, nói có thật không? Nàng nhất thấp thỏm, chính là Gia Gia nàng. Nếu như có trở về không không lúc nào không, lần nữa cùng tổ thần vương đoàn viên cơ hội, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Thân Độ Uyển Nhi nói, tự nhiên là thật, ngươi ý như thế nào? Lục Hòa Thiền kích động nói, ma thần chủ, nếu như ngươi thật có thể để cho ta và Gia Gia ta đoàn viên, ta vô cùng cảm kích. Thân Độ Uyển Nhi cười nói, được, ngươi cùng ta đi thôi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lục Hòa Thiền ừ một tiếng, hướng Diệp Thần nói, Diệp đại ca, vậy, ta đi. Diệp Thần có chút mờ mịt, không biết Thân Độ Uyển Nhi tại sao phải như thế an bài. Người đưa vào không không lúc nào không, đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, nàng tất nhiên muốn trả một cái giá thật là lớn. Nhìn Thân Độ Uyển Nhi cười mỉa, giữ kín như bưng diễn cảm, Diệp Thần đột nhiên phúc tới tâm linh, lập tức bắt được cái gì. Lục Hòa Thiền là tổ thần vương tôn nữ, mà hôm nay tổ thần vương đã quy thuận đến Hồng Quân lão tổ dưới quyền. Thân Độ Uyển Nhi đem Lục Hòa Thiền đưa trở về, cùng tổ thần vương đoàn viên, vậy thì đồng nghĩa với nói, ở Hồng Quân lão tổ bên người, mai phục xuống một con cờ. Đây không phải là thường mịt mờ bố trí. Xem ra Thân Độ Uyển Nhi cũng biết, tương lai Hồng Quân lão tổ, nhất định phải cùng Diệp Thần quyết liệt, cho nên trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần nhìn Thân Độ Uyển Nhi ánh mắt, Thân Độ Uyển Nhi vậy nhìn hắn, thần bí khó lường cười một cái. Ngươi muốn bắt Lục Hòa Thiền làm con cờ? Diệp Thần lặng lẽ truyền âm hỏi. Ta không có, ta chỉ là muốn làm người tốt, để cho nàng và Gia Gia nàng đoàn tụ, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn trở sao? Thân Độ Uyển Nhi trực tiếp không thừa nhận. Diệp Thần ra mặt vừa kéo, lập tức không biết nói cái gì cho phải. Lục Hòa Thiền gặp Diệp Thần không lên tiếng, lại nói, Diệp đại ca, ta phải đi về Gia Gia ta bên cạnh. Diệp Thần cười khổ một tí. Nói, đi đi, cẩn thận một chút. Lục Hòa Thiền vui vẻ nói, ừ, ta biết. Thỏa thuận xong, Lục Hòa Thiền đi tới Thân Độ Uyển Nhi bên người, hai cô gái tay nắm tay, vừa nói vừa cười, khá là thân mật hình dáng. Đoàn người trở lại Thần Lam Tông Sơn Môn. Từ nay về sau, thất vực ba nhà thế lực, Thần Lam Tông, Quỷ Đạo Môn, Huyền Cung, hoàn toàn liên hiệp, phụng Diệp Thần là chí tôn. Thân Độ Uyển Nhi hướng Diệp Thần nói tạm biệt. Mang Lục Hòa Thiền và Thân Đồ Thiên Âm rời đi. Ở trước khi rời đi, nàng lớn vô cùng gan, ngay trước mặt của mọi người, cùng Diệp Thần ôm nhau hôn, một phen thân thiết sau đó, mới là không thôi rời đi. Đám người xem được ánh mắt nóng như lửa, Huyền Hàn Ngọc cười mỉa. Diệp Thần chính là khá là lúng túng, suy nghĩ Nhâm Phi Phàm còn ở đợi hắn trở về, liền hướng Huyền Hàn Ngọc nói. Huyền tiên tử, sau này ngươi là muốn đi theo bên người ta. Vẫn là ở lại chỗ này. Huyền Hàn Ngọc trầm tư một lát, than thở một tiếng, mảnh khảnh tay nắm giữ cầm, nói ta thân xác khôi phục, nhưng thực lực cùng đỉnh cấp thời điểm so sánh, tối đa chỉ có trong 1%, tương lai hung hiểm rất, ta cần càng nhiều hơn lực lượng. Ý nói, chính là nói, nàng sau này sẽ không lại ở lại Diệp Thần bên cạnh. Nàng đã có thân xác, không cần ký thác vào Diệp Thần trên mình, nàng muốn đi tìm càng nhiều hơn lực lượng, khôi phục đã từng là đỉnh cấp. Đã từng là Huyền Hàn Ngọc, giúp qua Diệp Thần rất nhiều, hiện tại sắp phân biệt, Diệp Thần cũng có chút không thôi, nói, ngươi phải đi nơi nào. Huyền Hàn Ngọc nói, còn không biết, nơi nào có thích hợp cơ duyên, ta liền đi nơi đó, ta cần không ngừng cường hóa nhục thân của ta, khôi phục thực lực. Thương Huyền Đại Đế Hải Cốt, đối ta lại nói, thật ra thì cũng là một cái gánh vác, thần linh Hải Cốt, không như vậy dễ dàng thừa kế, ta nhất định phải không ngừng tăng lên mình, mới khá phù hợp thần cách. Nếu không, thần phạt hạ xuống, ta tùy thời đều có vẫn diệt nguy hiểm. Diệp Thần nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, như gặp nguy hiểm, kêu gọi ta tên chữ. Hôm nay Diệp Thần, võ đạo thực lực vô cùng mạnh mẽ, nếu như Huyền Hàn Ngọc đụng phải nguy hiểm, hắn cũng có tư cách tương trợ. Đa tạ ngươi, gặp phải ngươi, coi như là ta cuộc đời này may mắn nhất sự việc. Huyền Hàn Ngọc ôn hòa cười một tiếng, thanh âm nhu hòa nói. Ừ. Vậy ta đi trước. Diệp Thần chắp tay tạm biệt Huyền Hàn Ngọc, lại hướng Lữ Thấm Huyên,
Quỷ tiên sinh các người tạm biệt, sau đó liền rời đi thất vực, trực tiếp biến dạng hư không, trở lại tinh nguyệt giới. Hư không qua lại. Rất nhanh, Diệp Thần trở lại tinh nguyệt giới bên trong. Hắn vừa về tới tinh nguyệt giới, liền thấy các nơi lãnh thổ, tiên khí nhô lên, trên trời dưới đất, thủy hà muôn vàn, kỳ lân kim quang lóng lánh, long phượng tường vân bay vút lên, một phiến khí vận cường thịnh cảnh tượng. Xem ra ta bắt được kỷ nguyên đạo thư, ta luân hồi khí vận, lại lớn tăng nhiều vào. Diệp Thần thấy tinh nguyệt giới tiên khí hòa hợp khí tượng, trong lòng cũng là vui sướng. Nhưng, thiếu nhìn phương xa, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, lại thấy có một nơi thiên địa, sụp đổ thành lỗ xoáy đen, cùng chung quanh kim quang đỏ nghê tràn ngập khí tượng, hoàn toàn xa lạ, lộ vẻ được đặc biệt u ám, không khỏi nhíu mày một cái. Suy suy suy, đây là, từng đạo lưu quang phóng tới. Diệp Tà Thần, Võ Giao, Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dính, Diệp Lạc Nhi các người, ra nghênh tiếp Diệp Thần. Thấy Diệp Thần yên ổn trở về, trên mình thậm chí có kỷ nguyên đạo thư hơi thở, mọi người đều là vui mừng. Diệp Thần ca ca, người bắt được bảo tàng rồi. Võ Giao mặt mày hớn hở hỏi. Diệp Thần gật đầu cười một tiếng, lại chỉ vậy phiến sụp đổ thiên địa, hướng Diệp Tà Thần nói. Ra ra, vậy phương thiên địa, vì sao sụp đổ tiêu diệt? Chẳng lẽ ta tinh nguyệt giới, bị người tấn công? Diệp Tà Thần than thở một tiếng, một hồi lo lắng âm thầm, nói, vậy phương thiên địa sụp đổ, cùng người không liên quan, là bởi vì là hỏa loại bị ăn mòn, đưa tới sụp đổ. Diệp Thần tim căng thẳng, mồi lửa bị ăn mòn. Diệp Tà Thần nói, đúng vậy, nhưng không phải là bị tử thần giáo đoàn ăn mòn, mà là bị đạo đức thiên tôn ý chí ăn mòn. Ta suy tính đến, đạo đức thiên tôn lại không phi thăng mà nói, mồi lửa sớm muộn phải bị hắn ý chí, ăn mòn đến tắt bước. Nếu như mồi lửa tắt, đời này tinh không, vậy sẽ hoàn toàn hủy diệt. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, xem ra đạo đức thiên tôn không chịu phi thăng, đối thế giới hiện thật ảnh hưởng, càng ngày càng lớn. Chúng ta không thể đem mình vận mệnh, ký thác vào trên tay người khác. Diệp Thần nói. Diệp Tà Thần nói, người nói đúng. Ta cũng chuẩn bị đem chúng ta tinh nguyệt giới, cắt cách ra thế giới hiện thật, tạo thành một cái độc lập không gian, không chịu mồi lửa ảnh hưởng, chúng ta có chúng ta mình luân hồi quy luật, không cần dựa vào thực tế. Nhưng, Nhâm huynh trạng thái còn không phải là rất ổn định, ta còn không có động thủ. Diệp Thần cầm ra kỷ nguyên đạo thư, nói, ra ra, ta đã bắt được Xuân Thu kỷ nguyên, có thể giúp được Nhâm tiền bối. Đây chính là trong truyền thuyết kỷ nguyên đạo thư sao? Diệp Tà Thần đem kỷ nguyên đạo thư lấy tới, vẻ mặt mang một chút tò mò, chậm rãi đem kỷ nguyên đạo thư mở ra. Cái này kỷ nguyên đạo thư, rõ ràng chỉ có một tấc dày, nhưng mở ra sau đó, bên trong trang sách, nhưng là có trăm triệu tỷ vạn phiến nhiều, đơn giản là vô cùng vô tận, hàng tỷ thế kỷ nguyên bí ẩn, cũng ở trong đó. Mỗi một phiến trang sách, cũng chảy ra thần bí ánh sao, thiên đạo quỹ tích, vĩnh hằng bí ẩn. Tại chỗ tất cả người thấy được. Đều là rung động không dứt. Cái này kỷ nguyên đạo thư, có thể để cho chúng ta luân hồi trận doanh, thực lực tăng lên một tầng thứ. Diệp Tà Thần đem mấy phiến trang sách xé xuống tới, phân phát cho Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Võ Giao chúng nữ, nói. Kỷ nguyên đạo thư bí ẩn vô cùng, mỗi người các ngươi cầm một trang, cực kỳ lĩnh ngộ. Một trang đạo thư, chính là một cái vũ trụ sao 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 bí ẩn, nếu như có thể cảm ngộ vậy vũ trụ kỷ nguyên bí ẩn. Đối tự thân tu vi, đạo tâm đột phá, đều có thiên đại chỗ tốt. Chúng nữ một người bắt được một trang đạo thư, đều là ngạc nhiên. Cháu trai, cái này đạo thư chân quý nhất, chính là trang thứ nhất, hàm chứa kỷ nguyên sơ khai, đại lộ nguyên thủy bí ẩn, người có thể được nghiêm túc cảm ngộ. Diệp Tà Thần mình vậy xé xuống một phiến trang sách, sau đó đem đạo thư đưa cho Diệp Thần, ngưng tiếng dặn dò. Diệp Thần gật đầu, lại nói, ra ra. Ta đi tìm Nhâm tiền bối. Diệp Tà Thần ừ một tiếng. Lập tức, Diệp Thần cầm kỷ nguyên đạo thư, đi gặp Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm ẩn cư ở mình mở ra huyết nguyệt thế giới nhỏ bên trong, yên lặng bế quan điều tức, né tránh thiên cơ. Diệp Thần đi tới nơi này phiến huyết nguyệt thế giới, liền thấy Nhâm Phi Phàm ngồi xếp bằng ở trong hư không, sau lưng huyết nguyệt nổi bật, khí tượng khá là thật lớn. Nhâm tiền bối. Diệp Thần chắp tay một cái. Thấy Nhâm Phi Phàm trạng thái, so với trước kia tốt lắm rất nhiều, tóc đã hoàn toàn khôi phục màu đen, lại là một bộ anh tuấn không câu chấp hình dáng. Trở về,
Nhâm Phi Phàm thấy Diệp Thần trở về, mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Diệp Thần nghe được Nhâm Phi Phàm giọng, lại đổi được dị thường già nua, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói, Nhâm tiền bối, ngươi. Nhâm Phi Phàm nhẹ nhàng khoát tay, nói ta không có sao, chỉ là né tránh thiên cơ, chống cự chân lý triệu hoán, có chút mệt mỏi thôi, ngươi bắt được kỷ nguyên đạo thư liền sao. Diệp Thần trong lòng cảm thấy áy náy, biết Nhâm Phi Phàm vì kháng cự phi thăng, tất nhiên bỏ ra giá thật lớn. Lấy được rồi. Hắn vội vàng sử dụng kỷ nguyên đạo thư, giao cho Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm mở ra đạo thư, điểm điểm tinh quang ánh chiếu mặt hắn bàng, hắn trong mắt cũng là tránh sáng lên, thở dài nói, được, rất tốt. Có cái này kỷ nguyên đạo thư, ta liền có thể ung dung né tránh chân lý cảm cho đòi, lại cũng không cần bị bất kỳ cắn trả. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn một chiêu, 1000 phiến trang sách, liền từ đạo thư bên trong bay ra. Cái này 1000 phiến trang sách, đại biểu 1000 đời kỷ nguyên. Trước đây thế kỷ nguyên, đều là Nhâm Phi Phàm trước kia rơi xuống không không lúc nào không, đã từng trải qua. Ngàn phiến trang sách, rào 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 vang dội, còn quấn Nhâm Phi Phàm thân thể, tuân theo một loại cổ xưa như hằng tinh quỹ tích, không ngừng xoay tròn. Ở nơi này ngàn phiến trang sách vờn quanh hạ, Nhâm Phi Phàm hơi thở, hoàn toàn ẩn nặc đứng lên, người thật giống như đã trốn vào đi qua kỷ nguyên bên trong, không ở chỗ này đời tinh không. Diệp Thần rõ ràng đứng ở Nhâm Phi Phàm trước mặt, nhưng lại không cảm giác được chút nào Nhâm Phi Phàm hơi thở, không khỏi được ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện. Xem ra cái này kỷ nguyên đạo thư, đích xác có thể che giấu Nhâm Phi Phàm hơi thở, để cho hắn thuận lợi né tránh thiên cơ, không cần lại hao phí mình lực lượng đi đối kháng. Tốt lắm, cái này kỷ nguyên đạo thư ngươi tự cầm đi, ta đã không sao. Nhâm Phi Phàm khẽ mỉm cười, đem đạo thư đưa cho Diệp Thần. Ừ. Diệp Thần nghe được hắn giọng, đã không lại già nua, lại khôi phục tuổi trẻ, trong lòng cũng là mừng rỡ. Cái này đạo thư trang thứ nhất, đại biểu kỷ nguyên sơ khai bí ẩn, người có thể được cẩn thận tính toán, người dứt khoát ở lại bên người ta, tính tâm lĩnh ngộ chính là, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến thiên huyền cảnh. Nhâm Phi Phàm nói, được. Diệp Thần hưng phấn trong lòng, gật đầu đáp ứng, lại móc ra một khối lóe lên lôi quang ngọc giản, giao cho Nhâm Phi Phàm. Đây là lôi thần thiên tôn cho ngọc giản của ta, bên trong hàm chứa một môn tam thập tam thiên thần thuật, cuồng lôi thiên tuyệt chém bí ẩn. Nhâm tiền bối, cái này hoặc giả đối ngươi hữu dụng. Nhâm Phi Phàm ánh mắt hơi sáng, cầm lấy ngọc giản, hơi đảo qua coi, lẩm bẩm nói, cuồng lôi thiên tuyệt chém sao? Là ta hy hoàng lôi ấn bí ẩn ngọn nguồn, ừ, quả nhiên là cuồng mãnh bá đạo, đa tạ. Nhận lấy ngọc giản, trong lòng đối Diệp Thần cũng là 10 phần cảm kích. Diệp Thần tính hạ tâm lai, liền ở lại Nhâm Phi Phàm bên người, ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị cảm ngộ kỷ nguyên đạo thư. Ở chính thức tiến vào trạng thái tu luyện trước, hắn đem rất nhiều trang đạo thư xé xuống, một trang tặng cho còn đang bế quan điều dưỡng giả Thiên Ma Đế, lại đem không ít sách trang, đưa đi luân về thiên giới, cũng chính là đã từng là địa ngục giới. Địa ngục thần vũ trụ, thiện nhu, gấm hoa các người, đều được Diệp Thần đạo thư tặng. Còn có chúng sanh giới chân lý Phật tổ, Diệp Thần vậy đưa một trang đạo thư đi qua. Tóm lại, chỉ cần là luân hồi trận doanh cường giả, Diệp Thần đều có tặng ban thưởng. Dù sao, kỷ nguyên đạo thư trang sách đủ nhiều, cũng không sợ tiêu hao. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng không có lạm dụng, dù sao lấy hướng kỷ nguyên dấu vết, nếu như quá mức phiếm lạm, rất dễ dàng ảnh hưởng hiện thế phép tắc ổn định. Huống chi, kỷ nguyên đạo thư thần bí thâm ảo, cũng không phải người bình thường có thể lãnh ngộ. Nếu như là thiên phú kém người, vượt quá không cách nào lĩnh ngộ kỷ nguyên bí ẩn, thậm chí có thể bị cắn trả. Diệp Thần chủ phải chiếu cố, là luân hồi trận doanh nhân vật trọng yếu, lớn mạnh tầng chót nhất thực lực. Mọi chuyện đã định, Diệp Thần tính hạ tâm lai, bắt đầu cảm ngộ kỷ nguyên đạo thư. Hắn đầu tiên mở ra trang thứ nhất, phía trên này ghi lại lúc ban đầu kỷ nguyên, mơ hồ, khói mù vần quanh. Lại thấm ra hỗn độn hơi thở, nhìn không rõ lắm. Cái này lúc ban đầu kỷ nguyên, có thể gọi là chân lý kỷ nguyên. Chân lý, là nhất cuối cùng đại lộ, nhất cuối cùng quy luật, tất cả phép tắc hội tụ, tạo hóa vạn vật, siêu thoát vạn vật. Cái này thật lý kỷ nguyên, đặc biệt thần bí, hết thảy đều là mơ hồ, không thấy rõ, không lúc nào cũng bao phủ một tầng sương mù. Diệp Thần muốn theo dõi cái này thật lý kỷ nguyên bí ẩn. Nhưng phát hiện căn bản không thấy được chút nào hoa văn,
trước mắt từ đầu đến cuối bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, thật giống như có một giọng nói, ở hắn bên tai cảnh cáo hắn, kêu hắn không muốn vọng tưởng dòm ngó chân lý. Minh Ngọc Tâm Kinh, Lưu Ly Diệu Pháp, Tự Do Dực, Động Phá Sương Mù Dày Đặc. Diệp Thần vận chuyển Minh Ngọc Tâm Kinh, trong lòng lại thích chữ muốn tự do dực bí ẩn, định xua tan sương mù dày đặc. Hô! Ở tự do dực gió bão hạ, vậy phiến kỷ nguyên thế giới sương mù dày đặc, mơ hồ nhạt đi một ít. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nhưng phát hiện sương mù dày đặc bên trong, đột nhiên thần quang nổ bắn ra, có 10 khối cổ xưa bia đá bắn ra. Một mặt in chưa thiên bia đá, thiếu chút nữa thì đập phải Diệp Thần trên mặt, cuồng bạo quy luật uy áp, cơ hồ đem hắn thần hồn nghiền nát. Đây lại là thiên bia. Diệp Thần thất kinh, thật may hắn sớm có phòng bị, lập tức đem tinh thần trừ ly đi ra, cũng không có bị thương, nhưng sống lưng đã sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Lúc đầu 10 khối luân hồi huyền bi, lại là từ chân lý kỷ nguyên lưu truyền ra. Diệp Thần thấy rõ, những cái kia bia đá toàn bộ là luân hồi huyền bi. 10 khối luân hồi huyền bi, từ chân lý kỷ nguyên bên trong ra đời, một mực lưu truyền đến hiện tại, lịch sử sâu xa vô cùng thần bí. Đặc biệt là thiên bia, còn có bàng bạc vô cùng đại uy đè, so cái khác 9 khối luân hồi huyền bi, cộng lại cũng lợi hại, là nồng cốt hạch tâm. Bất quá, ta làm sao không thấy luân hồi mộ địa? Diệp Thần ánh mắt, lần nữa nhìn về phía vậy kỷ nguyên đạo thư, nhưng ở vậy thật lý kỷ nguyên bên trong, cũng không có bắt được bất kỳ luân hồi mộ địa hơi thở. Nếu như luân hồi mộ địa, cũng là từ chân lý kỷ nguyên bên trong sinh ra nói, hắn hẳn có thể cảm giác được, từ đó theo dõi sau lưng bí mật. Nhưng, Diệp Thần lặp đi lặp lại xem kỹ xem dưới, vậy không việc gì thu hoạch. Hắn tiếp tục lật sau khi nhìn mặt mấy tờ, vậy cũng là thời không sơ khai man hoang cảnh tượng, mảng lớn sương mù dày đặc bao phủ thiên địa, không có nhật nguyệt, không có sinh linh, hết thảy cũng phơi bày nguyên thủy hồ đồ trạng thái. Những thứ này thời không sơ khai kỷ nguyên, đều có thể coi như là chân lý kỷ nguyên kéo dài, giữa trời đất chỉ có quy luật, không có có thể nắm trong tay quy luật sinh linh, bởi vì sinh linh còn không ra đời. Luân hồi, không gian, thời gian, vận mệnh, nhân quả, tạo hóa, sống chết, khô vinh, tu di, giới tử. Những thứ này vĩ đại quy luật cùng quy luật, muốn diễn biến thành vũ trụ tinh không, thiên địa vạn vật, cần cực kỳ rất dài năm tháng. Diệp Thần một trang trang lật xem mà qua, những cái kia kỷ nguyên ảo diệu, thần bí mênh mông, cho dù lấy hắn đạo tâm, đều có điểm không chịu nổi. Hắc, thằng nhóc, người muốn tìm cái chết sao? Kỷ nguyên đạo thư trăm triệu tỷ vạn trang, vô cùng vô tận, chẳng lẽ người còn muốn toàn bộ lĩnh ngộ? Vừa lúc đó, luân hồi mộ địa bên trong, lại có thể truyền ra hoang lão thanh âm. Hoang lão thức tỉnh, hắn mắt nhìn vậy kỷ nguyên đạo thư, cũng là mang một chút hứng thú. Bất quá đối với Diệp Thần vẫn là khinh thường. Hoang lão. Diệp Thần thấy Hoang lão tỉnh lại, tinh thần chấn động, lên tiếng chào. Gia gia ngươi và Nhâm Phi Phàm, cũng gọi ngươi đi lĩnh ngộ chân lý kỷ nguyên bí ẩn, bọn họ cũng quá để mắt ngươi. Chân lý đại biểu đại lộ trung cực, nơi nào là tốt như vậy theo dõi. Ta khuyên ngươi còn chưa muốn mộng tưởng hảo huyền, ngươi liền thiên huyền cảnh cũng chưa tới, còn không tư cách dòm ngó chân lý bí ẩn. Hoang lão hừ một tiếng, giọng vẫn là tràn đầy khinh thường. Hoang lão, vậy ngươi thấy thế nào? Diệp Thần không biết làm sao cười một tí, thử thăm dò hỏi. Hoang lão xuất thân không không lúc nào không, hắn đối kỷ nguyên đạo thư, có lẽ có khác một phen cách nhìn. Tham hơn không nhai nát, trăm triệu tỷ vạn thế kỷ nguyên, ngươi là không nhìn xong, hôm nay ngươi, chỉ cần cảm ngộ võ đạo kỷ nguyên là được. Chỉ có võ đạo kỷ nguyên mới là thích hợp nhất sự tồn tại của ngươi. Hoang lão nói. Võ đạo kỷ nguyên. Diệp Thần ánh mắt hơi sáng. Không sai, đã từng là không không lúc nào không, chỉ tu luyện thần thông thuật pháp, rất ít luyện nhục thân võ đạo. Sau đó, rất nhiều không không lúc nào không cường giả, từ tương lai thời gian sông dài bên trong, thấy một tôn vĩ đại bóng người, đó là võ tổ bóng người. Bọn họ dòm ngó gặp võ tổ dáng người, hùng vĩ bá đạo. Cuồng thả không kềm chế được, thân xác cường đại đến đủ để đối kháng nhân quả phép tắc bước. Như vậy, võ đạo bắt đầu ở không không lúc nào không lưu hành, cơ hồ người người cũng luyện võ đạo kỷ nguyên vì vậy mở. Hoang lão ánh mắt híp lại, nhớ lại chuyện cũ, cũng là mang một chút nhớ lại. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, không nghĩ tới ở không không lúc nào không bên trong, lại có thể tồn tại qua một đoạn như vậy kỷ nguyên.
võ đạo kỷ nguyên, chính là ta võ tổ sư tôn mở ra. Có thể như thế nói, hi hi, nhưng võ đạo kỷ nguyên mở ra thời điểm, võ tổ thật ra thì còn không ra đời, chúng ta chỉ là từ tương lai thời gian sông dài bên trong, dòm ngó thấy hắn vô địch bóng người, hắn ở không không lúc nào không bên trong có rất nhiều tín đồ. Sau đó hắn rốt cuộc ra đời, cũng du ngoạn tiên đế đỉnh, lại không chịu phi thăng không không, rất nhiều tín đồ trong lúc thương tâm, thậm chí tự sát. Hoàng lão than thở cảm trong lòng nói. Võ tổ ban đầu có tư cách phi thăng, nhưng hắn lựa chọn ở lại hiện thế. Sau đó, bị đa bảo thiên quân hãm hại, hắn lầm lấy là hồng quân lão tổ xảy ra chuyện, mới mạo hiểm bước vào không không, kết quả bị kẹt. Diệp thần từ hoàng lão trong miệng, mới biết võ tổ như thế vĩ đại, lại có thể ở không không lúc nào không bên trong, khai sáng ra liền võ đạo kỷ nguyên. Không không thời không võ đạo, cũng là xuất xứ từ võ tổ. Võ đạo kỷ nguyên, hẳn là ở một trang này. Hoàng lão ngón tay nhẹ một chút, diệp thần trong tay kỷ nguyên đạo thư, liền rào rào lật động lực, cuối cùng định cách ở một trang phía trên. Trang này đạo thư, vừa mở ra, thì có hào hùng võ đạo hơi thở, đập vào mặt, cương mãnh, mạnh mẽ, không có chút nào xinh đẹp. Diệp thần tinh thần lực thấm vào, nhất thời liền thấy ở nơi này kỷ nguyên bên trong, người người luyện võ, võ đạo vô cùng hưng thịnh, khắp nơi đều là võ tổ pho tượng. Cái này kỷ nguyên võ đạo hơi thở, diệp thần theo dõi dưới, tự thân võ đạo tựa hồ cũng có đột phá dấu hiệu, đan điền nóng hừng hực. Hoàng lão, ta thấy được ngươi. Diệp thần cẩn thận xem kỹ xem, ở nơi này kỷ nguyên trong thế giới, hắn lại có thể thấy được lúc còn trẻ hoàng lão, dẫn rất nhiều giống vậy trẻ tuổi các võ giả, ở một tòa lửa trong tháp mặt sông sáo. Có thể bị bắt ghi vào kỷ nguyên đạo thư người, đều là nhìn trời vạn thế có nặng ảnh hưởng lớn người. Hoàng lão có thể bị thu ghi, diệp thần tự nhiên không ngờ bên ngoài. À, phải không? Hoàng lão nghe diệp thần nói thấy được mình, vuốt râu cười một tiếng. Ngươi thật giống như ở một tòa lửa trong tháp mặt, đang không ngừng xông tháp, muốn leo lên đỉnh tháp. Diệp thần cảm ngộ kỷ nguyên đạo thư bên trong hình ảnh, học hỏi hoàng lão xông tháp dáng người. Là xích phú tháp, đã từng ta tán thần nhất mạch lịch luyện bảo tháp, bên trong tràn đầy lửa trời hơi thở, có thể rèn luyện huyết mạch thân xác. Ta tán thần nhất mạch huyết mạch năng lượng, vốn là tương đối nhỏ yếu, cho nên phàm là ta tán thần tộc trẻ tuổi võ giả, đều phải vào xích phú tháp lịch luyện. Hoàng lão giải thích, thì ra là như vậy. Diệp thần tinh thần lực như cũ tập trung ở hoàng lão xông tháp bóng người trên, nhìn hoàng lão đã từng xông tháp sử dụng thủ đoạn, cảm ngộ tự thân võ đạo. Trang này võ đạo kỷ nguyên, đáng ngươi từ từ nhai cảm ngộ, đối ngươi có chỗ tốt. Hoàng lão chậm rãi nói. Và Diệp tà thần, Nhâm Phi phàm không cùng, hắn xuất thân không không lúc nào không, so người bất kỳ đều biết, chân lý đại đạo thần bí cùng thâm thúy, căn bản không phải thời khắc này Diệp thần, có thể lãnh ngộ. Hắn để cho Diệp thần cảm ngộ võ đạo kỷ nguyên, ổn thỏa nhất thích hợp. Thời gian kế tiếp, Diệp thần chính là chuyên tâm cảm ngộ võ đạo kỷ nguyên bí ẩn, học hỏi ngày xưa võ đạo kỷ nguyên tinh khí thần. Mấy ngày ngắn ngủi sau đó, đang không ngừng cảm ngộ bên trong. Diệp thần tự thân tu vi, cũng ở đây mãnh vào. Hắn lại bước ra 10 bước, từ bách ra cảnh tầng thứ 9, đến thiên huyền cảnh 100 bước rộng cách bên trong, hắn đã ước chừng bước ra 80 bước. Thiên huyền cảnh, xúc tu có thể đụng. Chỉ là mấy ngày thời gian, võ đạo tu vi thì có đột phá, Diệp thần nội tâm cũng là mừng rỡ. Cái này cuốn kỷ nguyên đạo thư, không hổ là thế giới hiện thật cuối cùng một chương chân lý đạo thư, đối tu luyện tăng thêm quá lớn. Diệp thần dự định tiếp tục cảm ngộ, lúc này, ông một tiếng, bầu trời huyết nguyệt ánh sáng chớp động, Nhâm Phi phàm bóng người hạ xuống. Mấy ngày nay thời gian, Diệp thần đều ở đây mảnh máu này tháng trong thế giới tu luyện. Nhâm tiền bối, người xuất quan. Diệp thần đánh giá Nhâm Phi phàm, chỉ cảm thấy hắn hơi thở, đã không có chút nào suy yếu. Xem ra kỷ nguyên đạo thư, đối Nhâm Phi phàm tăng thêm cũng là to lớn. Ngươi không đi cảm ngộ chân lý kỷ nguyên sao? Nhâm Phi phàm nhìn Diệp thần một mắt, cau mày nói. Không, chân lý quá mức thần bí, ta cũng theo dõi không rõ, hoàng lão kêu ta đi cảm ngộ võ đạo kỷ nguyên, ta võ đạo tăng tiến không thiếu. Diệp thần nói. Chính là bởi vì thần bí, ta mới kêu ngươi đi cảm ngộ. Không cần sợ chân lý vô cùng, tiến một bước có một bước vui mừng. Nhâm Phi phàm chắp hai tay sau lưng, giọng nghiêm nghị. Diệp thần cười khanh khách.
Nhâm Phi Phàm thở dài nói, thôi, có thể là ta quá nóng nảy liền chút, người trước từ võ đạo kỷ nguyên ra tay, có thể vậy là chuyện tốt. Diệp Thần gặp Nhâm Phi Phàm chán tới giữa, tựa hồ khác có vẻ buồn rầu, liền hỏi, Nhâm tiền bối, người nhanh như vậy xuất quan, có phải là có chuyện gì hay không? Nhâm Phi Phàm búng ngón tay một cái, giọng mang vẻ uy nghiêm, nói, đúng vậy, ta suy tính đến không không lúc nào không bên kia, có thể sẽ có sứ giả hạ xuống, hướng về phía ta tới. Diệp Thần sửng sốt một chút, cái gì sứ giả? Nhâm Phi Phàm nói, hẳn rất nhanh thì đến, chờ đi. Hắn tiếp tục chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, ngắm nhìn mảnh máu này tháng thế giới phương xa. Diệp Thần nhìn Nhâm Phi Phàm bộ dáng này, tâm tình cũng là khó hiểu có chút khẩn trương. Hắn liền và Nhâm Phi Phàm yên tĩnh chờ đợi, đợi gần nửa canh giờ, chợt gặp phương xa chân trời, bỗng nhiên toát ra một cổ khác thường thần quang. Cái này cổ thần quang, mang theo mãnh liệt uy áp, lại có một cổ đại lộ không sứt mẻ hùng hồn khí thế, tựa như bên trong hàm chứa thế gian hoàn mỹ nhất quy luật. Một quyển to lớn đạo thư, ở đó cổ thần quang bên trong hiển hóa đi ra, lơ lửng bốn cái thiết họa ngân câu chữ to màu vàng, là hoàn mỹ thế giới bốn chữ. Hoàn mỹ thế giới. Cái này, đây là thần tích tụng đời điển chương 6. Diệp Thần nhìn cái này cuốn đạo thư, con người nhất thời co rúc lại. Thần tích tụng đời điển tổng cộng có cửu chương, trước chương 5 hắn đã đạt được, phía sau 4 chương ở không không lúc nào không bên trong. Giờ phút này, chân trời xa hiện lên đạo thư, tản mát ra một cổ hoàn mỹ hơi thở, đại lộ không sứt mẻ, chân lý không rảnh, tựa hồ chính là thần tích tụng đời điển bên trong thiên mục. Diệp Thần trong cơ thể năm cuốn đạo thư, Thiên Vấn, Tiêu Diêu Du, Vũ Hóa Phi Thăng, Hồng Trần Kiếp, Xuân Thu Kỷ Nguyên, đều cùng phương xa vậy cuốn hoàn mỹ đạo thư, lẫn nhau đồng tình đứng lên. Tới, không không lúc nào không thật hiểu sứ giả, hoàn mỹ thế giới đạo thư hóa thân. Nhâm Phi Phàm thấy vậy cuốn đạo thư, trong mắt uy nghiêm vẻ sâu hơn. Diệp Thần tim đập bịch bịch, thiên cơ thấy rõ dưới, hắn một tí cũng biết. Thần tích tụng đời điển chương 6 đạo thư, tên là hoàn mỹ thế giới, đại biểu hoàn mỹ nhất, thánh khiết nhất, nhất không rảnh thiên địa thế giới. Đó là một cái trong ảo tưởng thế giới, không có tranh đấu, không có giết hại, không có dục vọng, nơi có sinh linh sống chung hòa bình, thiên địa vũ trụ không có bất kỳ hắc ám khí tức, vĩnh viễn đều là quang minh hình dáng, có thể nói hoàn mỹ. Vậy cuốn hoàn mỹ đạo thư, nhìn như chậm chạp, thực ra là cực nhanh, biến dạng hư không, phóng tới. Tới được gần, Diệp Thần mới nhìn thấy, ở đó đạo thư phía trên, ngồi xếp bằng một người. Đó là một người mặc màu xanh da trời đạo bào nam tử, tay cầm phất trần, mặt như quan ngọc, oai hùng anh vĩ, cả người trên dưới cũng thấm ra một cổ hoàn mỹ hơi thở, không có một chút tì vết nào. Hắn hơi thở, hoàn toàn cùng đạo thư hòa hợp, mà vậy cuốn hoàn mỹ đạo thư, lại chân thực quá mức khổng lồ, tựa như có thể bao dấu sơn hà, cho nên ở lúc mới bắt đầu nhất, Diệp Thần cũng không nhìn thấy vậy đạo bào chàng trai tồn tại. Bây giờ thấy, hắn liền cảm thấy khiếp sợ. Vậy đạo bào chàng trai hơi thở, chân thực quá hoàn mỹ, cả người từng cái quy luật, như trời quỹ tích vậy vận chuyển, chu được không giao dịch, tràn đầy đại đạo bí ẩn. Tội nhân Nhâm Phi Phàm, người từ chối không phi thăng, bốc lên độc chân lý, mau quỳ xuống nhận tội. Vậy đạo bào nam tử ngự sách bay tới, ánh mắt mang theo một chút lạnh lùng, nhìn chằm chằm Nhâm Phi Phàm, bỗng nhiên quát lên, thanh âm như hồng trung đại lữ, chấn động tâm hồn người. Diệp Thần nghe được cái này nam tử, lại có thể ở trách cứ Nhâm Phi Phàm không chịu phi thăng chuyện, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ta không phi thăng, là chuyện ta, sợ rằng cùng các hạ không liên quan, ta lại có tội gì? Nhâm Phi Phàm ánh mắt bình tĩnh nói. To gan, ta là chân lý biết sử dụng người, hoàn mỹ thế giới đạo thư hóa thân, người gọi hoàn mỹ đại thánh, ta chân lý sẽ phụng thiên làm việc, người bất kỳ tu vi đến, nên phi thăng, nếu như cứng rắn muốn chìm đắm vào hiện thế, chỉ sẽ phá hoại chân lý đại đạo thăng bằng. Đạo bào nam tử tự xưng hoàn mỹ đại thánh, lời nói tới giữa tràn đầy kiêu căng. Các ngươi chân lý sẽ, chỉ sợ còn không tư cách đại biểu chí cao chân lý đại lộ. Nhâm Phi Phàm thần sắc như cũ bình tĩnh. Càn rỡ, dám khinh thị ta chân lý sẽ, ngươi có mấy cái mạng. Hoàn mỹ đại thánh nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, nhất thời tức giận, bàn tay vung lên, một cái thế giới vô căn cứ mở ra đi ra, quay đầu hướng Nhâm Phi Phàm đập tới. Cái thế giới này, chính là một cái hoàn mỹ thế giới, nhật nguyệt, tinh thần, núi cao, hà xuyên, các loại sinh linh, cùng
cũng phơi bày ra một cổ hoàn mỹ không dễ hay uẩn. Cái này hoàn mỹ thế giới đập rơi xuống, đơn giản là mặt trời gay gắt thiên bạo, thanh thế mãnh liệt tới cực điểm. Nhâm Phi Phàm thấy vậy hoàn mỹ đại thánh thủ đoạn, ánh mắt nhất thời run lên, cũng là một chưởng đánh ra, hy hoàng lôi ấn thần thông ẩn chứa trong đó, một cổ cuồng bạo sấm sét uy thế, cuộn sạch ra. Oanh! Muôn vàn sấm sét, mọi thứ điện mang, một tí nổ, liền đem vậy hoàn mỹ thế giới phá hủy, vô số quy luật linh khí nổ bắn ra, làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần cũng là cảm thấy một cổ to lớn uy áp, lật đật lui về phía sau một khoảng cách, khá có chút kinh ngạc nhìn hai người. Nhâm Phi Phàm sấm sét thuật pháp, so trước kia càng thêm lợi hại, hiển nhiên là tu luyện lôi thần thiên tôn thần thuật cuồng lôi thiên tuyệt trảm, đối hắn tu vi cũng là có nhiều chỗ tốt. Giống vậy để cho Diệp Thần giật mình, chính là vậy hoàn mỹ đại thánh, cùng Nhâm Phi Phàm chính diện giao phong, lại có thể chỉ là hơi rơi xuống hạ phong, thoáng bay ngược hai bước, cũng không có bất kỳ bị thương hình dáng. Phản, phản, ngươi dám mạo hiểm phạm ta chân lý hội, thật không sợ trời nổi giận hàng phạt sao? Hoàn mỹ đại thánh giận dữ dị thường, cặp mắt cơ hồ phun lửa, tựa hồ không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm thật dám đối với hắn động thủ. Diệp Thần đại khái xem rõ ràng, cái này hoàn mỹ đại thánh, đến từ một cái kêu là chân lý hội thế lực, tự xưng đại biểu chân lý đại lộ, muốn gọi Nhâm Phi Phàm phi thăng. Nhưng, Nhâm Phi Phàm còn muốn lưu ở hiện thế, cho nên liền cùng cái này chân lý hội, xảy ra mâu thuẫn. Ta nói, các ngươi chân lý hội, còn không tư cách đại biểu trung cực chi đạo. Nhâm Phi Phàm lạnh lùng nói. Được, Nhâm Phi Phàm, liền năm đó Hồng Quân lão tổ, cũng không dám đắc tội ta chân lý hội. Ngươi lại dám xúc phạm, thật lấy là ta không trị được ngươi. Ta hạ xuống đến hiện thế, tu vi hạn chế quá nhiều, đúng là không phải ngươi địch thủ. Nhưng ta chân lý hội dưới quyền, thần ma vô số, ngươi còn không tư cách ở ta trước mặt phách lối. Dạ mẫu, hạ xuống đi. Hoàn mỹ đại thánh khuôn mặt dữ tợn, gầm hét lên. Trong hư không, nhất thời hắc khí đại tác, âm phong nổ tung, như vĩnh đêm vậy ma khí hạ xuống. Từng cái chim sơn ca đang bay múa. Mảnh máu này tháng thế giới, trên bầu trời treo đỏ tươi huyết nguyệt, bởi vì cái này cổ ma khí tràn ngập, tựa như cũng hóa thành bóng tối màu sắc. Một người mặc quần áo đen, phong tư tuyệt đẹp thiếu nữ, ở lăn lăn ma khí vây quanh, chậm rãi hiển lộ ra thân hình. Lại là Dạ Mẫu, Phong Ngự Oanh. Dạ Mẫu, cái này Nhâm Phi Phàm cực kỳ đáng ghét, ta chân lý hội tốt nói khuyên hắn phi thăng, vốn là muốn cho hắn một phen tạo hóa. Hắn nhưng không cảm kích chút nào, ngược lại cố ý xúc phạm, bắt hắn lại cho ta. Hoàn mỹ đại thánh tức giận chỉ Nhâm Phi Phàm, hò hét ra lệnh. Phong Ngữ Oanh nhưng lộ ra một chút nghiền ngẫm diễn cảm, chậm rãi hạ xuống Diệp Thần bên người, nhẹ nhàng khoác lên Diệp Thần cánh tay, hướng hoàn mỹ đại thánh cười nói, xin lỗi, đại thánh, thật ra thì ta là luân hồi trận doanh đồng minh. Diệp Thần cánh tay cảm thấy một hồi mềm mại, nhìn xem Phong Ngữ Oanh vậy ôn hòa hình dáng. Trong chốc lát có chút kinh ngạc. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Phong Ngữ Oanh lại có thể cùng chân lý hội có liên quan. Hoàn mỹ đại thánh thậm chí đem nàng cho gọi ra tới, muốn để cho nàng đi đối phó Nhâm Phi Phàm. Ngươi là đồng minh của bọn họ. Hoàn mỹ đại thánh có chút ngẩn ra. Đúng vậy. Phong Ngữ Oanh gật đầu. Cái này luân hồi chi chủ, là bạn ngươi. Hoàn mỹ đại thánh vẫn có chút không tin. Đúng vậy. Phong Ngữ Oanh tiếp tục gật đầu, còn kéo Diệp Thần cánh tay, như vậy gần gũi động tác, đủ để chứng minh nàng và Diệp Thần quan hệ. Hoàn mỹ đại thánh nhất thời lúng túng, hắn kêu gọi Dạ Mẫu hạ xuống, là muốn bắt lại Nhâm Phi Phàm, nào nghĩ tới, Phong Ngữ Oanh vẫn đứng ở liền Diệp Thần bên này. Phi Phàm tiên đế, ngươi tu vi đến, không bằng lúc này phi thăng thôi. Phong Ngữ Oanh mắt đẹp vừa chuyển, nhìn về phía Nhâm Phi Phàm, cười nói. Nàng đứng ở Diệp Thần bên này, nhưng đã từng vậy nhận chân lý hội ân huệ, cho nên, hôm nay nàng tuy không chịu ra tay, nhưng vẫn là muốn khuyên Nhâm Phi Phàm phi thăng, muốn hòa bình giải quyết cái này tranh chấp. Ta còn có chưa hết chuyện. Nhâm Phi Phàm thanh âm bình tĩnh, vẫn là không chịu phi thăng. Phong Ngữ Oanh cười nói, ngươi yên tâm, coi như ngươi phi thăng, ta cũng sẽ ở lại Diệp Thần bên người, vì ngươi chiếu cố hắn. Nhâm Phi Phàm nói, ta không tin được người khác. Phong Ngữ Oanh vậy lúng túng, nhất thời im miệng, ho khan hai tiếng, nói chân lý hội kêu mà sống, đại biểu cuối cùng đại lộ bí ẩn, chân lý quy luật, bọn họ không đứng ở bất kỳ thế lực một bên, chỉ phụng thiên hành chuyện,
ta năm đó vậy nhận chân lý hội ân huệ, người hôm nay phi thăng, cũng có thể đạt được chân lý hội chiếu cố, chỗ tốt vô cùng, ta có thể bảo đảm. Hoàn Mỹ Đại Thánh nghe Phong Ngữ Oanh là chân lý hội nói chuyện, mừng thầm trong lòng, lại vội vàng tiếp lời nói. Đúng vậy, Nhâm Phi Phàm, chỉ cần ngươi chịu phi thăng, ta chân lý hội có thể vì ngươi cung cấp che chở, ngươi muốn chỗ tốt gì, chúng ta đều có thể cho ngươi. Nhâm Phi Phàm liền không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, nói, ta không phi thăng, các ngươi muốn cưỡng bách ta, vậy trước tiên đem ta đánh ngã nói sau. Phong Ngữ Oanh và Hoàn Mỹ Đại Thánh thấy Nhâm Phi Phàm như thế kiên quyết, đều có điểm không thể nào ra tay. Hoàn Mỹ Đại Thánh ra mặt co giúp một tí, hướng Phong Ngữ Oanh nói, dạ mẫu, xem ra vẫn là phải ngươi ra tay, đem cái này Nhâm Phi Phàm mang về chân lý hội, hắn tự nhiên có thể rõ ràng chúng ta lương khổ để tâm. Phong Ngữ Oanh nói, nếu Phi Phàm tiên đế không chịu, vậy ta cũng không có thể ra tay. Hoàn Mỹ Đại Thánh trầm giọng nói, tại sao? Phong Ngữ Oanh khẽ mỉm cười, mắt đẹp nhìn về bên người Diệp Thần, nói, bởi vì, ta là Diệp Thần bằng hữu, ta sẽ không làm thương tổn hắn hộ đạo giả. Ánh mắt lại nhìn hướng Nhâm Phi Phàm, huống chi, ta cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Hoàn Mỹ Đại Thánh nhất thời tức giận, nói, ngươi thật không chịu ra tay. Chẳng lẽ cái này luân hồi chi chủ, so ta chân lý hội còn trọng yếu? Phong Ngữ Oanh con mắt vừa chuyển, phong tư muôn vàn, lại không có che giấu mình thái độ, cười nói. Đúng vậy, luân hồi chi chủ, so các ngươi chân lý hội trọng yếu. Ta nhận các ngươi chân lý hội ân huệ, nhưng nhiều năm như vậy, cái gì cũng trả sạch. So với hư không mờ mịt chân lý, ta quan tâm hơn bằng hữu bên cạnh. Hoàn Mỹ Đại Thánh thấy Phong Ngữ Oanh đã tỏ rõ thái độ, lại là tức giận, thân thể run rẩy run, liên tiếp lui về phía sau. Bỗng nhiên, lúc này, Nhâm Phi Phàm rút ra một kiếm, đâm về phía Hoàn Mỹ Đại Thánh tim. Kiếm khí điện mang nổ, ác liệt hung hãn. Hắn thừa dịp Hoàn Mỹ Đại Thánh phân tâm, còn muốn một kiếm ám sát đối phương. Một kiếm này đột ngột đâm ra, Diệp Thần, Phong Ngữ Oanh, Hoàn Mỹ Đại Thánh, giật nảy mình. Hoàn Mỹ Đại Thánh cả người lỗ chân lông co rúc lại, kinh hãi tới cực điểm, tuyệt đối không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm dám động thủ giết hắn. Hắn khí cơ đã bị Nhâm Phi Phàm phong tỏa, lại là khó mà kháng ngự. May mắn tốt vào lúc này, Phong Ngữ Oanh kịp thời ra tay. Chỉ gặp nàng nhỏ hết sức tái nhợt bàn tay, toát ra một chút tinh đen thần mang, đưa tay bắt Nhâm Phi Phàm kiếm. Rắc rắc sát, Nhâm Phi Phàm trường kiếm từ nàng lòng bàn tay lướt qua, đem vậy giống như thực chất vậy tinh hắc thần mang, toàn bộ nổ. Phong Ngữ Oanh bàn tay, đều bị kiếm khí cắt vỡ, nhưng nàng vậy miễn cưỡng chặn lại Nhâm Phi Phàm kiếm thế. Hoàn Mỹ Đại Thánh vậy phục hồi tinh thần lại, vội vàng lui về phía sau, đã người đổ mồ hôi lạnh. Phong Ngữ Oanh trầm giọng nói, Phi Phàm tiên đế, vì sao phải động sát thủ? Người dám giết chân lý hội người, ngang hàng xúc phạm chân lý, nghịch thiên mà đi. Nhâm Phi Phàm giọng nghiêm nghị, nói, nếu như cái này cái gọi là chân lý hội, liền đại biểu trời chân lý, ta nghịch thiên lại ngại gì? Hắn còn muốn khua kiếm ám sát, nhưng bị Phong Ngữ Oanh gắt gao cầm thân kiếm. Phong Ngữ Oanh lòng bàn tay, máu tươi từng giọt dòng nước chảy ra, gương mặt cũng là tái nhợt. Hiển nhiên, muốn ngăn cản Nhâm Phi Phàm sát phạt, tuyệt không phải chuyện dễ. Không thể giết người, cái này là ranh giới cuối cùng. Phong Ngữ Oanh nhẹ nhẹ cắn răng, nói. Hoàn Mỹ Đại Thánh đã không dám ở lại chỗ này nữa, hắn không ngừng lui về phía sau, ánh mắt chuyển động, đã có quyết đoán, cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói. Nhâm Phi Phàm. Rất tốt, ngươi là ta vạn cổ tới nay, gặp qua nhất ngạo khí người, lại dám xúc phạm ta chân lý hội, thậm chí muốn giết ta. Nếu không phải ta tu vi bị hạn chế, quyết không rất nhiều ngươi như vậy phách lối. Bất quá thôi, ngươi không chịu phi thăng, ta tự nhiên có để cho ngươi phi thăng phương pháp. Dừng một chút, Hoàn Mỹ Đại Thánh ánh mắt, bỗng nhiên rơi xuống Diệp Thần trên mình. Luân hồi chi chủ, ta vì ngươi định nghĩa một cái nhân quả luật. Nếu như Nhâm Phi Phàm không chịu phi thăng, người đời này, liền vĩnh viễn cũng không thể tấn thăng thiên huyền cảnh. Ngược lại, nếu như Nhâm Phi Phàm chịu phi thăng, người liền có thể thuận lợi đột phá. Hắn lời nói này mang thật lớn quy luật lực lượng, làm tiếng nói rơi xuống sau đó, Diệp Thần trong sâu thẳm, liền cảm thấy có một cổ vô hình gông xiềng, trói buộc ở mình. Đây là, nhân quả luật lực lượng. Diệp Thần nhất thời bộ dạng sợ hãi,
cái này cổ gông xiềng, hắn chỉ là trong phảng phất có cảm ứng, nhưng cụ thể như thế nào, nhưng hoàn toàn bắt không tới. Hoàn Mỹ Đại Thánh dưới người, vậy Hoàn Mỹ Đạo Thư không ngừng toát ra sáng chói chói lọi. Ở nơi này ngay lập tức tới giữa, hắn đã hoàn thành nhân quả luật định nghĩa, đem một cổ nhân quả luật gông xiềng, trói buộc đến Diệp Thần trên mình. Bày ra nhân quả luật, Hoàn Mỹ Đại Thánh cười tủm tỉm nhìn Nhâm Phi Phàm, nói. Nhâm Phi Phàm, ngươi không phải luân hồi hộ đạo giả sao? Tốt lắm, hiện tại xem ngươi như thế nào quyết đoán. Ngươi nếu như cố ý không chịu phi thăng, luân hồi chi chủ đời này, liền lại không đột phá thiên huyền cảnh có thể. Ngươi chấp niệm, sẽ đem hắn hại chết. Nhâm Phi Phàm cũng là bộ dạng sợ hãi, hắn giống vậy tinh thông nhân quả luật. Trong sâu thẳm, hắn đã cảm nhận được, Hoàn Mỹ Đại Thánh nhân quả luật có hiệu lực, giống như là nguyền rủa vậy, làm ở Diệp Thần trên mình. Cái này cổ nhân quả luật lực lượng, vừa đúng lúc, không có quá mức, bảo là muốn trực tiếp tiêu diệt Diệp Thần như vậy ngoại hạng. Nếu như quá ngoại hạng nhân quả luật, cùng đại lộ suy luận không hợp, thì không thể thực hiện. Nhưng Hoàn Mỹ Đại Thánh cái này nhân quả luật, uy lực lớn nhỏ vừa vặn, không hề mưu cầu chu diệt Diệp Thần, chỉ cầu ngăn cản hắn tấn thăng thiên huyền cảnh. Diệp Thần tấn thăng mấu chốt, ở Nhâm Phi Phàm trên mình. Nếu như Nhâm Phi Phàm không chịu phi thăng, Diệp Thần đời này thì không thể tấn thăng. Đây chính là điều này nhân quả luật định nghĩa. Là nguyền rủa, vận mệnh, gông xiềng, ác mộng. Nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý, có thể kêu gọi ta tên chữ. Hoàn Mỹ Đại Thánh cuối cùng nhìn Nhâm Phi Phàm một mắt, sau đó liền ngự sách rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần bắt tay một cái trường, vừa buông ra, tuy không pháp xác thực cảm nhận được vậy cổ nhân quả luật gông xiềng tồn tại, nhưng hắn dựa vào trực giác bén nhạy, cũng biết mình trúng nguyền rủa. Nhâm tiền bối. Diệp Thần lập tức không biết như thế nào cho phải. Nhâm Phi Phàm nói, người luân hồi huyết mạch vô địch, ta không tin chính là một cái nhân quả luật nguyền rủa, là có thể cầm ngươi hạn chế ngươi. Phong Ngữ Oanh gặp Diệp Thần trúng nguyền rủa, mày liễu hơi cao lại, cũng là lo lắng. Nói, nhân quả luật nguyền rủa không phải chuyện đùa, không bằng ngươi thử trước một chút đánh vào thiên huyền cảnh, xem tình huống như thế nào. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta tích lũy còn chưa đủ, còn cần lại học hỏi kinh nghiệm. Phong Ngữ Oanh nói, phải không? Nói tới lịch luyện, ta đây là biết một cái địa phương tốt, có lẽ thích hợp ngươi. Diệp Thần hỏi, địa phương nào? Phong Ngữ Oanh nói, Xích Phú Tháp, truyền thuyết là bên trong không không lúc nào không rơi xuống bảo tháp. Tràn đầy lửa trời đại đạo hơi thở, ở Xích Phú Tháp lịch luyện, có thể rèn luyện thân xác huyết mạch, đối tu luyện có nhiều chỗ tốt. Vậy Xích Phú Tháp nơi tới, khá là thần bí, biết người không nhiều. Hơn nữa, Xích Phú Tháp lửa trời nổ tung, muốn xông tháp, vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói, Xích Phú Tháp. Đã từng tán thần nhất mạch lịch luyện bảo tháp. Hắn ở Võ Đạo Kỷ Nguyên một trang đạo thư bên trong xem qua. Vậy Xích Phú Tháp xuất xứ từ tán thần nhất mạch, đã từng hoang lão lúc còn trẻ, cũng ở đây Xích Phú Tháp sông sáo qua. Phong Ngữ Oanh bóp nặn Diệp Thần cánh tay và bàn tay, cảm thụ một tí hắn hơi thở, mỉm cười nói, ngươi khoảng cách thiên huyền cảnh, đúng là thiếu chút nữa, nhưng kém được cũng không nhiều, đi Xích Phú Tháp sông sáo một phen, đối ngươi nhất định có chỗ tốt. Lập tức, nàng đưa ngón tay ở Diệp Thần trên đỉnh đầu một chút, đem Xích Phú Tháp tọa độ, truyền cho Diệp Thần. Ngươi nếu là đi Xích Phú Tháp, liền cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể đi tầng chót nhất, tuy nói tầng chót nhất năng lượng, nhất là dư thừa, lửa trời luyện thể hiệu quả, cũng là tốt nhất. Nhưng, vậy tầng chót nhất không gian, đã bị Loạn Thiên Tôn chiếm cứ. Ta cùng Loạn Thiên Tôn có giao tình, ta cùng hắn nói một tiếng, chỉ cần ngươi không xông vào tầng chót nhất, hắn liền sẽ không làm khó ngươi. Phong Ngữ Oanh lại nhắc nhở. Loạn Thiên Tôn là ai? Diệp Thần nghe được cái này ba chữ thời điểm, tim khó hiểu căng thẳng. Loạn Thiên Tôn, chính là Tử Thần giáo đoàn ghế thứ 7 hộ pháp, biệt hiệu là Loạn, người này chấp trưởng hỗn loạn quy luật, thân xác tu vi đặc biệt yếu ớt, nhưng thuật pháp nhưng là vô cùng quỷ dị hỗn loạn, có thể điên đảo quy luật, nghịch chuyển người giác quan, liền ta đều phải kiêng kỵ. Phong Ngữ Oanh nói, cái này Loạn Thiên Tôn, lại là Tử Thần giáo đoàn hộ pháp. Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Loạn Thiên Tôn lại có thể xuất từ Tử Thần giáo đoàn, hơn nữa còn là ghế thứ 7 hộ pháp. Đúng vậy, Loạn Thiên Tôn lớn nhất khuyết điểm, chính là thân xác đặc biệt yếu ớt,
Ở thập nhị tịch hộ pháp bên trong, hắn thân xác yếu nhất, nếu là ngươi có thể gần hắn thân mà nói, ngươi đều có thể một quyền đánh bể hắn. Nhưng, ngươi không thể nào có cái này cơ hội. Loạn Thiên Tôn thuật pháp, cực kỳ đáng sợ khủng bố, vô cùng quỷ dị, liền liền ta, vậy rất khó đến gần hắn. Phong Ngữ Oanh giọng mang vẻ kiêng kỵ, hiển nhiên là đã từng và Loạn Thiên Tôn đã giao thủ, gặp qua đối phương lợi hại. Ta biết. Diệp Thần gật đầu một cái, trong lòng một hồi ngưng trọng. Xích Phú Tháp tầng chót nhất, bị Loạn Thiên Tôn chiếm cứ, đây đối với hắn mà nói, tự nhiên không phải là chuyện tốt. Bất quá thật may, Loạn Thiên Tôn cũng chỉ là chiếm cứ tầng chót nhất, những tầng lầu khác vẫn là cởi mở. Cái này Loạn Thiên Tôn, hắn hạ xuống, cũng là vì cướp lấy mồi lửa sao? Diệp Thần hỏi. Đúng vậy, ha ha, bất quá lấy hắn thực lực, tuyệt không khả năng cướp được mồi lửa, liền ép Đạo Đức Thiên Tôn xuất thủ có thể cũng không có. Hắn tương lai, nhất định phải chết ở Tử Hoàng Tiên Cung trong tay. Người hôm nay, chứ không thể lỗ mãng, người không phải là địch thủ của hắn. Phong Ngữ Oanh nói. Ừ. Diệp Thần lại đáp một tiếng. Tốt lắm, ta đi, chúc ngươi có thể thuận thuận lợi lợi, đột phá đến thiên huyền cảnh. Phong Ngữ Oanh nhìn Diệp Thần, ôn hòa cười một tiếng, lại thở dài một cái. Hiển nhiên nàng cũng biết, hôm nay Diệp Thần, muốn đột phá đến thiên huyền cảnh, tuyệt không phải chuyện dễ. Bởi vì, Hoàn Mỹ Đại Thánh đã rơi xuống nhân quả luật nguyền rủa, chỉ cần Nhâm Phi Phàm không phi thăng, Diệp Thần đời này thì không thể đột phá. Cái gì là nhân quả luật? Đó là vận mệnh. Nhân quả luật định nghĩa cả đời hiệu quả, liền ngang hàng là vận mạng bánh răng xe, bắt đầu chuyển động, ai cũng không khả năng cãi lại. Phong Ngữ Oanh rời đi. Ở Phong Ngữ Oanh sau khi đi, Nhâm Phi Phàm chắp tay sau lưng, thần sắc cũng là nặng nề, cũng ở đây suy nghĩ nguyền rủa sự việc. Trầm ngâm một hồi, hắn hướng Diệp Thần nói, người đi trước Xích Phú Tháp sông sông, cùng tích lũy đủ rồi, liền thử nghiệm trước đánh vào thiên huyền cảnh, cảm thụ một tí vậy nhân quả luật uy lực. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói Lập tức, Diệp Thần tạm biệt Nhâm Phi Phàm, rời đi tinh nguyệt giới, trực tiếp phong tỏa Xích Phú Tháp tọa độ, trực tiếp biến dạng hư không đi. Ở Diệp Thần rời đi đồng thời, Kỷ Thư Thanh vậy xuất ngoại tìm cơ duyên. Nàng đạt được một trang kỷ nguyên đạo thư, tựa hồ lại nghe được vận mạng chỉ dẫn. Nếu như có thể đem vận mệnh phép tắc lực lượng, tiến một bước lớn mạnh nói, nàng cũng có thể chấp trưởng nhân quả luật. Cái gọi là vận mệnh, chính là nhất cuối cùng nhân quả luật. Hư không biến dạng. Diệp Thần dựa theo Phong Ngữ Oanh cho tọa độ, rất thuận lợi liền đi tới Xích Phú Tháp. Trước mắt, là một phiến hoang vu thế giới, khắp nơi cát vàng mạc mạc. Thế giới này, Diệp Thần trước kia đã tới, kêu Miên Long Chi Địa. Đã từng hắn đi đón Lữ Thấm Huyên thời điểm, sẽ tới qua Miên Long Chi Địa. Lữ Thấm Huyên ban đầu ở Vạn Khư trong tay. Mua được liền Hồng Gia Thần Công bí tịch, thậm chí bao gồm Thần Diệt Thiên Chiếu Công. Cuối cùng, nàng đem Thần Diệt Thiên Chiếu Công, chuyển đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần hạ xuống, phát hiện mình thân ở Miên Long Chi Địa Bắc Cảnh, nơi này đứng sừng sững một tòa nhọn tháp, chừng trăm tầng cao, nguy nga cao vút, cắm thẳng vào đám mây. Lần trước hắn tới Miên Long Chi Địa thời điểm, cũng không có phát hiện chỗ tòa này nhọn tháp. Chỗ tòa này nhọn tháp, toàn thân đỏ thẫm. Lượn lờ từng luồng ngọn lửa đợt khí, năng lượng bàng bạc đang lưu chuyển. Không nghĩ tới ta tán thần nhất mạch Xích Phú Tháp, lại có thể rơi xuống nơi đây. Luân hồi mộ địa bên trong, Hoàng lão thấy tòa kia nhọn tháp, cũng là một hồi cảm trong lòng. Vậy nhọn tháp chính là Xích Phú Tháp, thân tháp đã có rất nhiều loang lổ tang thương dấu vết, nhưng tản ra năng lượng, như cũ cuồng bạo mãnh liệt. Diệp Thần thả nhẹ bước chân, đi về phía trước. Đi tới thân tháp vùng lân cận. Diệp Thần nhưng cảm nhận được, chung quanh không gian, tựa hồ tràn ngập một cổ hỗn loạn hơi thở. Ở nơi này cổ hỗn loạn hơi thở quấy nhiễu hạ, Diệp Thần giác quan, nhất thời xuất hiện rối loạn. Hắn trong lòng rõ ràng muốn đi về phía trước, nhưng bước chân nhưng lui về phía sau. Ồ! Diệp Thần phát hiện một màn này, nhất thời ngạc nhiên. Hắn lại thử nghiệm nâng tay phải lên, nhưng phát hiện giác quan thác loạn dưới, ngẩng nhưng là tay trái. Cái này! Hỗn loạn quy luật, Loạn Thiên Tôn ở chỗ này. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi, trong lòng muốn nhìn về Xích Phú Tháp tầng chót nhất. Nhưng ở hỗn loạn phép tắc dưới ảnh hưởng, lòng hắn ý hoàn toàn điên đảo, rõ ràng muốn ngẩng đầu xem, cuối cùng biến thành cúi đầu xem mũi chân của mình.
Cái này cổ giác quan điên đảo cảm giác, để cho người đặc biệt khó chịu. Diệp Thần khẽ cắn răng, trong lòng suy nghĩ cúi đầu xem, đầu quả nhiên là nghịch tâm ý, biến thành ngẩng đầu. Hắn ngẩng đầu thấy Xích Vũ Tháp tầng chót nhất, mơ hồ tới giữa, từ vậy tầng chót nhất trong không gian, cảm nhận được một cổ kinh khủng thuật pháp hơi thở, tràn đầy hỗn loạn khí tượng, cứ như muốn điên đảo càn khôn, lật thiên địa. Đó chính là loạn thiên tôn hơi thở. Luân hồi chi chủ, là ngươi sao? Tầng chót nhất thân tháp, truyền ra một đạo thê lương lạnh lùng thanh âm. Là ta. Diệp Thần trong lòng phòng bị. Ta là loạn thiên tôn, Dạ Mẫu đã cùng ta nói, chỉ cần ngươi không xông vào tầng chót nhất, ta liền không làm khó dễ ngươi. Tuy nói ngươi là ta tử thần giáo đoàn kẻ địch, nhưng ta biết, ta rất khó giết chết ngươi, vô vị chiến đấu, đối mọi người cũng không có lợi. Loạn thiên tôn rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết Diệp Thần khí vận thâm hậu, muốn chu diệt, khó hơn lên trời. Một cái sơ sẩy mà nói, rất có thể mình đều phải tống táng đi vào. Cho nên, chu diệt luân hồi cái gì, giao cho ma nữ liền tốt. Hắn không hề dự định làm khó Diệp Thần, nhưng nếu như Diệp Thần dám mạo hiểm phạm hắn mà nói, hắn vậy tuyệt không nhúng tay mềm. Loạn thiên tôn, có thể hay không thu thần thông của ngươi? Nơi đây phủ đầy hỗn loạn quy luật, ta khắp nơi bất tiện. Diệp Thần nói, ở hỗn loạn phép tắc bao phủ hạ, hắn nhất cử nhất động, cũng cùng tâm ý hoàn toàn nghịch phản, cái này cổ cảm giác, tự nhiên sẽ không dễ chịu. Ha ha, người bất tiện, đó là chuyện ngươi, ta thuật pháp hơi thở, tự mãn mà giật, ta cũng không thu lại được, ngươi từ từ thích ứng cho giỏi. Loạn thiên tôn giọng mang một chút lạnh lùng. Ở hắn tiếng nói rơi xuống. Xích Phú Tháp tầng thứ nhất cửa, cũng là ầm ầm mở ra, thật giống như đang chờ Diệp Thần đi vào. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, trong đầu nghĩ cái này loạn thiên tôn, tuy cam kết sẽ không làm khó mình, nhưng tử thần giáo đoàn cam kết, tuyệt không thể cả tin. Một thân một mình ở chỗ này lịch luyện, cuối cùng là nguy hiểm. Không bằng kêu Huyền tiên tử cùng nhau. Diệp Thần trong lòng nhớ lại Huyền Hàn Ngọc. Huyền Hàn Ngọc thân xác mới vừa khôi phục, cũng cần rèn luyện trở nên mạnh mẽ. Cái này Xích Vũ Tháp, thiên năng lượng hỏa tràn ngập, chính thích hợp rèn luyện thân xác, dĩ nhiên là đặc biệt thích hợp Huyền Hàn Ngọc. Nghĩ như vậy, Diệp Thần chính là ở trong lòng kêu gọi, Huyền tiên tử, ta phát hiện một chỗ, có thể giúp ngươi rèn luyện thân xác, nhưng chỗ này có chút cổ quái. Lập tức, Diệp Thần truyền ra ý chí, đem Xích Vũ Tháp và loạn thiên tôn các loại nhân quả, vậy truyền cho Huyền Hàn Ngọc. Giao. Không cần thiết đã lâu, hư không tan vỡ, một đạo cao nhã bóng người, hạ xuống, chính là Huyền Hàn Ngọc. Huyền Hàn Ngọc người mặc một bộ vàng nhạt cung trang, dáng người thướt tha, khí chất cùng so với trước kia, càng lộ vẻ được đẹp tao nhã, cả người thấm ra một cổ thần nữ vậy thơm dịu, không nhiễm tiêm trần. Nàng dung hợp thương huyền đại đế hài cốt, hôm nay vậy có chút thần cách, không giống bình thường. Diệp Thần. Huyền Hàn Ngọc thấy Diệp Thần, lên tiếng chào. Muốn đi tới trước, nhưng phát hiện mình bước chân, lại có thể lui về phía sau. Nàng lấy làm kinh hãi, nhớ tới Diệp Thần giao phó, loạn thiên tôn ở chỗ này, nơi đây tồn tại quỷ dị hỗn loạn quy luật. Thì ra là như vậy. Huyền Hàn Ngọc mắt đẹp hơi chăm chú, cẩn thận quét nhìn bốn phía, thấy rõ hư không, cũng là bắt được những cái kia hỗn loạn phép tắc tồn tại, có thể nhiễu loạn người giác quan, để cho người tất cả động tác, cũng cùng tâm ý hoàn toàn ngược lại. Huyền Hàn Ngọc ở trong lòng suy tư chốc lát, bước ra bước chân, lần này quả nhiên chính là đi tới, rất nhanh đi tới Diệp Thần bên người. Cái này giác quan nghịch phản hỗn loạn, thật ra thì chỉ cần thích ứng, vậy không phải là không thể hành động, chỉ là phải làm phiền rất nhiều. Huyền tiên tử. Diệp Thần thấy Huyền Hàn Ngọc tới, trong lòng cũng là vui mừng. Cái này Xích Vũ Tháp quỷ dị như vậy, có Huyền Hàn Ngọc bầu bạn, hai người chung một chỗ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ồ, là thương huyền đại đế hậu nhân. Huyết mạch ngươi hơi thở, thật đúng là tinh thuần. Xích Phú Tháp tầng chót nhất, truyền tới loạn thiên tôn thanh âm, tràn đầy một chút thèm thuồng mùi vị. Huyền Hàn Ngọc nhướng mày một cái, theo bản năng nhắc tới cảnh giác. Chỉ nghe được loạn thiên tôn trầm mặc một tí, tựa hồ trong bóng tối suy diễn Huyền Hàn Ngọc lai lịch, sau đó nhẹ nhàng ngừ một tiếng, nói, ngươi kêu. Huyền Hàn Ngọc, được gọi là thương huyền nữ đế. Có hứng thú cùng ta song tu sao? Người ta âm dương bổ sung, đối mọi người đều có chỗ tốt. Huyền Hàn Ngọc mặt đẹp run lên, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng, liền nói muốn song tu,
thật là vô sỉ hết sức, quát lên, ngươi miệng cho ta thả sạch sẽ một chút. Ta coi như muốn xong tu, cũng sẽ không tìm các ngươi tử thần giáo đoàn người. Loạn Thiên Tôn cười hắc hắc, nói ta biết, ngươi nhìn chúng thằng nhóc này là chứ. Thôi, ngươi không chịu liền không chịu, chỉ cần các ngươi không đến tầng chót nhất quấy rầy ta là được. Lời nói này nói xong, Loạn Thiên Tôn liền không nói thêm gì nữa, hắn cũng phải tu luyện. Chưa từng không lúc nào trên xuống sắp đến thế giới hiện thật, tu vi hạn chế lớn vô cùng. Hắn thân xác vốn là yếu ớt, ở hạn chế dưới, lại là nhỏ yếu. Trong sâu thẳm, Diệp Thần thậm chí có thể cảm thấy, nếu như mình có thể đến gần Loạn Thiên Tôn, một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết đối phương. Nhưng, hắn không thể nào có đến gần cơ hội. Cái này Loạn Thiên Tôn khuyết điểm lớn vô cùng, chính là thân xác quá yếu, nhưng ưu thế cũng là hết sức rõ ràng. Thuật pháp của hắn, đặc biệt quỷ dị, vậy cổ hỗn loạn phép tắc chập chờn, hiện tại Diệp Thần chỉ là sơ lược cảm nhận được, giác quan thì hoàn toàn điên đảo. Nếu là thật động sát thủ, hắn chỉ sợ chiêu thức thác loạn, ngược lại tự hủy hoại cũng không nhất định. Huyền Tiên Tử, chúng ta đừng để ý tới hắn, vào đi thôi. Diệp Thần hướng Huyền Hàn Ngọc nhìn một cái, nói. Ừ. Huyền Hàn Ngọc gật đầu một cái, sau đó liền theo Diệp Thần. Cùng tiến vào Xích Vũ Tháp bên trong. Oanh! Hai người một bước vào Xích Vũ Tháp tầng thứ nhất, sau lưng cửa, chính là ầm ầm đóng cửa. Diệp Thần đánh giá Xích Vũ Tháp nội bộ không gian, nơi này bày biện đơn giản, như vậy một cái phòng tu luyện, tràn đầy nồng đậm lửa trời hơi thở, những ngày đó hỏa khí tức, thậm chí ngưng tụ thành một đóa đóa hỏa liên, ở trong hư không nổi lơ lửng. Diệp Thần hít sâu một hơi, những cái kia hỏa liên, liền hóa thành năng lượng tinh thuần. Hội tụ nhập trong cơ thể hắn. Hắn thân xác cùng kinh mạch, ở nơi này chút hỏa liên rèn luyện hạ, cũng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Chỗ này, quả nhiên có thể rèn luyện thân xác huyết mạch. Diệp Thần một hồi vui sướng. Huyền Hàn Ngọc vậy đang hấp thu hỏa liên linh khí, chán cũng là mang mừng rỡ, nói, nơi này thiên năng lượng hỏa, đối với ta thân xác có cực lớn tăng cường tác dụng. Hai người không ngừng hấp thu thiên lửa năng lượng khí tức, mà vào lúc này, hư không vặn vẹo, bỗng nhiên nhảy ra mấy đầu hắc ám ma vật, dương nanh múa vuốt, thấp giọng gầm thét, hướng hai người đạp chết tới. Cái này mấy đầu hắc ám ma vật, xuất hiện được không có dấu hiệu nào. Diệp Thần biết ở chỗ này lịch luyện, tuyệt không thể nào thuận thuận lợi lợi, cho nên sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn thấy một đầu hắc ám ma vật nhào tới, liền vung ra thiên kiếm, muốn đón đỡ. Nhưng không ngờ, giác quan tâm ý nghịch phản dưới. Diệp Thần đón đỡ động tác, biến thành tấn công. Không tốt. Diệp Thần trong lòng theo bản năng thầm kêu gay gâu, hắn tấn công dưới, thân thể không môn mở toang ra, ngang hàng là muốn cùng vậy hắc ám ma vật, lấy mạng đổi mạng, là lấy mạng đổi mạng lối đánh. Phốc xích. Diệp Thần một kiếm công đi giết, đâm xuyên qua vậy hắc ám ma vật thân thể. Vậy hắc ám ma vật ô minh một tiếng, hóa thành một cổ bổn nguyên nhất hắc khí, tiêu tán đi. Diệp Thần ngực. Vậy đồng thời bị vậy ma vật nhất kích. Nhưng, vậy ma vật công kích, cũng không có thể thương tổn tới hắn. Diệp Thần thân xác, vô cùng mạnh mẽ, phổ thông ma vật căn bản không cách nào đánh cho bị thương. Thấy vậy, Diệp Thần cũng là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái này tầng thứ nhất ma vật, lực sát thương có hạn, còn chưa đủ để tổn thương hắn. Hắn mới vừa lo lắng, có chút quá dư thừa. Không cần như thế khẩn trương, trước mặt tầng số ma vật. Thực lực đều sẽ không quá mạnh mẽ. Lúc này, Hoàng lão vậy mở miệng nói. Hắn đã từng ở Xích Vũ Tháp sông sáo qua, hiện tại Diệp Thần tới đây lịch luyện, hắn tự nhiên cũng là tràn đầy hứng thú, một mực đang chăm chú nhìn. Hoàng lão, những thứ này ma vật, rốt cuộc là làm sao nhô ra? Diệp Thần rất là tò mò, mới vừa những cái kia ma vật đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu. Là bởi vì quả luật lực lượng. Đã từng ta tán thần nhất mạch có một vị đại năng, đúc ra Xích Vũ Tháp, vì tăng cường lịch luyện hiệu quả, hắn định nghĩa liền một cái nhân quả luật. Chỉ cần ở thân tháp bên trong lịch luyện, liền sẽ đụng phải ma vật. Càng cao tháp tầng, ma vật thực lực liền càng lợi hại. Hoàng lão nói, Diệp Thần sửng sốt một tí, lợi dụng nhân quả luật lực lượng, vô căn cứ sáng tạo ra ma vật, hơn nữa còn là vô cùng vô tận, không bao giờ ngừng nghỉ. Thủ đoạn như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhân quả luật lực lượng, thật đúng là thần kỳ. Diệp Thần không nhịn được cảm thán.
Ha ha, đó là đương nhiên, nhân quả luật là không không lúc nào không bên trong nhất hiện lên dùng quy luật lực lượng. Người muốn chiến thắng người khác, thì nhất định phải bảo đảm mình đối nhân quả luật nắm trong tay, ở người khác bên trên. Nhân quả luật trung cực hiện ra, chính là vận mệnh. Cho nên, người hậu cung những phụ nữ kia, cái đó kỳ tư thanh tiềm lực lớn nhất, nàng có thể trưởng thành là không không thời không trung cực, nắm giữ hết thảy nhân quả, nắm trong tay vận mạng của tất cả mọi người. Mà người luân hồi quy luật, lại siêu thoát vận mệnh, bao trùm ở chư thiên bên trên. Hoàng lão cười nói, Diệp thần trong lòng cũng là thản nhiên say mê, nhân quả luật như vậy thần bí vĩ đại, vận mệnh là bởi vì quả trung cực, mà luân hồi lại bao trùm ở vận mệnh bên trên. Thật không biết tột cùng nhất luân hồi quy luật, rốt cuộc có bao nhiêu bí ẩn. Muốn nắm trong tay nhân quả luật lực lượng sao? Hoàng lão hỏi, dĩ nhiên muốn. Diệp thần không chút nghĩ ngợi trả lời, hiện tại hắn đã gặp phải hoàn mỹ đại thánh nhân quả luật nguyền rủa. Chỉ cần nhâm phi phàm không phi thăng, hắn liền không cách nào tấn thăng thiên huyền cảnh. Nhân quả luật như vậy thần kỳ, hắn tự nhiên cũng muốn nắm trong tay. Hắn nguyện vọng thiên tinh, dung hợp luật giả chi ngọc sau đó, có thể dẫn dắt ra một ít nhân quả biến hóa, thay đổi thực tế, nhưng cổ lực lượng này, khoảng cách chân chính cường đại nhân quả luật, vẫn là kém được xa. Hoàng lão nói, thế giới hiện thật người, muốn nắm trong tay nhân quả luật, khó khăn, đặc biệt khó khăn. Nhâm phi phàm đều phải dựa vào trời đế kim luân, mới có thể miễn cưỡng thi triển. Người muốn chấp trưởng nhân quả luật mà nói, bình thường con đường, đó là tuyệt không khả năng. Diệp thần nói, bình thường con đường không được, vậy những cách khác đâu? Hoàng lão nói, ha ha, người nếu thật muốn nắm trong tay nhân quả luật, có thể thử nghiệm đi trộm một ít. Diệp thần ngạc nhiên, trộm. Hoàng lão nói, ta đã từng truyền cho ngươi đại hoang không kinh, ngươi luyện đến tầng thứ mấy? Diệp thần nói, tầng thứ 8. Hoàng lão cười hắc hắc, nói, vậy ngươi khoảng cách cuối cùng một tầng, đại hoang thâu thiên thuật, chỉ có một bước xa. Ta năm đó được gọi là thâu thiên lão tổ, chính là bởi vì nắm trong tay đại hoang thâu thiên thuật bí ẩn. Ta vậy đại hoang thâu thiên thuật, chỉ cần luyện thành, thứ gì, cũng có thể lấy trộm. Ngươi chỉ cần luyện thành cuối cùng một tầng, liền có cơ hội chưa từng không lúc nào không bên trong, ăn cắp đến một chút nhân quả luật bí mật. Ta coi trọng ngươi, ở nơi này Xích Vũ Tháp thật tốt rèn luyện đi. Diệp thần nghe xong Hoàng lão mà nói, thấy một chút chấp trưởng nhân quả luật hy vọng, trong lòng cũng là một hồi kích động. Đây là, Huyền Hàn Ngọc cũng đem chung quanh ma vật, toàn bộ giết sạch, hướng Diệp thần nói. Diệp thần, nơi này có hỗn loạn phép tắc quấy nhiễu, giác quan thác loạn, chúng ta có thể được cẩn thận một chút, tiếp tục tiến về trước đi. Diệp thần gật đầu một cái, lập tức liền cùng Huyền Hàn Ngọc tiếp tục hướng cao hơn tháp tầng xông vào. Càng cao tháp tầng, thiên lửa năng lượng khí tức càng đậm đà. Những ngày qua năng lượng hỏa, bị hấp thu xong, qua một đoạn thời gian, liền có thể lần nữa khôi phục, đều là bởi vì chỗ tòa này Xích Vũ Tháp, cùng trong chỗ U Minh không không lúc nào không thông suốt, chỉ cần không không lúc nào không bất diệt, hắn năng lượng liền vô cùng vô tận. Cho nên, cho dù cái này Xích Vũ Tháp, trước mặt loạn thiên tôn xông xáo qua, nhưng hiện tại để lại cho Diệp thần Huyền Hàn Ngọc hai người năng lượng khí tức, cũng là vô cùng đậm đà. Diệp thần và Huyền Hàn Ngọc, tham lam hấp thu, cơ hồ mỗi qua một tầng, liền đem vậy tầng nào linh khí, toàn bộ bóc lột sạch sẽ, hóa thành mình chất dinh dưỡng. Càng bước lên cao tầng, xuất hiện ma vật, lại càng là mạnh mẽ. Ở hỗn loạn phép tắc dưới ảnh hưởng, Diệp thần giác quan hoàn toàn điên đảo, nghĩ ra tay phải, liền xảy ra tay trái, muốn vào công. Liền sẽ biến thành phòng thủ. Ở mới vừa thời điểm bắt đầu, Diệp thần 10 phần không thích ứng, chỉ theo trước chiến đấu số lần càng ngày càng nhiều, hắn đã có thể tinh chuẩn nắm trong tay cái này cổ điên đảo quy luật, thân tùy mình động, lại cũng không bị ảnh hưởng. Như vậy một đường tiến về trước, Diệp thần và Huyền Hàn Ngọc, ở Xích Vũ Tháp rèn luyện 7 ngày sau đó, trực tiếp xông qua tầng 90. Nơi này thiên hỏa linh khí, đậm đà đến vặn vẹo hư chỗ trống. Rõ ràng chỉ là một nho nhỏ tháp phòng, nhưng hư không vặn vẹo dưới, nhưng tựa như vô cùng thật lớn, xuất hiện ma vật, số lượng cũng là lấy vạn tính toán. Diệp thần và Huyền Hàn Ngọc, rốt cục thì cảm thấy một ít cố hết sức. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Ở chém giết sạch sẽ thứ tầng 90 ma vật sau đó, Huyền Hàn Ngọc thư ra một hơi, xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Liên tục chiến đấu, để cho nàng dây dưa lực khá là to lớn. Bất quá vậy tích lũy phong phú thiên năng lượng hỏa.
Hiện tại, nàng muốn phải nghỉ ngơi, cũng đem những ngày đó năng lượng hỏa, toàn bộ luyện hóa, tăng cường thân xác. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn vậy tích lũy đại lượng lửa trời hơi thở, tự thân đạo linh lửa đều có cường hóa dấu hiệu. Lập tức, Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc, ngồi xếp bằng ở tháp phòng trên sàn nhà, yên lặng bắt đầu tu luyện, mỗi người hấp thu trong cơ thể tích lũy thiên hỏa linh khí. Oanh! Diệp Thần trong cơ thể đạo linh lửa, trực tiếp bộc phát ra cường hãn hơi thở, biến ảo ra tất cả loại đồ đằng, những ngày qua hỏa linh khí, đối hắn tu vi tăng thêm cũng là to lớn. Diệp Thần cảm giác được, đầu óc bên trong vậy phiến thiên quân chi môn, càng ngày càng rõ ràng. Hắn cách thiên huyền cảnh, càng ngày càng đến gần, thật là liền có thể nói là xúc tu có thể đụng. Huyền Hàn Ngọc hấp thu thiên hỏa linh khí, thân xác huyết mạch vậy đang tăng cường, ra hiện lên một chút ngọn lửa đỏ ửng, sau lưng có thần thánh đất nước mơ hồ hiện lên, khí tượng thật lớn. Nàng thừa kế Thương Huyền Đại Đế hài cốt, theo thân xác trở nên mạnh mẽ, ngày xưa Thương Huyền Đại Đế thần cách, vậy dần dần ở trên người nàng hiển hiện ra, thô bạo vô cùng, dường như muốn chu diệt đầy trời thần Phật. Đóa đóa xanh đỏ lẫn lộn hoa sen, ở Huyền Hàn Ngọc quanh thân không ngừng tách thả ra, lộng lẫy hết sức. Diệp Thần thấy Huyền Hàn Ngọc đang thay đổi mạnh, nội tâm vậy âm thầm là nàng cao hứng. Hi hi, thật là một cái hoàn mỹ lò à. Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười chói tai, truyền vào Diệp Thần trong tai. Diệp Thần mở mắt vừa thấy, nhưng là bộ dạng sợ hãi phát hiện, một cái gương mặt hung ác, người mặc hắc bào nam tử, không biết lúc nào, xuất hiện ở tháp phòng bên trong. Nam tử kia chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn Huyền Hàn Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng thèm thuồng. Huyền Hàn Ngọc nhắm mắt lại, đã tiến vào trạng thái tu luyện, trong lòng cảm thấy được ngoại giới thay đổi, không khỏi được chau mày. Nhưng cái này là nàng thân xác tăng cường nguy cấp, nhưng là không thể cắt đứt. Diệp Thần, đừng để cho loạn thiên tôn quấy rầy ta. Huyền Hàn Ngọc truyền âm đi ra ngoài. Cái này hung ác nam tử, chính là loạn thiên tôn. Diệp Thần nghe được Huyền Hàn Ngọc truyền âm, nội tâm cũng là cảnh giác, mắt lạnh nhìn loạn thiên tôn, trầm giọng nói, loạn thiên tôn, ngươi đi xuống làm gì? Loạn thiên tôn vốn là ở tầng chót nhất tu luyện, nhưng hiện tại nhưng hạ xuống tới nơi này, rõ ràng cho thấy hướng về phía Huyền Hàn Ngọc tới. Diệp Thần cẩn thận đánh giá loạn thiên tôn, liền cảm thấy hắn khí tức trên người, tràn đầy quỷ dị hỗn loạn chập chờn, hình như là chấp trưởng hỗn loạn tà ác ma thần, cả người cũng tản ra không rõ chập chờn. Hi hi, thằng nhóc, không bằng chúng ta làm cái giao dịch. Loạn thiên tôn nhìn Diệp Thần, bỗng nhiên cười nói. Giao dịch gì? Diệp Thần vẫn là cảnh giác. Ta mang ngươi đi tầng chót nhất, để cho ngươi đạt được cái này xích phú tháp chỗ tốt lớn nhất, ngươi cầm nữ nhân này phân cho ta. Loạn thiên tôn chỉ Huyền Hàn Ngọc, trong mắt thèm thuồng ý càng đậm đà, liếm môi một cái. Như thế hoàn mỹ lò, mọi người chia đều như thế nào? Nàng tuy thừa kế Thương Huyền Đại Đế đạo thống, nhưng dùng ta hỗn loạn quy luật. Hơn nữa huyết mạch ngươi lực lượng, đủ để vặn vẹo nàng đạo tâm, để cho nàng ngoan ngoãn làm chúng ta nô lệ, hi hi. Diệp Thần nghe được loạn thiên tôn vô sỉ như vậy lời nói, cũng là tức giận, chán nổi gân xanh nhảy, nói. Đủ rồi, xúc sinh, dạ mẫu làm sao sẽ biết ngươi loại người này. Loạn thiên tôn cười lạnh nói, ta là xem ở dạ mẫu phân thượng, mới cùng ngươi làm giao dịch, ngươi có thể đừng không biết phải trái, ta xem ngươi cũng không phải cái gì chánh nhân quân tử. Trong lúc nói chuyện, loạn thiên tôn đột nhiên đưa tay một chút, một cổ quỷ dị ánh sáng, chiếu vào Diệp Thần trên mình. Ở nơi này cổ tia sáng chiếu rọi xuống, Diệp Thần nhất thời cảm thấy, mình thần thức cùng đạo tâm, ngay tức thì lâm vào hỗn loạn cùng vặn vẹo, sản sinh ra đủ loại ma chướng. Vốn là hắn chỉ muốn bảo vệ Huyền Hàn Ngọc, nhưng ở loạn thiên tôn thuật pháp dưới sự công kích, tâm cảnh lại có thể xuất hiện dị biến, đổi được hỗn loạn vặn vẹo, nhìn Huyền Hàn Ngọc da thịt đỏ ửng hình dáng. Còn thật muốn cầm nàng làm lò thải bổ. Không tốt, chúng chiêu. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, biết là loạn thiên tôn thuật pháp, vặn vẹo mình chủ tâm. Hi hi, thằng nhóc, như thế nào, ta nói hết rồi, ngươi không phải cái gì chánh nhân quân tử, như thế hoàn mỹ lò, chẳng lẽ ngươi thật muốn bỏ qua. Loạn thiên tôn cười lên. Xúc sinh, cho ta im miệng. Diệp Thần tức giận dị thường, một tiếng nổ, cả người linh khí nổ. Lập tức mở võ tổ đạo tâm, ổn định tâm thần. Võ tổ đạo tâm mở dưới, hắn vặn vẹo chủ tâm, rất nhanh khôi phục bình thường. Ồ, loạn thiên tôn thấy Diệp Thần nhanh như vậy khôi phục bình thường, cũng là lớn để ý bên ngoài.
Lôi thần nói, thiên điểu phi kiếm lưu. Diệp thần dưới cơn giận dữ, cả người sấm sét nổ, trực tiếp sử xuất lôi thần đạo pháp, từng tia sấm sét điện mang, hóa thành thiên điểu phi kiếm nước lũ, ùn ùn kéo đến đi về trước chém đi giết. Loạn thiên tôn thấy diệp thần như vậy công kích mãnh liệt, nhưng đứng tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng mang nụ cười, một bộ khí định thần nhàn hình dáng. Cuồng bạo thiên điểu phi kiếm lôi lưu, đi về trước đánh giết, nhưng không phải công kích loạn thiên tôn, mà là hướng Huyền Hàn Ngọc công kích đi. Gặp quỷ. Diệp thần hoảng hốt, hắn rõ ràng muốn công kích loạn thiên tôn, nhưng trường kiếm trong tay nhưng không bị khống chế, giết hướng Huyền Hàn Ngọc. Hắn biết, mình đã bị hỗn loạn quy luật ảnh hưởng đến. Loạn thiên tôn nắm trong tay hỗn loạn quy luật, đến từ không không lúc nào không, đặc biệt đáng sợ. Diệp thần võ tổ đạo tâm và luân hồi thánh hồn thiên, chỉ có thể coi giữ hắn chủ tâm không sa đọa, nhưng giác quan động tác, vẫn bị hoàn toàn vặn vẹo hết, hơn nữa không có quy luật chút nào có thể tìm ra. Loạn thiên tôn thuật pháp, liền là tuyệt đối hỗn loạn, không phải chừng trên dưới điên đảo như thế đơn giản, hỗn loạn đến không có quy luật chút nào. Diệp thần một kiếm này, mắt xem thì phải giết tới Huyền Hàn Ngọc trên mình, nguy cấp bên trong, hắn hít sâu một hơi. Rất miễn cưỡng đem kiếm chiêu thu hồi lại. Như vậy bỗng nhiên thu chiêu, Diệp thần nhất thời được to lớn cắn trả, ngực gian khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn hộc máu. Hi hi, thằng nhóc, người vẫn là non nớt một chút, ta nơi chấp trưởng hỗn loạn quy luật, xuất xứ từ không không lúc nào không, không phải ngươi có thể chịu đựng. Loạn thiên tôn mang mèo vờn chuột vậy nụ cười, hắn cũng không cần tự mình ra tay, dựa hết vào hỗn loạn phép tắc ảnh hưởng. Thì có thể để cho Diệp thần rơi vào tự tàn tình cảnh. Diệp thần sống lưng cũng là khí lạnh toát ra, hắn trước kia trải qua chiến đấu, cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy quỷ dị. Ngũ âm loạn tai, năm màu loạn mục, thử nghiệm nhắm ánh mắt ngươi lại, cắt cắt hết thảy giác quan, dùng trực giác của ngươi ra chiêu. Vừa lúc đó, Hoàng lão lên tiếng. Hắn vốn cũng chẳng muốn chỉ điểm Diệp thần, nhưng loạn thiên tôn bản mặt kia, liền hắn cũng không nhìn nổi. Diệp thần nghe được Hoang lão mà nói, ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức theo lời làm theo, nhắm hai mắt lại, ngừng thở, cũng chờ cắt hết thảy giác quan liên lạc. Thoáng chốc tới giữa, Diệp thần thật giống như biến thành một cái người mù, tất cả giác quan cũng cắt đứt, hắn đã hoàn toàn không thấy được ngoại giới tình huống, vậy không nghe được bất kỳ thanh âm. Loạn thiên tôn hỗn loạn quy luật, có thể ảnh hưởng người giác quan, muốn biện pháp giải quyết vậy rất đơn giản, cầm giác quan hoàn toàn cắt đứt là được rồi. Nhưng giác quan toàn bộ cắt đứt, người là được người mù, vậy cũng chỉ có mặc cho người làm thịt kết quả. Hi hi, thằng nhóc, người cắt đứt giác quan, đó không phải là muốn chết sao? Loạn thiên tôn thấy Diệp thần nhắm hai mắt lại, đã đoán được hắn ý tưởng, lập tức vung ra một kiếm, đâm về phía Diệp thần tim. Diệp thần giác quan toàn bộ cắt đứt, hoàn toàn không nghe được loạn thiên tôn thanh âm, vậy không thấy được hắn khua kiếm đâm tới. Nếu như là người bình thường nói, ở trạng thái như vậy hạ, hồn nhiên rốt nát, rất có thể liền phải bị giết. Nhưng, trong sâu thẳm, Diệp thần thì có một cổ trực giác, biết loạn thiên tôn đang công kích mình. Lòng hắn gông xiềng đã sớm chặt đứt, hơn nữa có luân hồi thất tinh mạch, trực giác của hắn, xa so với người thường muốn bén nhạy. Trực giác đến loạn thiên tôn công kích, Diệp thần nghiêng người trốn một chút, rất dễ dàng liền né tránh. Lần này né tránh, hắn động tác, hoàn toàn ở hắn dưới sự khống chế. Lại cũng không chịu loạn thiên tôn vặn vẹo. Cái gì? Loạn thiên tôn thấy Diệp thần như thế ung dung liền né tránh, bữa cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lại giết ra một kiếm, từ một cái xảo quyệt góc độ, ám sát hướng Diệp thần thắt lưng. Nhưng một kiếm này, Diệp thần cũng là ung dung né tránh. Diệp thần cảm thấy mình tiến vào một cổ trạng thái kỳ diệu, thân thể giác quan toàn bộ cắt đứt, hắn thân thể khỏe xem không thuộc về mình nữa, nhưng cũng có thể tinh chuẩn nắm trong tay. Siêu nhiên vật ngoại. Trảm thiên cửu kiếm, ngàn dặm tuyết. Diệp thần khua kiếm phản kích, trực giác bắt được loạn thiên tôn vị trí, một kiếm cuốn lên trùng trùng gió tuyết, hung mãnh giết hướng đối phương. Loạn thiên tôn con người co rúc lại, nào nghĩ tới Diệp thần giác quan cắt đứt dưới, lại còn có thể bắt được mình chỗ. Hắn thuật pháp tuy mạnh hãn, nhưng thân xác đặc biệt yếu, nếu như bị Diệp thần một kiếm đánh trúng, sợ là tại chỗ thì phải vẫn diệt. Hỗn loạn đại lộ. Chân huyễn xen lẫn. Nguy cấp bên trong, loạn thiên tôn thi triển ra hỗn loạn đạo pháp, thân xác lại có thể biến thành hư ảo, chân thân thì núp ở lúc hỗn loạn không bên trong. Diệp thần một kiếm gai đi giết,
chỉ đâm xuyên qua Loạn Thiên Tôn huyễn thân, lại không có thể thương tổn tới đối phương chân thân. Súc sinh này thuật pháp thủ đoạn, quả nhiên có chút con đường. Diệp Thần trực giác dưới, đã dòm ngó gặp tất cả, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Loạn Thiên Tôn hỗn loạn thuật pháp, không chỉ là mê muội kẻ địch, thậm chí mới có thể bảo vệ được mình, để cho thân thể ở chân thực và hư ảo tới giữa, hỗn loạn lần lượt thay nhau, làm người ta không đoán được. Diệp Thần cuối cùng không đi qua không không lúc nào không, đối mặt những thứ này quỷ dị không không cách nào thì, chỉ cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Thằng nhóc, người võ đạo tuy mạnh hãn, nhưng còn không phá được ta thuật pháp. Loạn Thiên Tôn mượn hỗn loạn phép tắc che chở, lần nữa khua kiếm công hướng Diệp Thần. Diệp Thần nắm chặt luân hồi thiên kiếm, nhắm mắt dựa vào trực giác ra chiêu. Đơn thuần dùng võ đạo kiếm pháp mà nói, hắn so Loạn Thiên Tôn còn lợi hại hơn, mỗi lần khua kiếm giao phong, đều là hắn chiếm cứ thượng phong, thậm chí có nhiều lần, trực tiếp đâm thủng Loạn Thiên Tôn thân thể. Nhưng, Loạn Thiên Tôn thân thể, hư thật biến ảo, hỗn loạn quỷ dị. Diệp Thần mỗi lần đâm thủng qua, cũng chỉ là huyễn thân. Đánh lâu không dưới, Diệp Thần có chút nóng nảy, bởi vì hắn chân thực tu vi, chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 9, linh khí nội tình là không sánh bằng Loạn Thiên Tôn. Lại như thế kéo dài, hắn linh khí sẽ lâm vào khô kiệt. Loạn Thiên Tôn kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, biết võ đạo thắng không nổi Diệp Thần, cho nên liền trì hoãn thời gian, muốn hao hết Diệp Thần linh khí thể lực. Oanh! Lúc này, Huyền Hàn Ngọc không ngừng luyện hóa thiên hỏa linh khí, thân xác vậy đang không ngừng cường hóa, da thịt lộ ra thủy nhuận vậy sáng bóng, vóc người cũng là bộc phát đầy đặn. Những ngày đó hỏa linh khí, nhiệt độ cực cao, nàng áo khoác đều bị đốt rụi, chỉ còn lại một tầng đồ lót bọc thân, như vậy uyển chuyển đường cong, quả thực để cho người có chút mơ tưởng viễn vong. Thật là nhân gian vưu vật. Loạn Thiên Tôn xem được ánh mắt đều thẳng, khẽ cắn răng, hay là đem dục vọng của nội tâm, hoàn toàn áp chế xuống, ngưng thần đối chiến Diệp Thần. Hắn biết Diệp Thần cường hãn, hơi có phân tâm nói, tất bại không thể nghi ngờ. Chỉ cần đánh bại Diệp Thần, Huyền Hàn Ngọc chính là hắn. Hắn đối mình hỗn loạn thuật pháp, có tuyệt đối lòng tin, coi như không thể hoàn toàn khống chế Huyền Hàn Ngọc, cũng có thể để cho nàng rơi vào ý loạn tình mê tình cảnh. Cho dù Diệp Thần cái loại này quái thai, đối mặt Loạn Thiên Tôn hỗn loạn thuật pháp, vậy phải dựa vào cắt đứt giác quan, mới khá đối kháng, chớ nói chi là người bình thường. Diệp Thần chỉ cảm thấy tình thế hung hiểm, chỉ hoãn tiếp nữa mà nói, cục diện liền nguy hiểm. Bỗng nhiên tới giữa, Diệp Thần phúc tới tâm linh, trong sâu thẳm, nhưng dòm ngó thấy phá cuộc biện pháp. Bát hoang hư thú. Một cái ý niệm, từ Diệp Thần trong lòng toát ra. Hắn ban đầu ở quỷ vương giới bên trong, thu phục một đầu kinh khủng hung thú, tên là bát hoang hư thú. Vậy bát hoang hư thú, nghe nói đã từng là hoàng hôn cự nhân thú cưỡi, hung hãn vô cùng. Cho dù đến hiện tại, đầu này bát hoang hư thú, vậy không quy thuận Diệp Thần, chỉ là tạm thời bị Diệp Thần huyền yêu tinh huyết áp chế thôi. Nếu như cháy huyền yêu tinh máu, Diệp Thần có lòng tin, chỉ ít có thể khống chế vậy bát hoang hư thú một nén nhang thời gian. Bát hoang hư thú lớn mạnh như vậy, hơn nữa đến từ không không lúc nào không, nói không chừng có thể đối phó Loạn Thiên Tôn. Vù vù. Diệp Thần mở mắt ra, đem chặt đứt giác quan, lần nữa khôi phục liên lạc. Liếc mắt liếc một cái, Diệp Thần liền thấy Huyền Hàn Ngọc vậy vưu vật vậy hình dáng, khó trách để cho Loạn Thiên Tôn như vậy thèm thuồng. Huyền Hàn Ngọc quanh thân khí tượng, vậy càng ngày càng khoáng đạt, ngày xưa thương huyền đại đế xưng bá đồ thần kỷ nguyên khí tượng. Ở nàng dáng vẻ yếu ớt, tất cả thần linh hư ảnh, ở như quỷ mị còn quấn nàng, phát ra rên rỉ gầm thét, thật giống như gặp phải tàn nhẫn nhất tàn sát. Diệp Thần biết, Huyền Hàn Ngọc cường hóa thân xác, đã đến khẩn yếu nhất giây phút. Chỉ cần nàng cường hóa thành công, thương huyền đại đế truyền thừa đạo thống, còn có thần cách, đều có thể tiến một bước vững chắc. Huyền yêu tinh máu, cháy. Bát hoang hư thú, cho ta làm thịt hắn. Diệp Thần trong mắt mang uy nghiêm. Nhìn chằm chằm Loạn Thiên Tôn. Phải muốn giải quyết Loạn Thiên Tôn, mới có thể để cho Huyền Hàn Ngọc yên ổn hoàn thành cường hóa. Hắn không do dự, lập tức cháy huyền yêu tinh máu, cũng đem bát hoang hư thú cho gọi ra tới. Một tiếng nổ. Bát hoang hư thú xuất hiện, cái này đầu hung thú, hình như sư tử, cả người da lông là thiết màu đen, tản mát ra sáng bóng như kim loại vậy. Còn người ý định giết người xâm nghiêm, bên trong có phủ văn cổ xưa chuyển động. Mỗi bước ra một bước, đều là vặn vẹo không gian,
uy chấn bát hoang, đặc biệt khủng bố. Diệp Thần huyền yêu tinh máu cháy dưới, từng đạo khí huyết hóa thành màu máu xích sắt, vững vàng đem bát hoang hư thú khống chế được. Yêu tộc tội nhân, muốn bổn tọa giúp ngươi giải quyết kẻ địch. Mộng tưởng hảo huyền. Bát hoang hư thú tức giận, cũng không muốn khuất phục Diệp Thần, lớn tiếng gầm hét lên. Nhưng, nó thân thể bị huyền yêu tinh máu khống chế, vậy không tới phiên nó kháng cự. Ở huyền yêu tinh máu dưới sự khống chế, bát hoang hư thú ngoài miệng nói không chịu giúp Diệp Thần, thế nhưng cuồng bạo thân thể, vẫn là bạo xông lên ra, bén móng vuốt hướng Loạn Thiên Tôn xé đi. Đây là, bát hoang hư thú. Hoàng hôn cự nhân thú cưỡi. Loạn Thiên Tôn hoảng hốt, hoàng hôn cự nhân có thể nói là đỉnh đầu của hắn cấp trên, cái này bát hoang hư thú hắn dĩ nhiên là nhận được. Loạn Thiên Tôn, xin lỗi, ta thân thể, không chịu ta khống chế. Bát hoang hư thú cắn răng nghiến lợi, không hề muốn công kích Loạn Thiên Tôn. Nhưng, nó bị huyền yêu tinh máu khống chế, động tác tàn bạo vô cùng, sắc bén móng vuốt xé rách hư không, Loạn Thiên Tôn hỗn loạn thuật pháp, đều không cách nào nhiễu loạn nó. Suy rồi. Loạn Thiên Tôn trong lồng ngực liền một móng, áo quần vỡ vụn, lộ ra một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi đầm đìa, đau nhức bứt rứt. Hắn lần này bị thương, cũng không phải là huyễn thân, mà là chân chánh bản thể. Ở bát hoang hư thú giết chóc, hắn hết thảy thuật pháp, cũng là vô dụng. Dẫu sao, bát hoang hư thú vậy xuất thân không không lúc nào không, hơn nữa giống vậy đến từ tử thần giáo đoàn, đã từng là hoàng hôn cự nhân thú cưỡi. Từ địa vị mà nói, nhất đỉnh cấp thời điểm bát hoang hư thú, thậm chí muốn so với Loạn Thiên Tôn cao hơn. Loạn Thiên Tôn các loại thuật pháp thủ đoạn, có thể uy hiếp người khác, nhưng uy hiếp không được bát hoang hư thú. Bát hoang hư thú tuy không phải cam tâm tình nguyện, nhưng ở huyền yêu tinh máu dưới sự khống chế, vẫn là ra tay phá hư Loạn Thiên Tôn thuật pháp, hung hăng bị thương nặng hắn. Diệp Thần thấy một màn này, cũng là mở cờ trong bụng. Cái này bát hoang hư thú, quả nhiên là phá cuộc mấu chốt. Mắt xem Loạn Thiên Tôn đã bị thương, Diệp Thần vội vàng đem bát hoang hư thú thu vào. Cái này bát hoang hư thú cực kỳ hung tàn, đặc biệt khó khăn nắm trong tay, Diệp Thần cũng không dám khống chế thời gian quá dài, miễn phải gặp bị cắn trả. Loạn Thiên Tôn, tự giết lẫn nhau mùi vị như thế nào? Diệp Thần cười lên. Loạn Thiên Tôn bị thương dưới, chung quanh hỗn loạn hơi thở, đã thật to suy yếu. Diệp Thần tinh chuẩn bắt được Loạn Thiên Tôn hơi thở, giống như mãnh hổ phong tỏa con mồi. Thằng nhóc, người chết không được tử tế. Dám tống giam hoàng hôn cự nhân thú cưỡi, cùng hoàng hôn cự nhân hạ xuống, người nhất định phải chết. Loạn Thiên Tôn giận dữ không thôi, nào nghĩ tới Diệp Thần lại còn có cái này lá bài tẩy. Hắn hỗn loạn thuật pháp vô cùng tuyệt diệu, thật ra thì coi như Huyền Hàn Ngọc tỉnh lại, và Diệp Thần liên thủ, hắn dựa vào thuật pháp, cũng có lòng tin chu toàn. Nhưng, đối mặt bát hoang hư thú, hắn là không có biện pháp nào. Đó là hắn cấp trên thú cưỡi, hắn hết thảy thủ đoạn, ở đối phương trong mắt, chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Bàn về địa vị, Loạn Thiên Tôn ở tử thần giáo đoàn, xếp hạng ghế thứ 7. Mà hoàng hôn cự nhân, là ghế thứ 6. Hai người tới giữa, nhìn như chỉ chênh lệch một cái hàng vị. Nhưng trong thực tế, là trên 6 tiệc và hạ 6 tiệc khác biệt, thực lực sai biệt lấy gấp trăm ngàn lần tính toán, khó mà lường được. Loạn Thiên Tôn chân thân, có thể ăn mòn đến thế giới hiện thật, nhưng hoàng hôn cự nhân, bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, cơ hồ không thể nào đem chân thân hạ xuống, đời này tinh không căn bản không chứa nổi. Ha ha, thà quan tâm ta, người trước hay là quan tâm chính ngươi. Diệp Thần ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, hiện tại hắn đã phong tỏa Loạn Thiên Tôn khí cơ. Đối phương cường đại, chỉ là thuật pháp, hôm nay bị thương dưới, thuật pháp uy lực lớn giảm nhiều thấp. Dựa hết vào thân thể nói, Loạn Thiên Tôn hoàn toàn không cách nào cùng Diệp Thần chống lại. Cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, Loạn Thiên Tôn cũng là hoảng sợ, da đầu tê dại. Ta Loạn Thiên Tôn, chẳng lẽ hôm nay lại muốn lật thuyền trong mương? Loạn Thiên Tôn khủng hoảng không dứt, nhất thời cảm thấy đại họa ập lên đầu, xoay người chạy. Lúc hỗn loạn không, bao giấu ta thân. Hắn vung tay lên, để cho thời không rơi vào hỗn loạn, thân thể chớp mắt. Liền muốn ẩn núp đến lúc hỗn loạn không bên trong đi, bỏ trốn. Thiết ngai vàng, cho ta phong tỏa. Diệp Thần quát to một tiếng, thúc giục thiết ngai vàng năng lượng khí tức, trực tiếp đem chung quanh nơi có không gian, toàn bộ thiết hóa phong tỏa. Loạn Thiên Tôn muốn trốn,
nhưng đụng đầu vào vách sắt trên, sưng mặt sưng mũi, hình dáng 10 phần chật vật. Nếu như là ngày thường, Diệp Thần thiết ngai vàng, căn bản không có thể áp chế hắn hỗn loạn thuật pháp. Nhưng lúc này, hắn bị bát hoang hư thú gây thương tích, thương thế 10 phần nghiêm trọng, thuật pháp uy lực có hạn, cái này phiến mở ra ra lúc hỗn loạn không, nội tình vậy là đặc biệt yếu kém, hoàn toàn không cách nào chống lại Diệp Thần lực lượng. Xong rồi. Loạn Thiên Tôn có vẻ chấn động phố, bốn phương tám hướng tất cả đều là sắt thép vách tường, hắn đã không chỗ có thể trốn. Cho ta chết. Diệp Thần khua kiếm thẳng vỗ tới, liền muốn đem Loạn Thiên Tôn giết. Rào. Nhưng vào lúc này, trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện liền một phiến phiến đạo thư phù văn. Những thứ này đạo thư phù văn, mang hoàn mỹ hơi thở, phù văn lưu chuyển tới giữa, như trời quý tích, tinh thần chuyển động, yêu nhã tuyệt đẹp. Một quyển to lớn đạo thư, phía trên y nhoàn mỹ thế giới bốn chữ, từ trong hư không hiện lên, chặn lại Diệp Thần một kiếm, cứu Loạn Thiên Tôn. Hoàn mỹ đạo thư. Diệp Thần ánh mắt nhất thời co rúc lại, nhưng gặp đạo thư phía trên, hiện ra một người mặc màu xanh da trời đạo bào nam tử, chính là vậy Hoàn Mỹ Đại Thánh. Hoàn Mỹ Thánh Vương, cứu mạng, cứu mạng. Loạn Thiên Tôn thấy Hoàn Mỹ Đại Thánh xuất hiện, cũng không đoái hoài được cái gì hình tượng tư thái, liền hô cứu mạng. Hoàn Mỹ Đại Thánh lại kêu Hoàn Mỹ Thánh Vương, là Hoàn Mỹ Đạo Thư Hóa Thân, chân lý hội sứ giả. Tuyệt đại đa số phi thăng nhập không không thời không cường giả, đều là Hoàn Mỹ Đại Thánh phụ trách tiếp đón. Loạn Thiên Tôn cũng không ngoại lệ, hắn ban đầu phi thăng thời điểm, cũng là Hoàn Mỹ Đại Thánh tiếp đón. Giờ phút này thấy Hoàn Mỹ Đại Thánh hạ xuống, hắn ngang hàng là thấy được cứu tinh. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên cường hãn, lại có thể đánh bại Loạn Thiên Tôn. Hoàn Mỹ Đại Thánh nhìn Diệp Thần một mắt, giọng mang một chút tán thưởng. Hắn mặc dù không thích Diệp Thần, cũng cho Diệp Thần làm nhân quả luật nguyền rủa, nhưng bỏ ra lập trường mà nói, Diệp Thần lộ ra sức chiến đấu, đủ để cho mỗi một người làm thán phục rung động. Hoàn Mỹ sử giả, người tới đây bên trong làm gì? Người muốn bắt ta? Diệp Thần cảnh giác đề phòng. Chẳng lẽ nói, cái này Hoàn Mỹ Đại Thánh, cho mình làm nguyền rủa còn chưa đủ, còn muốn tự mình bắt? Hoàn Mỹ Đại Thánh ha ha cười một tiếng, nói, đừng hiểu lầm, người đã chúng ta nhân quả luật cấm thuật, trừ phi nhâm phi phàm phi thăng, nếu không ngươi đời này, tuyệt không tấn thăng thiên huyền cảnh có thể, ta không cần phải lại làm khó ngươi. Dừng một chút, hắn nhìn xem Huyền Hàn Ngọc, cuối cùng ánh mắt vừa nhìn về phía sau lưng Loạn Thiên Tôn, nói. Ta chân lý hội, là đại đạo hóa thân, mục tiêu là duy trì đại đạo vững vàng. Nên phi thăng người, chúng ta phụ trách tiếp đón. Mà ở không không lúc nào không bên trong cường giả, chúng ta vậy sẽ không cho phép bọn họ, tự mình hạ xuống hiện thế, đây là vi phạm đại đạo quy luật, phải bị chân lý trách phạt. Cuối cùng những lời này, là hướng về phía Loạn Thiên Tôn nói. Chân lý hội bản thân không có bất kỳ lập trường, chỉ là vì bảo vệ đại lộ vững vàng. Tử thần giáo đoàn giáp tâm không thể dò được, muốn xâm lấn thực tế, tự nhiên đưa tới chân lý hội coi trọng. Loạn Thiên Tôn. Ngươi tự mình hạ xuống hiện thế, đã không tuân theo ta chân lý hội quy định, ta muốn mang ngươi trở về. Hoàn Mỹ Đại Thánh lạnh giọng nói. Lúc đầu hắn xuất hiện ở chỗ này, cứu Loạn Thiên Tôn, chỉ là muốn mang hắn trở về. Loạn Thiên Tôn nghe được Hoàn Mỹ Đại Thánh mà nói, cả người run rẩy liền một tí, không lời chống đỡ. Làm sao, ngươi không chịu trở về sao? Hoàn Mỹ Đại Thánh thanh âm bộc phát lạnh lùng. Không, không phải. Hết thảy đều nghe Hoàn Mỹ Thánh Vương phân phó. Loạn Thiên Tôn trong lòng dẫu có 100 cái không muốn, nhưng ngoài mặt vẫn là không dám cãi lại, nói. Rất tốt. Hoàn Mỹ Đại Thánh cười một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Huyền Hàn Ngọc. Lúc này, Huyền Hàn Ngọc vậy kết thúc tu luyện. Nàng hấp thu đại lượng thiên hỏa linh khí, thân xác huyết mạch tăng cường thật nhiều, ngày xưa thương Huyền Đại Đế thần cách, ở trên người nàng lấy được Hoàn Mỹ truyền thừa. Huyền Hàn Ngọc. Người không thuộc về cái thế giới này, người cũng phải cùng ta trở về. Hoàn Mỹ Đại Thánh nói. Huyền Hàn Ngọc đã biết tất cả, từng tia linh khí ở trên người nàng, diễn hóa ra một bộ trường bào, bao trùm ở nàng uyển chuyển dáng người. Vậy trường bào bên trên, theo cổ xưa hình vẽ, đó là ngày xưa thương Huyền Đại Đế đồ thần hình ảnh, tràn đầy ác liệt giết hại hơi thở. Ở nơi này tập kích trường bào nổi bật hạ, Huyền Hàn Ngọc cũng là giống nhau ác liệt sắc bén, ánh mắt như băng đao. Nói, nếu như ta không đi đâu.
Hoàn Mỹ Đại Thánh ra mặt co rút một tí, nói, ngươi cũng muốn học Nhâm Phi Phàm. Ngươi muốn lưu lại, trừ phi là buông tha Thương Huyền Đại Đế truyền thừa. Huyền Hàn Ngọc nhìn hờ hững, nói các ngươi chân lý hội, thật đúng là om sòm, tự cho là đại đạo hóa thân, ai cho các ngươi lá gan. Ngươi muốn mang ta đi, vậy thì động thủ đi. Hoàn Mỹ Đại Thánh nghe được Huyền Hàn Ngọc như vậy châm chọc lời nói, cũng không tức giận, ngược lại đang cười, thật giống như đang bị Nhâm Phi Phàm cự tuyệt sau này, lòng hắn trạng thái đã vững vàng rất nhiều. Ta không sẽ cùng ngươi động thủ, ngươi không chịu đi, tự nhiên sẽ có người xử lý ngươi, ngươi chờ là được. Hoàn Mỹ Đại Thánh tính trước kỹ càng, mỉm cười nói. Huyền Hàn Ngọc trong lòng rét một cái, biết cái này Hoàn Mỹ Đại Thánh giao thiệp rộng hào phóng, gần đây vạn thế kỷ nguyên người phi thăng, căn bản đều là đích thân hắn tiếp đón. Nàng tạm thời tới giữa, vậy suy đoán không ra cái này Hoàn Mỹ Đại Thánh, sẽ mời người nào ra tay đối phó nàng. Loạn Thiên Tôn. Chúng ta đi thôi. Hoàn Mỹ Đại Thánh không có nói thêm nữa, hướng Loạn Thiên Tôn ngoắc ngoắc tay, thì phải mang hắn rời đi. Loạn Thiên Tôn mặt đầy đắng chát, nói, Hoàn Mỹ Thánh Vương, ta ở nơi này Xích Vũ Tháp tầng chót nhất, luyện chế một viên thiên hỏa đan, vẫn là ma nữ giúp ta luyện chế, ngươi xem có phải hay không. Hoàn Mỹ Đại Thánh sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi còn muốn lưu luyến hiện thế. Loạn Thiên Tôn hoảng hốt vội nói, không phải, không phải, chỉ là. Hoàn Mỹ Đại Thánh nói, không cần nói, hiện thế nhân quả, không có gì hay lưu luyến, cùng ta đi thôi. Nhắc tới, các ngươi tử thần giáo đoàn, mỗi một người đều muốn xâm lược thực tế, thật cầm ta chân lý hội luật lệ làm không khí. Loạn Thiên Tôn không dám lên tiếng đáp lại, chỉ là cúi đầu. Hoàn Mỹ Đại Thánh mang hắn rời đi, ở trước khi rời đi, mang một chút nghiền ngẫm nụ cười, hướng Diệp Thần nói, viên kia thiên hỏa đan, ta sẽ để lại cho ngươi. Người vẫn có thể thử một chút, xem có thể hay không đột phá thiên huyền cảnh. Ta nói, chỉ cần Nhâm Phi Phàm không phi thăng, người đời này cũng không thể đột phá, không tin người có thể thử một chút. Nói xong, chính là mang Loạn Thiên Tôn hoàn toàn rời đi. Diệp Thần suy nghĩ Hoàn Mỹ Đại Thánh mới vừa nói, và Huyền Hàn Ngọc nhìn nhau gật đầu, hai người đều là giống nhau tâm tư. Đi tầng chót xem. Diệp Thần lúc này cùng Huyền Hàn Ngọc. Bước lên Xích Vũ Tháp tầng chót nhất. Huyền Hàn Ngọc thân xác, đã đạt được cường hóa, một đường không có chút nào cản trở, rất thuận lợi liền cùng Diệp Thần đến Xích Vũ Tháp tầng chót nhất. Ở tầng chót nhất tháp phòng bên trong, để một lò luyện đan. Vậy lò luyện đan bề ngoài, còn mang dư nhiệt. Lò thang bên trong, lơ lửng một viên dịu dàng đỏ thẫm đan dược, phía trên đóng dấu trước một đạo thần bí đồ đằng. Diệp Thần nhận ra, đó là ma nữ đồ đằng. Viên đan dược này, hiển nhiên là Loạn Thiên Tôn mượn dùng ma nữ lực lượng, luyện chế được. Đan dược nơi năng lượng ẩn chứa, cực kỳ dư thừa, thậm chí so với Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc, đoạn đường này thu thập được thiên hỏa linh khí, còn muốn đậm đà rất nhiều. Xem ra ma nữ trợ giúp Loạn Thiên Tôn, luyện chế cái này thiên hỏa đan, là muốn để Loạn Thiên Tôn củng cố thân xác, cũng may thế giới hiện thật đặt chân, sau này lại nghĩ biện pháp tiếp ứng nàng. Nhưng nhìn tính vạn tính. Ma nữ khẳng định không có coi là đến, Loạn Thiên Tôn lại bị Huyền Hàn Ngọc hấp dẫn, cái này thiên hỏa đan luyện chế được sau đó, cũng chưa kịp uống, hiện tại trắng trắng tiện nghi Diệp Thần. Cái này thiên hỏa đan, tốt linh khí nồng nặc, nếu là ta luyện hóa, đủ để cho ta tu vi, đạt tới bách gia cảnh tầng thứ 9 nhất đỉnh cấp. Diệp Thần đem vậy thiên hỏa đan lấy ra, đan dược ở trên tay, hắn cũng là rõ ràng cảm nhận được viên thuốc viên này nhiệt độ, còn có bên trong ẩn chứa bàng bạc hơi thở. Nhất đỉnh cấp cũng là bách gia cảnh, không tính là chân chính thượng vị giả. Ngươi chỉ có bước vào thiên huyền cảnh, mới có thể coi như là thượng vị giả thiên quân. Nhưng, ngươi chúng Hoàn Mỹ Đại Thánh nhân quả luật cấm thuật, chỉ sợ khó mà đột phá. Huyền Hàn Ngọc nói, bất kể như thế nào, tổng phải thử một chút, ta cũng không tin, ta liền 100 đạo võ đạo gông xiềng, cũng toàn bộ chặt đứt, cái này thế gian còn có gông xiềng có thể vây khốn ta. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, nhưng là không có khuất phục. Hắn không tin Hoàn Mỹ Đại Thánh có thể giam cầm mình, hắn muốn xông phá tất cả gông xiềng, thành là chân chính thượng vị giả, đây là tâm nguyện của hắn. Lập tức, Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp đem thiên hỏa đan nhét vào trong miệng, uống vào. Oanh! Thiên hỏa đan vừa vào thể, cuồng bạo năng lượng linh khí, nhất thời nổ tung. Ở cổ năng lượng này linh khí bồi bổ hạ, Diệp Thần tu vi,
cũng là bão táp tiến mạnh, rất nhanh thì đến bách gia cảnh tầng thứ 9 nhất đỉnh cấp, khoảng cách truyền thuyết kia ở giữa thiên huyền cảnh, cũng chỉ có nửa bước xa. Diệp Thần trong đầu, vậy phiến thiên quân chi môn, đổi được vô cùng rõ ràng, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, liền có thể đem vậy đẩy cửa ra. Nhưng, Diệp Thần trong lòng thích chữ suy nghĩ phá cửa, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào phá vỡ. Cảm giác như thế nào? Huyền Hàn Ngọc cảm nhận được Diệp Thần cuồng tiêu linh khí, hỏi. Ta đã đến bách gia cảnh tầng thứ 9 nhất đỉnh cấp, võ đạo tích lũy có thể nói là hoàn toàn đại viên mãn, hiện tại ta cần một cái địa phương thích hợp, tĩnh tâm đánh vào thiên huyền cảnh. Diệp Thần nắm quyền một cái, lần này thật đúng là đa tạ Loạn Thiên Tôn, cho hắn lưu lại như thế một viên năng lượng dư thừa đan dược. Hiện tại ở thiên hỏa đan bồi bổ hạ, Diệp Thần bách gia cảnh võ đạo tu vi, đã viên mãn, tiếp theo liền có thể bắt đầu đánh vào thiên huyền cảnh. Thiên huyền cảnh, là chân chánh thiên quân thượng vị giả cảnh giới, không phải chuyện đùa. Lấy Diệp Thần võ đạo, hắn muốn đánh vào thiên huyền cảnh mà nói, vậy sẽ so với người thường khó khăn rất nhiều. Huống chi, còn có một cái không thấy được nhân quả luật nguyền rủa, rất có thể như gông xiềng vậy giam cấm hắn. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Huyền Hàn Ngọc gặp Diệp Thần sắp đột phá thiên huyền cảnh, trong lòng cũng là cao hứng dùm cho hắn. Bất quá cái này Xích Vũ Tháp, cũng không phải là đột phá địa phương tốt. Lập tức, hai người chính là rời đi Xích Vũ Tháp. Mới vừa ra Xích Vũ Tháp, Diệp Thần nhưng thấy cửa tháp bên ngoài, đứng một đạo quen thuộc bóng người. Là cái hai tay ôm kiếm ở ngực, người mặc lê hoa trắng quần áo cô gái. Lại là thân độ Uyển Nhi. Uyển Nhi, là ngươi. Diệp Thần thấy thân độ Uyển Nhi xuất hiện ở chỗ này, cũng là lớn để ý bên ngoài. Diệp Thần, ngươi muốn đánh vào thiên huyền cảnh liền sao? Ta đã nghe Hoàn Mỹ Đại Thánh nói, hắn kêu ta tới đón ngươi. Thân độ Uyển Nhi mặt đẹp mang chút vẻ ngưng trọng, nói. Là Hoàn Mỹ Sử Giả kêu ngươi tới. Diệp Thần nói. Đúng vậy, hắn nói kêu ta mang ngươi đi Ma Thần Cung, đánh vào thiên huyền cảnh, để cho ngươi cảm thụ một tí thất bại mùi vị. Hắn bày ra nhân quả luật cấm thuật, không thể trái gánh. Thân độ Uyển Nhi nói. Nàng từ Hoàn Mỹ Đại Thánh trong miệng, đã biết Diệp Thần bị làm nhân quả luật. Chỉ cần nhâm phi phàm không phi thăng, Diệp Thần đời này, liền không cách nào đột phá đến thiên huyền cảnh, vận mệnh bị hạn chế ở. Vận mệnh ta, không như vậy dễ dàng bị hạn chế. Diệp Thần khẽ cắn răng, lại nói. Uyển Nhi, người vậy Ma Thần Cung, có thể thích hợp ta đột phá. Thân độ Uyển Nhi nói, tuyệt đối thích hợp, ta Ma Thần Cung bên trong tất cả cường giả, đều tin phụng luân hồi, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp cường lực nhất tín ngưỡng chống đỡ, nhưng ta chỉ sợ vậy nhân quả luật. Diệp Thần không câu chấp cười một tiếng, nói, bất kể như thế nào, tổng phải thử một chút mới biết. Thân độ Uyển Nhi nói, ừ, vậy các ngươi cùng ta tới. Vừa nói, nàng biến dạng ra một cái hư không lối đi, mang Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc đi qua. Diệp Thần tiến vào vậy hư không lối đi bên trong, một hồi trời đất quay cuồng sau này, cũng đã xuất hiện ở một phiến địa phương xa lạ. Đây là một cái bóng tối thế giới, có một phiến màu đen đại dương. Ở màu đen kia trên biển mặt, đứng vững vàng từng ngọn hùng vĩ cung điện to lớn, phía trên mài rũa rất nhiều bộ xương trắng khắc hoa văn. Mà ở cung điện bên trong, thì khắp nơi thờ phụng hai pho tượng. Trong đó một tòa, là Diệp Thần pho tượng. Khác một tòa, là thân độ Uyển Nhi pho tượng. Nơi này chính là Ma Thần Cung, là ta gần đây khai sáng thế lực. Thân độ Uyển Nhi giải thích nói, gò má lại mang một chút đỏ ửng. Ở Ma Thần Cung bên trong, chỉ cung phụng nàng và Diệp Thần pho tượng. Lòng nàng ý, đã biểu hiện được rất rõ ràng. Diệp Thần nhìn chăm chú cái này phiến Ma Thần Cung thế giới, liền cảm thấy mãnh liệt hắc ám chập chờn. Ma Thần Cung dưới màu đen đại dương, thật ra thì chính là Thiên Ma Tinh Hải năng lượng biến thành. Thiên Ma Tinh Hải, là ma thần nhất mạch cao nhất thần khí, có vô cùng kinh khủng năng lượng. Vô luận là tử thần giáo đoàn, vẫn là thân độ Uyển Nhi xuất lĩnh Ma Thần Cung, cũng muốn cướp lấy Thiên Ma Tinh Hải quyền khống chế. Ma Thần Cung tình huống, Diệp Thần trước đây đã nghe thân độ Uyển Nhi nói qua. Cái này Ma Thần Cung, thân độ Uyển Nhi lấy lớn quyết đoán thành lập, ở không không lúc nào không bên trong, ma thần nhất mạch bên trong, phàm là đồng ý quy thuận luân hồi, liền toàn bộ gia nhập Ma Thần Cung. Nếu như không đồng ý, vậy liền chỉ có một con đường chết. Thân độ Uyển Nhi thủ đoạn như vậy,
hơi có điểm thuận ta thì phát, người nghịch ta mất cường thế uy nghiêm. Ma thần nhất mạch bên trong, đồng ý và người phản đối, cũng chiếm nửa số. Tất cả người phản đối, thần độ Uyển Nhi nhất luật chém chết. Dĩ nhiên, người phản đối số lượng, chân thực quá nhiều, cùng tán thành người như nhau, trăm triệu tỷ vạn, nàng cũng không khả năng thật toàn bộ giết hết. Nhưng, như vậy thuận xương nghịch mất thái độ, đã làm cho cả không không lúc nào không, cũng hơi khiếp sợ. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, thần độ Uyển Nhi quyết tâm, chính là thể đứng ở Diệp Thần bên này. Diệp Thần và Huyền Hàn Ngọc, đi theo thần độ Uyển Nhi, tiến vào ma thần cung bên trong. Ở ma thần cung bên trong, có mấy chục ngàn cái hắc ám cường giả. Những cường giả này, có chút là từ không không lúc nào không bên trong, bí mật hạ xuống. Còn có một chút, là thần độ Uyển Nhi trực tiếp từ trong bóng tối chế sinh. Tất cả ma thần cung các cường giả, thấy Diệp Thần đến, đều là quỳ bái, thái độ khiêm nhường hết sức. Thần độ Uyển Nhi nói, Diệp Thần phải ở chỗ này đánh vào thiên huyền cảnh, rất nhiều hắc ám cường giả, đều là hoan hô, hơn nữa bắt đầu chuẩn bị đánh vào nghi thức. Từ bách gia cảnh đến thiên huyền cảnh, đây không phải là thông thường thăng cấp, là từ hạ vị người đến cấp trên thay đổi, có thể gọi là phi thăng. Nếu là phi thăng, vậy dĩ nhiên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, bởi vì phi thăng là sẽ có lôi kiếp phủ xuống. Diệp Thần võ đạo nội tình cường hãn như vậy, hắn muốn phi thăng thành thượng vị giả, phải đối mặt lôi kiếp, tự nhiên cũng là khủng bố vạn phần, phải chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng lôi kiếp sát thương. Chuẩn bị công phu đại khái cần 3 ngày, Diệp Thần, phiền toái ngươi muốn chờ cùng. Thần độ Uyển Nhi nhẹ giọng nói. Không quan hệ. Diệp Thần khẽ vuốt ve thần độ Uyển Nhi sợi tóc, khẽ mỉm cười. Kế tiếp 3 ngày, Diệp Thần liền ở lại ma thần cung bên trong, một mình dừng chân, điều dưỡng tinh thần, là đánh vào thiên huyền cảnh làm chuẩn bị. Luân hồi phi thăng sắp tới, ngoại giới cũng là hoàn toàn náo động, toàn bộ thái thượng thế giới, đều biết Diệp Thần đem ở ma thần cung, đánh vào thiên huyền cảnh. Luân hồi phi thăng, chuyện lớn như vậy, tuyệt đối là kích động thiên cơ nhân quả, không thể nào giấu giếm được. Vô số người cũng muốn đi ma thần cung, thấy Diệp Thần phi thăng tình cảnh. Nhưng, thần độ Uyển Nhi vì không quấy rầy Diệp Thần, cũng không có hướng ra phía ngoài phát ra mời. Nàng không mời tân khách, người bình thường tự nhiên vậy không có can đảm, dám xông vào ma thần cung bên trong, vậy cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Dĩ nhiên, Diệp Thần bên này bằng hữu là muốn mời. Diệp Thần hướng Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi, Võ Giao, Già Thiên Ma Đế, Địa Ngục Thần Vũ Trụ, Gấm Hoa, Thiện Nhu, Chân Lý Phật Tổ các người, cũng phát ra mời. Thật ra thì, hắn cũng không có tuyệt đối thành công chắc chắn. Nhưng bỏ mặc thành bại như thế nào, phi thăng chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn cùng luân hồi trận doanh nhân vật trọng yếu cửa, cùng nhau làm chứng. 3 ngày thời gian, vội vã rồi biến mất. Ma thần cung trung ương trên quảng trường, thần độ Uyển Nhi đã kêu người chuẩn bị xong hết thảy. Quảng trường bên trong, xây dựng một cái to lớn tế đàn. Ở cái tế đàn này phía trên, Diệp Thần có thể nhận được toàn bộ ma thần cung tín ngưỡng. Quảng trường bốn phía, bố trí tầng tầng cấm pháp, chủ yếu là phòng ngừa thiên kiếp phủ xuống thời điểm, sẽ vạ lây ngoại giới. Mà ở quảng trường bốn phía, chính là một hàng chỗ ngồi. Luân hồi trận doanh người nơi này, đã toàn bộ đến. Diệp Thần ca ca, 3 cái xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ, mang trên mặt lo lắng thần sắc, đi tới Diệp Thần bên người. Là Võ Giao, Gấm Hoa hiền hòa mềm 3 phụ nữ. Các nàng cũng biết nhân quả luật sự việc, rất là lo âu. Yên tâm, ta không có chuyện gì. Diệp Thần nhìn 3 phụ nữ, khẽ mỉm cười. Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, còn có Diệp Lạc Nhi, chính là đứng ở một bên, trong lòng tuy có lo lắng tình ý, nhưng sẽ không giống Võ Giao các nàng biểu hiện được như thế rõ ràng. Luân hồi chi chủ, người bị hoàn mỹ đại thánh nguyền rủa, ngày hôm nay muốn phi thăng, coi như khó khăn. Phật Tổ đi tới Diệp Thần bên người, cũng là than thở nói. Ta biết, đa tạ Phật Tổ quan tâm, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ cố gắng. Diệp Thần trịnh trọng nói. Ừ, ngoài ra, người muốn chú ý Ma Tổ Vô Thiên. Phật Tổ nói. À, Ma Tổ Vô Thiên đã cùng quay về Trần hoàn toàn dung hợp, mặc dù hai linh hồn người, còn ở ma hợp giai đoạn, nhưng một khi ma hợp thành công, hắn Phật Ma hòa vào nhau, rất có thể thông suốt thiên địa, trực tiếp ăn cắp thiên ma tinh hải năng lượng, hóa thân tử thần.
Phật Tổ ngưng trọng nói. Quay về Trần xuất thân chúng sanh giới, ban đầu chính là Phật Tổ một tay nuôi lớn, hắn rất rõ ràng quay về Trần sau lưng bí ẩn.